đích thực là rượu ngon khó có được, đạo hữu thật là có khẩu phúc không nhỏ. Hàn lập nâng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một hớp, tiếp đó đuôi lông mày giãn ra tán thưởng một câu. Hàn huynh nếu ưa thích chi bằng hãy uống nhiều hơn vài chén. Việt Long nghe vậy, mặt mày hớn hở nói. Vậy thì Hàn mỗ cũng không khách khí. Hàn lập mỉm cười, đem linh tử trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó phất tay áo về phía hư không, lập tức đem bầu rượu trên bàn phía trước người bắt qua, rồi tự động rót thêm một ly nữa. Ha ha, chỉ cần hàn huynh thích rượu này là được trừ nó ra ở đây ta còn có một loại bảo vật từ bên ngoài khó lòng nhìn thấu không hề tầm thường nếu đạo hữu không ngại có thể giám định và thưởng thức một chút việt long cười nói một câu sau đó hai tay nhẹ nhàng vỗ vào nhau sau một tiếng ba lúc này ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân khẽ động ba thị nữ ăn mặc theo phong cách của nữ tử phi linh tộc cúi đầu đi tới đứng song song thành một hàng trước người hàn lập ánh mắt hàn lập lóe lên không hề để ý tới khuôn mặt kiều diễm như hoa của mấy thị nữ này, mà nhìn về phía từng cái khay bạc đang được bưng trong tay các nàng. Riêng trên mỗi cái khay này đều có chứa một khối tinh chuyên lớn cỡ bàn tay, màu sắc khác nhau nhưng bề mặt sáng bóng dị thường. Một khối màu vàng thấm, một khối màu lam nhạt còn một khối thì đỏ như lửa. Những thứ này là, sau khi thần niệm hàn lập khẽ quét qua, trên mặt lập tức có vài phần động dung. Trên ba khối tinh chuyên này phân biệt tản ra ba loại khí tức khác nhau của ba thuộc tính thổ, hỏa thủy. Hơn nữa còn cực kỳ tinh khiết, nhìn dáng vẻ dường như còn tinh thuần hơn nhiều so với cực phẩm linh thạch. Hàn huynh cảm thấy mấy khối cực nguyên tinh này thế nào? Bọn chúng đều là do việt mỗ tự mình luyện chế ra đấy, bất kể là dùng để luyện chế pháp khí hay là sử dụng thay thế linh thạch đều là vô cùng huyền diệu. Việt Long một mực nhìn chăm chú vào biểu tình trên mặt Hàn Lập, nhìn thấy hắn lộ ra thần sắc giật mình, lập tức cười nhẹ một tiếng nói: "Cực nguyên tinh, không phải là vật sinh ra từ tự nhiên mà lại là do đạo hữu tự mình luyện chế ra?" hàn lập quả thực phải biến sắc rồi đúng vậy những tài liệu này là do tiểu đệ dùng một loại bí thuật mới may mắn luyện chế ra được trong đó không chỉ lãng phí vô số tài liệu quý hiếm mà còn trải qua rất nhiều lần thất bại tuy nhiên có thể tạo ra ba kiện đồ vật này việt mỗ vẫn cảm thấy rất có giá trị đấy việt long có vài phần tự đắc nói bí thuật hàn lập nhắm hai mắt lại nói ha ha trước hết hàn huynh cứ cẩn thận giám định và thưởng thức những vật này một chút đi đã tiểu đệ sẽ cẩn thận giải thích sau cũng chưa muộn việt long lộ ra vẻ vài phần thần bí nói tốt vậy thì tại hạ cũng không khách khí nữa hàn lập gật đầu nhẹ một tay tùy ý phất về phía trước khối tinh chuyên màu lam nhạt trên khay bạc kia sau khi run rẩy một cái lập tức bay lên trời vững vàng rơi vào trong tay của hắn hàn lập cúi đầu phốc phốc một tiếng một sợi tơ từ giữa hai đầu lông mày bắn ra lóe lên chui vào bên trong tinh chuyên không thấy bóng dáng đồng thời hai mắt từ từ nhắm lại việt long tủm tỉm cười nhìn thấy cảnh này không hề có chút ý tứ ngăn cản nào một lúc lâu sau, đuôi lông mày Hàn Lập nhảy lên, hai mắt một lần nữa mở trợn ra, sợi tơ từ giữa hai đầu lông mày kia lóe lên trên khối tinh chuyên rồi tán loạn biến mất. Thiên địa năng lượng bên trong thật tinh thuần, linh khí bên trong so với cực phẩm linh thạch cùng thể tích có lẽ còn nhiều hơn 4 năm lần, trình độ tinh khiết thế này không phải là thứ như linh thạch có thể so sánh được, nhưng kết cấu bên trong lại có chút quái dị, thậm chí còn có cả tiên thiên linh vân ở trong đó nữa, nếu như luyện chế pháp khi có lẽ sẽ hình thành thần thông đặc thù nào đó a. À? Không biết là trình độ cứng rắn của vật này tới mức nào." Hàn Lập hơi có phần ngưng trọng nói, "Hàn huynh quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc, có thể đem hơn một nửa những chỗ đặc thù của cực nguyên tinh này nói ra. Về phần trình độ cứng cỏi của nó chi bằng đạo hữu hãy tự mình thử một lần xem." Hai mắt Việt Long sáng ngời, vỗ tay cười cười nói, "Đạo hữu đã nói vậy thì Hàn Mỗ đành thử một lần xem sao." Trên mặt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, sau một khắc hắn há miệng ra, một sợi kiếm quang bắn ra phát ra một tiếng xé gió bay đến khối tinh chuyên rồi khẽ quấn quanh một vòng, tiếp đó lóe lên mà bắn trở về. Tinh chuyên màu lam nhạt bừng lên ánh sáng màu lam, mặt ngoài hiện lên một vệt kiếm mờ. Sau đó từng vòng sáng màu lam nhạt nhanh chóng lóe lên mà hiện ra, dấu vết của vết kiếm kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng nhạt đi rồi biến mất. Trọng nguyên tố linh, tài liệu này vậy mà có kỳ hiệu tố linh. Hàn lập thoáng cái nghẹn ngào thốt ra, Hàn huynh liếc mắt đã thấy được đặc tính tố linh, thật không hổ là người có danh tiếng lớn như thế. Đúng vậy, không chỉ riêng khối này mà cả hai khối cực nguyên tinh khác đều có kỳ hiệu này. Dùng loại tài liệu này luyện chế bảo vật thì trừ khi bản thể triệt để hóa thành cho bụi, nếu không chỉ cần có đủ thời gian nó đều có thể tự động tu bổ lại như lúc ban đầu. Một ít bảo vật bổn mạng tuy cũng có đặc tính tự động tu bổ nhưng phải là do chủ nhân dùng chân nguyên không ngừng rèn luyện, tính dẻo dai thua xa bảo vật luyện chế từ tài liệu trọng nguyên đấy. Cho nên giá trị nó to lớn thế nào không cần phải nói thêm gì nữa. Trên mặt Việt Long hiện lên một tia kinh ngạc nhưng miệng vẫn chậm rãi nói. Có tài liệu trọng nguyên tố linh thì không chỉ linh giới mà dù ở giới diện khác cũng cực kỳ hiếm thấy, huống chi vật ấy có thể đón đỡ một kích kiếm quang của ta mà không bị chém vỡ ra, có thể thấy được tính cứng cỏi của nó cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đạo Hữu đột nhiên lấy cực nguyên tinh này ra không phải thực sự chỉ để tại hạ bình luận một phen đấy chứ? Hàn Lập vuốt vuốt tinh chuyên một lát mới như có điều suy nghĩ hướng về phía đối diện nói ra. Đạo Hữu thật sự là người nói chuyện sảng khoái vậy tiểu đệ cũng không vòng vo nữa tại hạ mời hàn huynh tới đây đích thực là có chuyện muốn nhờ sau khi chuyện này thành công sẽ đem ba khối cực nguyên tinh này làm thù lao đạo hữu thấy thế nào việt long vốn là khẽ giật mình nhưng lập tức mở chừng hai mắt sau đó mặt không đổi sắc nói một khối cực nguyên tinh giá trị đã không nhỏ rồi vậy mà đạo hữu nguyện ý đem tặng tới ba khối có lẽ chuyện cần nhờ cũng không phải đơn giản a à. trước hết đạo hữu cứ nói ra đi sau đó hàn mỗ sẽ quyết định hàn lập nhướng mày hai mắt đánh giá khối tinh chuyên trong tay mới bất động thanh sắc trả lời. Việc này đối với những đại thừa bình thường có lẽ có chút khó khăn, nhưng đối với tồn tại cường đại như Hàn Huynh lại không đáng nhắc tới. Tại hạ hao tổn tâm cơ luyện chế ra loại cực nguyên tinh này chính là vì muốn dùng nó làm tài liệu luyện chế một kiến trí bảo ngũ hành dùng để ngăn cản lần đại tiên kiếp sắp tới. Nhưng việc mỗ hao tổn thời gian mấy ngàn năm cật lực làm mà vẫn chỉ có thể luyện chế ra ba loại cực nguyên tinh thuộc tính thủy hỏa thổ nếu muốn đạt được hai loại tài liệu thuộc tính khác nhất định phải có người tương trợ mới được hàn huynh có lẽ chính là người thích hợp nhất việt long do dự một chút mới thản nhiên giải thích đạo hữu muốn hàn mỗ hỗ trợ luyện chế cực nguyên tinh hàn lập nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn đúng thế không gạt hàn huynh loại cực nguyên tinh này muốn luyện chế phải mượn nhờ lực lượng thiên địa có thuộc tính khác nhau mới có thể làm được ba loại thuộc tính trước thì còn khá tốt tuy việt mỗ có thất bại vô số lần nhưng vẫn có vài lần thành công duy chỉ có hai loại cực nguyên tinh thuộc tính sau đó là kim mộc thì dẫn phát lực lượng thiên địa quá mức kinh người, đã tới mức độ mà không phải tại hạ có thể cố gắng khống chế được nữa. Chính vì thế mới không thể không mời Hàn huynh trợ giúp đấy. Việt Long ôm quyền hướng tới Hàn Lập, thành khẩn một cách dị thường nói. Nếu như chỉ là hỗ trợ khống chế lực lượng thiên địa, tại hạ cũng không phải là không thể xuất thủ tương trợ, tuy nhiên Hàn Mỗ vẫn có vài điểm khó hiểu, hy vọng đạo hữu có thể giải thích một chút nghi hoặc của tại hạ. Hàn Lập trầm ngâm một chút, sau đó cẩn thận hỏi, Hàn huynh cứ hỏi là được, chỉ cần tại hạ biết sẽ nói ngay. Việt Long mừng rỡ, nói mà không cần suy nghĩ, đây là lần đầu tiên đạo hữu gặp tại hạ, nếu như muốn tìm người hỗ trợ vì sao không mời những bạn hữu chi kỷ khác làm việc này. Ngoài ra tại hạ giúp người khống chế lực lượng thiên địa dẫn xuống không biết sẽ có nguy hiểm lớn gì không thể tưởng tượng đây, dù sao thì lực lượng thiên địa là liên tục thay đổi, uy năng sâu không lường được. Mặt khác sao đạo hữu có thể khẳng định hàn mỗ có thể giúp người luyện chế ra cực nguyên tinh thuộc tính khác không sợ hàn mỗ làm thất bại ư hàn lập quan sát việt long tinh mang trong mắt lóe lên nói thì ra hàn huynh chỉ là đối với tại hạ vẫn có chút chưa yên lòng mà thôi ha ha việc này rất bình thường nếu là việt mỗ gặp phải loại chuyện này sẽ còn càng thêm coi chừng hơn vài phần tuy nhiên đạo hữu yên tâm những vấn đề này việt mỗ đều có thể giải đáp từng cái một việt long nghe hàn lập yêu cầu xong không hề khó chịu mà còn cười ha ha nói a à hát vậy thì tại xin hạ rửa tai lắng nghe rồi thần sắc hàn lập không thay đổi nói một câu vấn đề thứ nhất là do đạo hữu không tận mắt nhìn thấy tại hạ dẫn dắt hai loại lực lượng thiên địa kim mộc mới hỏi như thế đấy hai chủng lực lượng thiên địa này khó khăn khi dẫn xuất vượt xa ba loại lực lượng kia cho nên trình độ mạnh mẽ cũng gấp mấy lần so với ba loại lực lượng thiên địa kia đại thừa bình thường căn bản không thể ngăn cản được lúc ấy tại hạ đã thử qua hai lần cũng không dám nếm thử lần thứ ba nữa. Việt mỗ mặc dù có mấy vị hữu hảo, nhưng luận về trình độ tu vi thần thông thì cũng không sai khác nhiều lắm so với Việt mỗ, tự nhiên cũng đồng dạng không thể nào ứng phó được với uy năng của ai loại lực lượng thiên địa này. Hơn nữa đối với việc khống chế lực lượng thiên địa này tuyệt đối không phải dựa vào nhân số nhiều có thể đền bù được, chỉ có thể giao cho một người khống chế mới có thể vận chuyển như ý để chế ra cực nguyên tinh này. Thần sắc Việt Long nghiêm túc bắt đầu giải thích về phần vấn đề thứ hai, nếu tại hạ nói không có chút nguy hiểm nào đương nhiên là giả dối, nhưng chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì sự nguy hiểm của việc khống chế lực lượng thiên địa có thể giảm xuống mức thấp nhất, tối thiểu là thời điểm hai lần trước Việt Mỗ muốn điều khiển hai loại lực lượng thiên địa này đều chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Về phần vấn đề cuối cùng, Việt Long nói đến đây bỗng nhiên dừng lại một chút, chương 2309, gặp lại Kim Duyệt. Lực lượng tinh thần, lực lượng từ ngôi sao trên bầu trời. Tại hạ căn bản là không còn lựa chọn nào khác nếu trong vòng một năm mà không có cách nào luyện ra hai loại cực nguyên tinh thuộc tính kim mộc thì chỉ sợ là không còn cơ hội nào nữa rồi trước mắt cũng chỉ có hàn huynh là người có hy vọng nhất có thể giúp ta thành công mà thôi trên mặt việt long hiện lên nụ cười khổ sở không còn cơ hội nữa xin được chỉ giáo cho hàn lập có chút ngoài ý muốn hàn huynh không biết việc dẫn dắt lực lượng thiên địa này vốn dĩ cũng chẳng phải là sự tình đơn giản chẳng những phải tìm kiếm địa phương có lực lượng tinh thần đặc thù mà trước đó còn phải dự đoán được thời cơ chính xác Tính ra được thời kỳ biến hóa của lực lượng tinh thần trong thiên địa mới có thể thành công được. Sở dĩ lúc trước ta có thể thuận lợi luyện chế ra ba loại cực nguyên tinh trước là do phải trả một cái giá rất lớn thỉnh một vị chiêm bạc sư trong tộc Hao phí thảo nguyên mới có thể dự đoán chính xác được sự biến hóa của tinh thần, dẫn xuống lực lượng thiên địa có thuộc tính tương ứng. Căn cứ theo dự đoán của hắn, biến hóa lực lượng tinh thần của hai chủng thuộc tính kim mộc vốn dĩ là cực kỳ khó xuất hiện nếu không nắm chặt ngay trong thời kỳ đã dự đoán mà luyện chế cực nguyên tinh thì lần tiếp theo xuất hiện không biết phải là sự tình của bao nhiêu năm sau nữa. Việt mẫu căn bản là không có thời gian để chờ đợi, phải trong thời gian một năm còn lại mà luyện chế ra cực nguyên tinh mới được. Nếu không phải hôm nay bỗng nhiên gặp được đạo hữu thì vốn dĩ tại hạ đang muốn đi mời một lão quái vật có thanh danh không được tốt lắm xuất thủ tương trợ đấy. Hiện tại có Hàn Huynh mà nói tự nhiên là lựa chọn tốt nhất tối thiểu là Hàn Huynh chịu đi ma giới chém giết minh trùng mẫu cứu ra nhiều đạo hữu linh giới như vậy rõ ràng so về độ tin cậy có lẽ càng đáng để tin tưởng hơn một chút. Việt Long một hơi nói rất nhiều lời, Hàn Lập nghe xong hết thảy, thần sắc không thay đổi nhưng trong đầu thì nhanh chóng xoay chuyển các loại ý niệm khác nhau, âm thầm phán đoán một chút, sau một lúc lâu hắn mới thở nhẹ một hơi nói, tuy ta không hiểu rõ các hạ nhiều, nhưng một hồi nói chuyện vừa rồi xem như cũng khiến ta khá thỏa mãn. Hơn nữa ta cũng không nhìn ra được đạo hữu có điều gì tất yếu mà phải lừa gạt, như vậy đi, nếu việc giúp ngươi không tốn hao thời gian quá dài thì ta có thể đáp ứng trước, nhưng thù lao ngoại trừ ba khối tài liệu này thì hai chủng thuộc tính khác của cực nguyên tinh sắp luyện chế được. Ta cũng muốn mỗi thứ một khối nữa, hơn nữa ba khối tài liệu này xem như tiền đặt cọc trước, hiện tại ta phải nhận trước mới được. Không thành vấn đề, đạo hữu yên tâm, linh địa nơi có lực lượng thiên địa phù hợp vừa vặn ở cách đây không xa, lúc nào cũng có thể bắt đầu luyện chế ngay được, về phần ba khối cực nguyên tinh này, hiện tại đã là của đạo hữu rồi. Việt Long mừng rỡ nói, căn bản không có ý cỏ kè mặc cả gì cả. Nếu đạo hữu đã nói như thế, hàn mỗ cũng không lề mề nữa, Việt đạo hữu nếu cảm thấy cần thiết thì ngay bây giờ chúng ta có thể lên đường tới nơi linh địa đó ngay. Hàn lập thỏa mãn cười, tay áo rung lên, một luồng hào quang hướng tới hai cái khay bạc khác cuốn xuống, lóe lên một cái liền đem cả ba khối cực nguyên tinh thu lấy. Rất tốt, không nghĩ tới đạo hữu lại là người hào sảng như vậy tuy nhiên muốn dẫn phát hai loại lực lượng thiên địa thuộc tính kim mộc thì tiểu đệ còn cần phải chuẩn bị một chút đã như vậy đi hàn huynh hãy ở chỗ này của ta một đêm ngày mai chúng ta cùng nhau tới linh địa kia được chứ việt long nghe thế thì vô cùng vui mừng nhưng suy nghĩ một chút lại nói như vậy vậy thì ngày mai như thế tại hạ đành ở đây quấy dày đạo hữu một đêm rồi hàn lập hơi nghĩ ngợi một chút liền một lời đáp ứng việt long nghe vậy cực kỳ cao hứng lúc này phân phó một tiếng xuống dưới lập tức có thêm nhiều nhóm thị nữ phi linh tộc đi vào đại sảnh đem thêm nhiều linh của linh tử nữa tới thời gian tiếp theo vị đại thừa phi linh tộc này cùng với hàn lập nâng ly cạn chén và nói chuyện phiếm tại chỗ đúng rồi tại hạ muốn hỏi thăm đạo hữu về một người không biết đạo hữu có biết hay không hàn lập bỗng nhiên nhớ tới điều gì liền hướng tới việt long hỏi a à hát chỉ cần là người tại hạ biết đương nhiên sẽ nói ngay việt long có chút kỳ quái nhưng cũng không lưỡng lựu trả lời Người này cũng là một đạo hữu của Phi Linh tộc, xuất thân hẳn là từ Ngũ Quang tộc, một thân thần thông ngũ sắc thần quang thực là không hề kém đấy. Đạo hữu cũng là đại thừa của Phi Linh tộc, có lẽ không có khả năng không biết người này. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào đối phương, chậm rãi nói: "Ngũ Quang tộc, người này họ gì, đạo hữu từ nơi nào gặp được vậy?" Việt Long Cả Kinh, thần sắc đại biến vội vàng hỏi: "Vừa rồi hình như là Hàn Mỗ hỏi thăm đạo hữu a?" Hàn Lập nhướng mày, cười mà như không cười nói: a hát, là Việt mộ thất thố rồi, chỉ là lời đạo hữu vừa hỏi thật sự vượt qua ý nghĩ của tại hạ. Phi linh tộc của chúng ta ở phong nguyên đại lục tuy rằng chưa phải là đại tộc gì, nhưng tồn tại đại thừa trong tộc những năm gần đây chưa bao giờ ít hơn ba người. Tuy nhiên về ngũ quang tộc thì trăm vạn năm trở lại đây chỉ xuất hiện qua có một người mà thôi. Nhưng năm đó tại thời điểm mà người này vừa tiến giai đại thừa liền lập tức ly khai khỏi tộc đi xa, từ đó tới nay không hề có chuyện âm gì, chúng ta đương nhiên sớm cho rằng hắn đã vẫn lạc rồi, hiện tại Việt mỗ đột nhiên từ miệng đạo hữu nghe được tin tức về người này tự nhiên là có chút thất lễ. Đạo hữu nếu biết chuyện gì về vị đạo hữu này của bổn tộc, mong rằng có thể cho biết một chút. Thần sắc Việt Long rất nhanh khôi phục lại như thường, xin lỗi một tiếng nói. Điều này cũng khó trách, đáng tiếc là ta cùng vị đạo hữu này cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp được vị đạo hữu này một lần nhiều năm trước ở một nơi hiểm địa trong man hoang mà thôi, ngoại chưa biết được người này họ dịch. Từ bên ngoài trông thấy một chút biến thân ngũ sắc không tước thì cũng không thực sự nói chuyện gì với nhau, chỉ là hôm nay trông thấy đạo hữu mới chợt nhớ tới việc này mà hỏi thăm một chút thôi. Thần sắc Hàn Lập không thay đổi trả lời, họ dịch, vậy thì khẳng định không thể nghi ngờ chính là vị đạo hữu ngũ quang tộc của bồn tộc rồi. Hóa ra là hắn cũng không vẫn lạc mà chỉ là vì duyên cớ gì đó mà còn du lịch ở bên ngoài chưa trở lại thôi. Điều này thực sự là quá tốt rồi, hy vọng là dịch đạo hữu có thể sớm ngày trở về trong tộc. Việt Long thở dài một hơi, trên mặt lộ ra chút hít vẻ tươi cười. Tuy nhiên từ dáng vẻ tươi cười của hắn, hàn lập lại có thể mơ hồ nhìn ra một chút vẻ gượng gạo dường như quan hệ giữa hắn cùng với vị đại thừa ngũ quang tộc này có vẻ rất không đơn giản trong nội tâm hàn lập lập tức hiểu rõ vài phần khóe miệng cười nhạt một tiếng sau đó thuận miệng đem chủ đề rời sang chuyển sang việc tu luyện hắn không hề lộ ra chút nào kết cục chính thức giữa hắn và lão già họ dịch cũng không hiểu thế nào mà việt long cũng không hề truy hỏi thêm gì nữa chỉ là tập trung tư tưởng ngẫm nghĩ một lát sau đó liền cùng hàn lập trao đổi về một chút tâm đắc trong tu luyện nhưng ngay lúc cả hai đang nói chuyện tới lúc cao hứng với nhau bên ngoài cửa phòng đột nhiên có bóng người nhoáng lên một thị nữ phi linh tộc đi đến cung kính hướng tới việt long thi lễ sau đó nói hồi bẩm lão tổ bên ngoài có kim trưởng lão của thiên bằng tộc muốn tới cầu kiến lão tổ có muốn triệu họ đến hay không không gặp người nào cũng không gặp ngươi không có mắt hay sao không thấy ta đang chiêu đãi khách quý ư sắc mặt việt long trầm xuống không lưỡng lự dăn dậy một câu Lão tổ thứ tội thị nữ Phi Linh tộc phía dưới bị dọa cho hoa dung thất sắc, vội vàng dập đầu thỉnh tội, đang muốn lui ra ngoài đại sảnh. "Chậm đã, Kim trưởng lão, hẳn là đại trưởng lão Kim Duyệt của Thiên Bằng nhất tộc." Ánh mắt Hàn Lập lóe lên gọi thị nữ kia lại. "Sao vậy?" Đạo Hữu nhận ra Kim Duyệt trưởng lão. Việt Long cảm thấy ngoài ý muốn, năm đó ta cùng nàng có duyên gặp mặt mấy lần, xem như là người quen cũ, hãy để cho nàng vào gặp một chút đi." Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói nếu kim trưởng lão đã cùng hàn huynh là quen biết cũ tự nhiên sẽ khác rồi đi hãy để kim trưởng vào đây đi trên mặt việt long hiện lên một tia ngạc nhiên nhưng miệng phân phó một tiếng không chút do dự vâng thưa lão tổ thị nữ thấy việt long tự mình hạ lệnh tự nhiên không nói hai lời lên tiếng đáp ứng kết quả là một lát sau một nữ tử sau lưng có một đôi cánh lông vàng mặc áo bào trắng theo phía sau thị nữ kia đi đến nàng này có bộ dáng như một thiếu nữ khuôn mặt bình thường nhưng lại tràn ra một cỗ khí tức nhẹ nhàng ung dung. Đúng là người năm đó cùng Hàn Lập từng có một fan giao dịch kim duyệt trưởng lão của thiên bằng tộc. Bái kiến Việt lão tổ, kim duyệt vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt đã rơi vào trên người của Việt Long, sau khi tiến tới phía trước vài bước lập tức cúi đầu thi lễ, không dám nhìn ngang liếc dọc gì cả. Tuy nhiên trong nháy mắt này, ánh mắt của nàng cũng đã khẽ quét qua thân ảnh của Hàn Lập, lập tức cảm giác được bên ngoài có vài phần quen mắt, trong nội tâm âm thầm dùng mình có thể cùng Việt Long bình đẳng ngồi đối diện, khẳng định cũng là tu sĩ đại thừa khác rồi, chẳng lẽ hắn là một lão tổ đại thừa khác ta đã từng gặp qua một lần nội tâm kim duyệt không tự chủ được thầm nghĩ như vậy. Dù sao với tu vi hiện tại của Hàn Lập đã khác một trời một vực với lúc trước, dù là khí thức hay thần thái cũng đều không hề giống trước kia nữa rồi, nhất thời khiến cho nàng không thể ngờ được đó chính là vị thánh tử trước kia. Đứng lên đi, Kim Duyệt, người không ở trong tộc chủ chỉ công việc ở thiên bằng tộc mà tới gặp ta làm gì. Người có còn nhớ rõ nếu không có chính ta tự mình triệu kiến thì trong vòng trăm năm, bất kỳ sứ giả nào của tộc nào trong phi linh tộc đều chỉ được gặp ta nhiều nhất một lần hay sao? Việt Long khoát tay để cho Kim Duyệt đứng dậy sau đó nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Hồi bẩm lão tổ, vãn bối lần này đúng là thật sự không còn cách nào khác mới không thể không tới đây cầu xin lão tổ đấy. Nửa năm trước bỗng nhiên xích dung tộc có động tác lớn, bỏ qua tộc quy xâm chiếm hơn 10 cái linh mạch của bổn tộc cùng mấy tòa thành trì, cũng không hề để ý tới cảnh cáo của vãn bối mà đem mấy thiên bằng tộc nhân ở khu vực này bắt đi. Vãn bối tự mình tìm tới nơi ở của xích dung tộc lại bị mấy tên trưởng lão của đối phương liên thủ đả thương, không thể không trở về trong tộc tính dưỡng nửa năm mới miễn cưỡng có thể tới đây biện bạch với lão tổ. Kim Duyệt ngẩng đầu lên, thần sắc oán giận nói, lại là chuyện giữa các ngươi và xích dung tộc, ngươi không cần nói nhiều, việc này ta đã biết đôi chút rồi Việt Long nghe vậy thở dài một hơi, lộ ra vài phần bất đắc dĩ nói. Cái gì, chẳng lẽ là, nội tâm kim duyệt cả kinh bộ dáng thoáng cái như nhớ ra điều gì đúng vậy ba tháng trước đại trưởng lão của xích dung tộc đã tự mình chạy tới chỗ lão phu một chuyến cũng đồng dạng khóc lóc kể lể một phen tuy nhiên hắn lại nói rằng một năm trước thiên bằng tộc các ngươi xâm chiếm lãnh địa của chúng trước nhất tộc bọn hắn mới có hành động trả thù ăn miếng trả miếng đấy việt long chậm rãi nói lão tổ minh giám đây tuyệt đối là xích dung tộc vu oan sự tình một năm trước là có nguyên do khác là xích dung tộc trước đó sắc mặt Kim Duyệt tái nhợt, lập tức cấp bách muốn giải thích điều gì đó. Hừ, hiện tại ta đang phải toàn tâm ứng phó với sự tình đại thiên kiếp, những việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi của các người, lão phu sao có thời gian hỏi rõ từng cái thị phi khúc mắc trong đó. Chỉ cần không phải sự tình liên quan tới sinh tử tồn vong của một tộc ngươi không cần tới tìm lão phu nữa, bây giờ hãy lui xuống đi. Thanh âm Việt Long trở nên lạnh lẽo, biểu lộ trên mặt khó chịu ngắt lời nói. Chương 2310, Kim Canh Phong Ma Trận nhưng thưa lão tổ xích dung tộc thế lớn như vậy mà chèn ép thì thiên bằng tộc chúng ta dù không đến nỗi bị tuyệt diệt nhưng chắc chắn cũng sẽ bị suy yếu vô cùng mong lão tổ khai ân nhất định chủ trì công đạo cho thiên bằng nhất tộc kim duyệt nghe vậy sắc mặt đại biến vội vàng lần nữa quỳ lại khẩn cầu hừ thế nào người không nghe lời lão phu vừa nói hay là thật cảm thấy lão phu đối xử bất công việt long hai mắt híp lại trong mũi hử lạnh một tiếng đồng thời từ thân thể chợt bộc phát ra một cỗ khí thức kinh khủng Kim Duyệt chỉ cảm thấy hư không bốn phía đột nhiên căng thẳng, toàn bộ thân thể trở nên nặng nề vô cùng, bị cỗ khí tức kinh khủng này ép đến nỗi không thể đứng thẳng được. Lão tổ thứ tội, vãn bối tuyệt không có ý đó. Kim Duyệt sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, trong lòng vô cùng sợ hãi. Thôi mà, Kim Đạo Hiếu dù sao cũng coi là có giao vãng với ta, vậy nể mặt hàn mỗ, Đạo Hữu nếu có thể thì giúp nàng một chút đi. Hàn lập vốn ngồi yên một bên, tay áo run lên, chợt cười khẽ nói. Trong tích tắc, cự lực vô hình đang đè trên người Kim Duyệt bị một cỗ ba động khác quấy nhiễu liền giống như tuyết tháng ba gặp nắng bỗng chốc tan biến. Kim Duyệt thất kinh, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lập. Nga, nếu là Hàn Huynh đã có lời thì đây lại là chuyện nhỏ rồi. Kim Duyệt, còn không mau bái tạ Hàn Đạo Hữu đã lên tiếng giúp ngươi đi. Việt Long thấy Hàn Lập xuất thủ, cũng không tức giận mà còn hít mắt cười miệng liền đáp ứng. Là ngươi, đúng lúc này, Kim Duyệt sau khi nghe giọng nói có chút quen thuộc rốt của cũng nhận ra Hàn Lập, lại thấy Việt Long lão tổ Phi Linh tộc dùng khẩu khí như vậy đối đãi Hàn Lập, thì sắc mặt của nàng càng biến đổi vạn phần khó tả. Ai là ngươi ở đây? Đây là đạo hữu Hàn Lập của nhân tộc, một thân thần thông còn trên cả lão tổ ta đó. Việt Long nghe vậy sắc mặt trầm xuống, không giận mà uy khẽ quát một tiếng. Hàn đạo hữu? Không, Hàn lão tổ thứ tội, vãn bối vì đột nhiên gặp lại tiền bối nên có chút thất thố. Kim duyệt một lúc lâu mới dần nổi cuồng lôi trong lòng, hoảng sợ vội vàng cúi thấp đầu làm đại lễ trước Hàn Lập. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng đoạn thời gian này đối với một tồn tại hợp thể kỳ mà nói lại căn bản là không đáng kể. Lần trước cùng đi vào địa uyên rồi biến mất, Hàn Lập mới chỉ là tồn tại cùng cấp với Kim Duyệt, thế mà nay chẳng những lành lặn xuất hiện trước mặt nàng, hắn còn vụt trở thành tồn tại bằng vai với Việt Long lão tổ của phi linh tộc. Tranh lệch giữa hai người lớn như vậy, lại bất ngờ gặp lại thế này, nên ngay cả Kim Duyệt là người tâm cơ khá thâm trầm nhưng lần này cũng thật sự hoảng sợ. Tốt lắm, người lui đi, nếu ta đã đáp ứng hàn đạo hữu thì tự sẽ thu xếp thời gian đứng ra hòa giải chuyện giữa hai tộc các ngươi một phen nữa. Việt Long cũng không cho Kim Duyệt nấn ná thêm, khoát tay chặn lại rồi sầm nét mặt lần nữa phân phó. Vâng, vãn bối xin cáo lui. Dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng hoảng sợ mà không cách nào giải tỏa nhưng Kim Duyệt cũng căn bản không dám cãi lời liền vâng dạ. Nhưng cô gái này ngay khi vừa có thể đứng thẳng người trở lại, vẫn không nhịn được đánh giá lại hàn lập một lần nữa, để có thể khẳng định đối phương thật sự là người mà nàng đã biết kia chứ không phải mình chợt hoa mắt nhìn lầm hàn lập khẽ cười tựa hồ đoán được cô gái đang nghĩ gì trong lòng lúc này liền mấp máy môi mấy cái sau một khắc trong tai kim duyệt vang lên mấy tiếng truyền âm bất kể năm đó ta cùng thiên bằng tộc như thế nào nhưng sau lần này lên tiếng tương trợ rồi duyên nợ giữa ta cùng quý tộc coi như đã hết sau này không phải tới tìm ta nữa kim duyệt cả kinh trong lòng đang muốn nói thêm gì nữa Hàn lập lại một tay bấm quyết, xuất chỉ nhằm hướng cô gái điểm tới. Oanh một tiếng, dưới chân cô gái chợt hiện lên mười mấy đạo ngân hồ, sau mấy cái chấp động, liền biến thành một tòa lôi trận nhỏ, trận trận điện quang cuốn lên thân thể cô gái. Cô gái chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía mơ hồ rồi chấp một cái từ trong đại sảnh biến mất vô ảnh vô tung. Hàn lập vậy mà lại thi triển lôi trận thuật trực tiếp truyền tống cô gái ra khỏi cự tháp. Hay một chiêu hư không truyền tống, xem ra thần thông của đạo hữu còn cường đại hơn dự liệu của Việt mỗ nhưng như thế thì tại hạ càng thêm yên tâm. Việt Long thấy vậy, hai mắt lại sáng lên. Trên bầu trời một tòa kiến trúc bình thường cách cự tháp rất xa, sau một trận ba động, Kim Duyệt hiện ra giữa vô số đạo ngân hồ lượn quanh thân thể. Sau khi quan sát cảnh sắc chung quanh, nàng giật mình, lần nữa nhìn về cự tháp phía xa mặt lộ nét âm tình bất định. Ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng, hai đạo độn quang một xanh một đen từ trong cự tháp bay ra, quanh quẩn một chút rồi liền nhằm về một hướng mà xé gió bắn đi. Hơn nửa ngày sau, hai đạo cầu vòng kinh người bay đến một dãy núi nhỏ, rồi hạ xuống một mảnh đất trũng ở giữa hai tòa núi nhỏ. Nơi này chính là linh địa mà ngươi tìm được, độn quang thu lại, hàn lập hiện ra, ánh mắt đảo qua rồi khẽ cau mày hỏi. Bên trong phiến đất trũng này, trừ vô số hố đất to nhỏ khác nhau, mặt đất rõ ràng chưa chọc, trong phạm vi mấy dặm chẳng những một tấc cỏ không có, mà tất cả những chỗ đất gồ ghề đều như bị thứ gì đó cứng rắn phạt qua, so với mặt đất bốn phía đều thấp hơn một đoạn lớn thứ duy nhất gây chú ý chính là một cửa trụ đồng xanh đứng vững tại chỗ cao ở khoảng trung tâm phiến đất chúng cây cột này cao chừng trăm trượng, mặt ngoài in rõ từng tầng văn trận nhưng loang lổ vết tích hoen dỉ và tàn tạ tựa hồ có niên đại rất lâu rồi hàn huynh không nên coi thường nơi này lúc trước nơi đây cũng không phải có bộ dạng thế này nhưng sau hai lần chịu thiên kiếp mới trở nên hoang vu như vậy nhưng nơi thật sự là linh địa thích hợp tiếp nhận lực thiên địa này thật khó tìm được đành phải dùng tạm chỗ này vậy Việt Long lé một cái hiện ra gần đó, xài bước tiến tới cự trụ đồng xanh, miệng giải thích. Thì ra là như vậy, nhưng đạo hữu dẫn phát lực thiên địa, sẽ không chỉ dựa vào cái pháp khí này thôi chứ. Hàn lập gật đầu, nhìn cột đồng nói, hắc hắc, dĩ nhiên là không thể. Cây cột này tên là kim phong trụ, là một trong những khí vật phụ trợ mang lực thuộc tính kim ta cố ý chế tạo ra, chỉ vì lần trước thất bại mà bị hư hại, nên mới không thu hồi. Bây giờ muốn dẫn phát lực thiên địa mới, tất nhiên phải dùng khí vật mới rồi. Việt Long cười hắc hắc nói, một tay phất lên, liền bay ra đầy trời trăm cỗ quang đoàn màu xanh, rồi rơi xuống bốn phía phiến đất chúng mà biến thành hơn trăm cây cự trụ đồng xanh cắm đều trên mặt đất, mỗi cây đều sáng lòa như mới tinh. Tiếp theo Việt Long miệng lẩm nhẩm, hai tay bỗng bấm quyết. Mặt đất chuyển động ầm ầm, tất cả các trụ đồng rung lắc trao đảo đến hoa cả mắt, rồi trong khoảnh khắc bố trí thành một pháp trận cực lớn, bao vây Việt Long cùng Hàn Lập tại trung tâm. Kim Phong trụ tổng cộng 108 cây, vừa đúng để tạo thành một bộ kim canh phong ma trận. Có trận này liền có thể giảm phân nửa uy năng của lực thiên địa được dẫn dắt xuống. Đạo Hữu lại dựa theo cách ta nói tối qua mà hành động thì càng có thể dễ dàng khống chế năng lượng thiên địa này. Việt Long đợi pháp trận định hình rồi tạm dừng niệm chú để giải thích mấy câu. Được, Đạo Hữu cứ thi pháp đi, ta sẽ tùy cơ mà xuất thủ." Hàn Lập thần sắc như thường trả lời, sau đó thân hình chợt mơ hồ, thoáng cái liền xuất hiện gần đỉnh một cây trụ đồng, hai tay để sau lưng bất động đứng đó. Việt Long thấy vậy tất nhiên mừng rỡ, không nói thêm lời nào nữa mà phất tay áo, chẳng chỉ trận kỳ trận bàn liên tiếp cuồng trào cuốn ra, hóa thành vô số luống sáng lóng lánh bắn tới đường biên của phiến đất chúng. Sau một lát công phu, bên ngoài pháp trận trụ đồng lại được bố trí 7-8 loại cấm chế lớn nhỏ huyền diệu khác. Lúc này Việt Long lại hô một tiếng mà phun ra năm món bảo vật khác nhau. Một cái bình bạch ngọc tinh mỹ, một quả hồ lô tím sấm, một la bàn màu xanh, một hỏa đỉnh màu bạc nhạt cùng một cái quạt lông đỏ thẫm năm món bảo vật này vừa bay ra, lập tức quanh quẩn bay lượn bốn phía quanh lão giả. Nhanh, Việt Long nhằm la bàn màu xanh xa xa điểm tới. Phanh một tiếng, la bàn lập tức đón gió cuồng trướng, liền huyễn hóa cực lớn tới một trượng, bên ngoài trận trận ánh sáng mở lượn quanh rồi biến thành một mảnh trời sao đen nhánh, bên trong điểm điểm ngân quang chấp động không ngừng, tựa như vô số ngôi sao. Lúc này Việt Long lại lật hai tay, trong mỗi lòng bàn tay hiện ra ba viên châu màu bạc nhạt cùng một lưới tơ màu đen, không chút do dự ném cho Hàn Lập đây là hai món bảo vật ngăn cản lực thiên địa mà ta đã hứa cấp đạo hữu hôm qua đạo hữu chỉ cần dùng quen sẽ thấy hữu dụng vô cùng việt long mặt lộ vẻ ngưng trọng nói đa tạ đạo hữu đã chỉ dẫn ta tự sẽ sử dụng cẩn thận hàn lập bắt lấy hai loại bảo vật nhìn lướt qua rồi nhàn nhạt, nhạt nói việt long gật đầu rồi khoanh chân ngồi xuống im lặng quan sát la bàn trước mắt ước chừng hai canh giờ sau mảnh trời sao do la bàn màu xanh biến ảo ra chợt mưa hồ dạo dực bốn ngôi sao phía trên vốn trông bình thường bỗng ánh sáng đại phóng, rồi truyền ra một cỗ ba động quỷ dị xuyên thấu la bàn. Đạo hữu cẩn thận, các ngôi sao bắt đầu biến hóa, tại hạ sắp sửa dẫn phát lực thiên địa đó. Việt Long vừa thấy cảnh này, hai mắt chợt sáng lên, mặt hồng lên như lửa quát to. Bỗng nhiên một tay hắn vỗ mặt đất một cái, phanh một tiếng muộn hưởng, một cỗ ba động vô hình từ dưới người hắn liền cuốn ra, lướt qua đến đâu mặt đất nơi đó đều nổi lên tiếng ùng ùng những cấm chế đã sớm bố trí bốn phía kia cũng đồng thời vang lên tiếng vù vù, hoặc biến ra từng tầng màn sáng, hoặc cuồng trào ra từng đám sương mù dày đặc, phiêu đáng không ngừng trong hư không. Về phần 108 cây cự trụ đồng xanh tại phiến đất chúng, sau khi lắc mạnh mấy cái, tầng tầng phù văn màu vàng lóe sáng, phát ra kim mang hết sức chói mắt. Việt Long thấy vậy, lúc này mới hít sâu một hơi rồi đứng dậy, cánh tay vừa động liền phất ra một chiêu nhầm cái hồ lô màu tím trong hư không. Hồ lô liền run lên, không tiếng động mà dốc ngược xuống, từ miệng hồ lô một luồng sáng mở cuốn ra, rồi từ trong phun ra một dòng bột phấn không rõ tên vàng lóng lánh. Thứ bột phấn này thoạt nhìn nhỏ vô cùng, nhưng vừa được dốc ra trong nháy mắt liền chen nhau rơi thẳng xuống mặt đất, tựa hồ cực kỳ nặng. Chương 2311, lực lượng thiên địa. Cùng lúc đó, một tay Việt Long bấm niệm thần chú, một ngón tay điểm một cái về hư không phía chiếc quạt lông màu đỏ đậm. Ánh sáng trên chiếc quạt lông chợt lóe lên, vô số ký tự đỏ đậm chen nhau tuôn ra, trong chốc lát chiếc quạt đã lớn lên gấp mấy lần sau đó chấp động một cái liền xuất hiện trước người việt long việt long không chút do dự bắt lấy chiếc quạt lông vào trong tay giơ lên quạt mạnh về phía đám phấn vàng phốc một tiếng quạt lông đón gió rồi tự bùng cháy lên một tầng lửa đỏ lưu chuyển khắp cả chiếc quạt đồng thời từ chiếc quạt tuôn ra một cơn lốc nỏng bỏng nhất thời đám phấn vàng kia bị cuốn vào trong đó chúng tỏa ra ánh sáng trong suốt rồi theo gió bay lên trời cao tiếp đó chúng nhao nhao lóe lên rồi biến mất ở chỗ cao nhất không thấy bóng dáng lúc này việt long hét lớn một tiếng liền phun ra mấy ngụm máu nhập vào trong cơn lốc những máu huyết này đều đen như mực trong nháy mắt khi tiếp xúc với cơn lốc chúng phát ra những tiếng nổ rồi bùng cháy thành một đám ma diễm màu đen Xì, lạp một tiếng sau khi ma diễm màu đen bị cuốn vào trong cơn lốc được gió trợ thế lửa lửa mượn sức gió lại điên cuồng mãnh liệt hơn ngàn lần so với lúc trước đồng thời thuận thế bay thẳng lên trên cao trong nháy mắt cả cơn lốc đều biến thành một trụ lửa màu đen bay thẳng lên chín tầng mây, thanh thế vô cùng kinh người. Phía trên cao nhất của trụ lửa, lúc này những hạt phấn vàng vốn đã biến mất phía trong ma diễm màu đen lại chợt lóe lên mà hiện ra, sau khi sôi trào lên một chút liền biến ảo thành những ký hiệu màu vàng to như cái đấu. Mà những ký hiệu màu vàng to lớn này sau khi tản ra, dường như trải rộng tới cả nửa bầu trời, lại mơ hồ như hình thành một siêu cấp phù trận phức tạp. Trong phù trận có hàng vạn những luồng sáng vàng, cùng hàng ngàn luồng khí mát lành, vừa nhìn khiến người ta phải cực kỳ chú ý. Đồng thời tản mát ra một cổ linh áp khủng bố khiến cho hư không phụ cận trở nên ngưng trệ, bay thẳng lên trên trời cao. Cũng trong lúc này, vốn dĩ bầu trời khắp ngàn dặm xung quanh đang yên lặng không mây bỗng nhiên nổi lên một tiếng sấm. Từng đoàn quang cầu màu trắng mà dùng mắt thường không thể nhìn thấy bỗng dưng hiện ra trên không trung rồi đồng loạt rơi xuống. Lúc bắt đầu chỉ hơn 10 viên, nhưng trong nháy mắt liền biến ra thành cả ngàn vạn khối quang cầu rậm rạp chẳng chịt rơi xuống phía dưới giống như sao băng từ trên trời rơi xuống. Một luồng phản âm từ trong phù trận màu vàng truyền ra, phù trận từ từ chuyển động rồi sau đó tuôn ra một một cỗ cự lực vô hình. Toàn bộ số sao băng màu trắng này dưới sự điều khiển của cỗ cự lực dường như lại hân hoan mà rơi vào trong phù trận, trong nháy mắt bị thôn vệ không một tiếng động. Trong phù trận màu vàng lại vang lên âm thanh ầm ầm. Ký hiệu màu vàng điên cuồng chuyển động, mơ hồ như đang hình thành nên một cỗ khí thức còn khủng bố hơn cả lúc trước hàn đạo hữu hãy chuẩn bị thật tốt lực lượng thiên địa sẽ rơi xuống ngay đấy việt long thấy vậy chẳng những không kinh sợ mà còn mừng rỡ lên tiếng nhắc nhở sau đó tay bấm niệm thần chú điểm về phía đỉnh lô gần đó lúc này đỉnh lô chấp lên một cái mà đón gió biến thành lớn hơn trăm trượt đồng thời từ bên trong tuôn ra vô số luồng sáng màu sắc khác nhau đó chính là vô số các loại tài liệu những tài liệu này màu sắc khác nhau có cái to như nắm tay lòe lòe chấp sáng cũng có cái to như cái bát tối đen như mực nhưng mỗi một khối đều toát ra linh khí thuộc tính kim mạnh kinh người. Nhiều tài liệu như vậy bay ra khỏi cự đỉnh, sau khi bị giảm bớt đi một ít thì lập tức huyền phù bất định ở hư không quanh đó. Nhưng vào lúc này, trong phù trận màu vàng trên trời cao truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo kim quang từ giữa phun xuống. Đạo kim quang này lúc đầu chỉ bằng cái chén ăn cơm nhưng sau một cái chấp động thình lình biến thành thô to như một cái vạc nước, bên trong có thể trông thấy rõ ràng vô số những sợi tơ cực nhỏ chấp động liên hồi, dù nó chưa thật sự rơi xuống nhưng trong hư không lại truyền ra vô số tiếng suy suy xé gió, tạo cho người một loại cảm giác cực kỳ sắc bén. Việt Long thấy vậy sắc mặt trầm xuống, hai tay đồng thời bấm niệm thần chú thúc dục. 108 cái trụ đồng xanh lúc này khẽ run lên một cái, lại đồng thời biến mất tại chỗ, mà thay vào đó là vô số khôi lỗi giáp sĩ màu xanh. Trong tay mỗi con là một loại binh khí khác nhau nhưng lại đồng thời nhau nhau cùng nhau hành động. Sau một tiếng vù vù chói tai, những pháp khí này đồng thời biến thành từng đoàn vầng sáng sau đó nổ tung ra, lúc này một luồng cuồng phong thoáng một phát từ chính giữa cuốn lên, sau đó từ từ căng lên rồi ùn ùn tỏa ra, nhanh chóng che phủ khắp cả bãi đất chúng. Luồng gió này cũng rất tà môn, bên trong tiếng rít sung trời mơ hồ truyền ra từng trận âm thanh của giáo mác, đồng thời một luồng sát khi không tên từ đó tỏa ra. Phảng phất giống như trong đó có ẩn chứa vô số thần binh lợi khí. Sau một khắc, kim quang từ không trung rơi xuống đã chui hết vào trong cơn lốc, nhưng tại thời điểm chúng xuyên thủng ra khỏi cơn lốc thì bất thình lình lại bị rút nhỏ hơn phân nửa, sau một cái chớp động liền tiến thẳng vào trong cự đỉnh. Phanh một tiếng, cự đỉnh màu bạc nhìn như vô cùng lớn kia ngay tại lúc kim quang chui vào trong thì run rẩy một chút rồi phát ra tiếng nổ mạnh như tiếng chuông ngân. Cùng một thời gian, Việt Long thao túng bảo vật này, tuy trên mặt cũng không xuất hiện chút dị sắc nào, nhưng linh quang quanh thân cũng nhoáng lên một cái. Mà giờ khắc này trên bầu trời, từ trong kim sắc phù trận, truyền ra từng tiếng oanh minh vang trời. Từng đạo kim quang nối tiếp nhau rơi xuống, hơn nữa khoảng cách rơi xuống ngày càng nhanh, ngày càng rồn dập. Từ lúc bắt đầu, khi mới hơn trăm đạo kim quang rơi xuống thì Việt Long còn có thể bắt được một cách bình thường. Nhưng về sau khi liên tiếp hơn trăm đạo kim quang bắt đầu rơi xuống nối tiếp với từng cặp từng cặp kim quang thành một mảnh lớn áp xuống, thì thần sắc hắn không khỏi trở nên ngưng trọng hơn vài phần. Tuy vẫn có thể tiếp tục thúc giục cự đỉnh tiếp lấy đám kim quang rơi xuống, nhưng mà mỗi một lần như thế, cự đỉnh lại giống như bị vật thể to lớn đụng vào khiến nó rung động mạnh không thôi, đồng thời ánh sáng màu đen trên mặt Việt Long cũng chấp động liên hồi. Hiển nhiên lúc này hắn đã phải cố gắng hết sức, ở dưới chân, tại thời điểm hình trụ phía dưới bàn chân biến thành khôi lỗi, Hàn Lập cũng đã huyền phù ở tầng trời thấp lẳng lặng quan sát hết thảy, nhưng vẫn không có chút ý tứ nào sẽ ra tay. Bầu trời quang bỗng vang lên một tiếng sét đánh, phù trận màu vàng mơ hồ một cái, sau đó thoáng một phát ba đạo kim quang liên kết một mạch cùng lúc rơi xuống. Ở phía dưới, Việt Long thấy vậy không khỏi biến sắc, không tự chủ được nước nhìn về phía Hàn Lập một cái. Kết quả Hàn Lập thấy vậy, đuôi lông mày khẽ động, từ trên người bắt đầu tản phát ra một tia linh áp thâm bất khả chắc. Trong nội tâm Việt Long lúc này mới bắt đầu buông lỏng. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng rót vào cự đỉnh trên đầu. Cự đỉnh màu bạc sau một tiếng ông ông, lập tức xoay một cách điên cuồng, đồng thời tài liệu từ bốn phía cũng tự động nhao nhao nhảy vào bên trong cự đỉnh, sau đó bộc phát ra những tiếng va chạm chói tai kim quang lóe lên ba đạo kim quang liền nối thành một đường xuyên thủng cuồng phong mà ra thể tích tuy nhỏ hơn phân nửa nhưng kích xạ thẳng đến cự đỉnh với thanh thế kinh người đúng lúc này tay áo hàn lập run lên một ngón tay khẽ động điểm một cái về phía kim quang ở phía xa tiếng sấm vang lên một đạo kim hồ vừa to vừa thô từ đầu ngón tay bắn ra chấp động một cái giống như thuấn di đến gần chỗ kim quang tiếp đó sau một tiếng vang lại tách làm ba đồng thời kích lên ba đạo kim quang một tiếng nổ lớn vang lên những tia điện ảo vàng từ trong hư không lóe ra liên tục. Sau khi tất cả điện quang lóe lên biến mất, thể tích của ba đạo kim quang lại nhỏ đi gần một nửa rồi rơi vào trong cự đỉnh. Một tiếng trầm đục vang lên, cự đỉnh nhoáng lên một cái rồi chợt lung lay nhưng vẫn vững vàng tiếp nhận được những luồng kim quang này. Về sau khoảng cách từng đạo từng đạo kim quang rơi xuống càng thêm ngắn, nhưng do hàn lập bắn ra ích tà thần lôi làm suy yếu chúng nên cũng không tạo thành uy hiếp nữa rồi. Việt Long thấy vậy càng thêm yên tâm, hắc khí trên mặt trở nên nồng đậm, 10 ngón tay như cái bánh xe bắn ra từng đạo pháp quyết. Những pháp quyết này sau khi tiếp xúc với cự đỉnh cũng vô thanh vô tức chui vào trong đó. Trong đỉnh lập tức phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, các loại tiếng liên tiếp vang lên những âm thanh oanh minh, dường như vô số tài liệu ở bên trong đang lục tục muốn phá vỡ mà thoát ra ngoài. Tiếp theo Việt Long lại nhìn về phía một cái bình ngọc cổ, trong miệng quát lên một chữ bạo. Lập tức bên ngoài bình ngọc lóe lên mấy phù văn màu trắng, sau đó liền vỡ vụn ra, tại chỗ cũ lăng không hiện ra một đóa linh diễm màu xám trắng. Tinh mang từ trong hai mắt Việt Long lóe lên, một ngón tay điểm về phía đóa linh diễm, miệng hét lên một chữ đốt. Sau khi một tiếng phốc vang lên, linh diễm quay tít một vòng rồi đón gió lớn lên, biến ảo thành một con rắn lửa to cỡ ba mươi mấy trượng. Thoáng một cái rắn lửa nhảy chồm lên nhào tới phía dưới cự đỉnh màu bạc sau đó xoay quanh cự đỉnh. Bạch diễm thuận thế cuồn cuộn bộc phát, rào ra thiêu đốt phía dưới cự đỉnh lúc này mặt ngoài cự đỉnh lóe lên từng đạo mật văn, đồng thời nhanh chóng từ màu bạc biến thành màu đỏ thấm, nhiệt độ trong đỉnh càng lúc càng tăng đến một trình độ khó tin. Hơn phân nửa mảnh vỡ các loại tài liệu ở bên trong nhau nhau tan chảy, chỉ có một số ít tài liệu đặc thù vẫn bảo trì nguyên bộ dáng cũ. Nhưng ánh mắt Việt Long không chấp một cái mà nhìn chằm chằm vào trong cự đỉnh, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn suy suy chui ra, đồng thời đem tất cả tài liệu còn thừa ở bốn phía ném vào trong đỉnh. Sau đó lại bấm quyết thúc dục, tiếp tục phun ra một ngụm máu huyết. Máu huyết màu đen lúc này chấp động một cái liền chui vào linh diễm đang rào rạt thiêu đốt. Lúc này linh diễm phía dưới cự đỉnh đang thiêu đốt hừng hực, lại một lần nữa cuồng trướng hơn phân nửa, đồng thời ngọn lửa này dưới nhiệt độ cuồn cuộn dâng cao cũng thay đổi thành màu vàng nhạt. Số tài liệu còn lại trong cự đỉnh chưa bị hòa tan, tại sau khi kim diễm xuất hiện không lâu cũng nhanh chóng từ từ tan ra. Nhưng ngay tại lúc này, kim sắc phù trận ở trên cao sau một hồi mơ hồ lắc lư, kim quang rơi xuống lại lần nữa mạnh mẽ hơn bắt đầu từng bốn đạo một lần rơi xuống hàn lập gặp tình hình này thì hai mắt khẽ nhíu lại kim hồ trong tay đang bắn ra lại dừng lại một tay đột nhiên hướng phía trước người vung lên lập tức một chiếc hồ lô màu vàng nhạt lăng không hiện ra sau đó lập tức đảo ngược một cái lúc này hơn một ngàn hạt cắt óng ánh từ đó chui ra đi hàn lập tay áo vung về phía trước trong miệng không chút tình cảm quát khẽ một tiếng lập tức những hạt cắt óng ánh này điên cuồng di chuyển nhao nhao lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sau một khắc, chỗ hư không phía trên cự đỉnh. Một đám bụi cát màu vàng mênh mông xuất hiện, từng viên đá lớn nhỏ lăng không xuất hiện, rậm rạp chằng chịt xếp ở phía dưới, lại mơ hồ tạo nên một cái thạch trận cực lớn không rõ tên. Lúc này kim quang ở trên không trung đã nối thành một mảnh rơi xuống, vừa lúc kích lên trên thạch trận. Âm ầm ầm, thanh âm vang lớn, hoàng mang chói mắt chợt hiện phía dưới, hơn 10 khỏa cự thạch trong thạch trận liên tiếp bị chém làm đôi. Nhưng lúc này, sau khi bốn đạo kim quang bị ngăn trở, thể tích của chúng cũng rút nhỏ đi mấy lần, hào quang ảm đạm mới miễn cưỡng xuyên qua thạch trận. chương 2312, kiếp nạn của Thanh Nguyên Tử. Sau khi liên tiếp 78 làn sóng kim quang như thế rơi vào cự đỉnh, từ trong cự đỉnh màu bạc vốn đang vang lên những tiếng oanh minh không ngừng bỗng nhiên truyền ra âm thanh thê lương bén nhọn và chói tai. Việt Long thấy cảnh này, sắc mặt bỗng đại biến, hàn đạo hiểu, mau ngăn cản lực lượng thiên địa thuộc tính kim đang tới phía sau kia lại, cho ta luyện hóa phần lực lượng trước mắt đã này rồi hãy dẫn dụ chúng đến." Vừa dứt lời, Việt Long hét lớn một tiếng, từ trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu huyết. Sau khi linh diễm phía dưới đỉnh được hấp nhập thêm nhiều máu huyết như vậy, thế lửa lại càng thêm mạnh mẽ hơn, dường như đã đem toàn bộ tòa cự đỉnh kia bao bọc trong đó, màu sắc ngọn lửa càng biến thành ánh vàng rực rỡ như màu vàng ròng. Dưới nhiệt độ cao từ nó tỏa ra, hư không phụ cận đều mơ hồ trở nên vặn vẹo, tất cả tài liệu trong đỉnh lại càng nhanh chóng tan ra như nước đồng thời một vài điểm kim quang bên trong đỉnh cũng trở nên chấp động không thôi. Hàn lập nhướng mày, một tay điểm một cái về phía hư không. Hào quang năm màu từ bên trong thạch trận tỏa ra, vô số cự thạch chẳng chịt rậm rạp dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ mà xoay tròn liên tục. Những kim quang kia sau khi chui vào bên trong thạch trận thì bị dừng lại mấy khắc sau đó mới trở nên ảm đạm rồi xuyên thủng khỏi đó chui ra ngoài. Đúng lúc này, bàn tay còn lại của Hàn Lập dơ lên bắn ra một luồng sáng đen, sau khi lắc lư một cái biến ảo thành một đám mây đen lớn cỡ vài mẫu, vừa vặn đem đem những kim quang vừa chui ra kia cuốn vào trong đó. Trong mây đen, những sợi tinh mang chấp động liên hồi, chính là tấm lưới đen mà Việt Long đã giao cho Hàn Lập lúc trước. Cũng không biết tia lưới này là do vật gì luyện chế thành, nhìn thì chỉ như mỏng có một tầng, nhưng kim quang vừa nhập vào trong đó liền không cách nào dẫy dụa ra được, chỉ có thể ở trong đấy bật lên bật xuống chấp động liên tục như vật sống mà thôi. Từ phía xa, một tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ngóng nhìn đám mây đen một chút, hiển nhiên hắn đã phải dùng một lượng pháp lực lớn để điều khiển bảo vật này. Việt Long ở phía dưới vừa trông thấy kim quang bị đám mây đen giữ lại thì trong lòng cảm thấy vui vẻ, lúc này càng dốc sức liều mạng thúc giục linh diễm luyện hóa tài liệu trong đỉnh. Chỉ thấy ánh sáng bên trong cửa đỉnh chớp động liên hồi, bên trong có hơn trăm khối tinh chuyên đang được từ từ dung luyện thành, mỗi khối đều hiện lên màu vàng nhàn nhạt, nhạt, kích thước lớn cỡ một bàn tay. Được rồi, hàn huynh hãy dẫn lực lượng thiên địa thuộc tính kim xuống đi không biết sau bao lâu tới thời điểm khi phía trong đám mây đen đã có hơn trăm đạo kim quang việt long mới một lần nữa hướng tới hàn lập hô to một tiếng hàn lập hơi gật đầu một ngón tay vẽ một vòng về phía đám mây đen ở hư không phía xa một tiếng phốc nhỏ vang lên từ trong đám mây đen lộ ra một cái khe hở dần dần lớn lên lập tức từng đạo kim quang từ đó rơi xuống phía dưới bị cự đỉnh hút vào trong đó từng cái một cứ như vậy mỗi khi Việt Long hô lớn một tiếng, Hàn Lập liền sẽ thúc giục đám mây đen ngăn cản hơn một nửa số kim quang lại trên không. Chờ tới khi hắn cần đến, tức thì lại buông đám mây đen ra, thả ra một bộ phận lực lượng thiên địa rơi xuống phía dưới một lần nữa. Kể từ đó, dưới sự khống chế tận lực của Hàn Lập, Việt Long tự nhiên có thể thong dong mà chuyên tâm luyện chế tài liệu bên trong cự đỉnh, ngoài ra cũng có thể đồng thời khống chế một lượng nhỏ lực lượng thiên địa cần thiết. Nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng kim quang tích lũy phía trong đám mây đen càng lúc càng nhiều, sau thời gian uống cạn một chén trà đã có khoảng chừng hơn 7-800 đạo rồi. Dù cho là người có pháp lực thâm hậu như Hàn Lập, một lần phải thúc giục pháp lực ngăn chặn nhiều lực lượng thiên địa thuộc tính kim như vậy thì trên mặt cũng dần hiện ra vẻ ngưng trọng. Bỗng nhiên Hàn Lập hừ một tiếng, một ống tay áo rung lên về phía xa. Một đoàn sáng bạc từ trong ống tay áo bay ra, vừa bắn ra lập tức đón gió lớn lên thành to cỡ một cơn phòng nhỏ, tiếp đó mơ hồ một cái liền thuấn di mà chui vào phía trong đám mây đen đó đúng là một khỏa ngân châu trong số ba khỏa mà Việt Long giao cho Hàn Lập trước đó. Một màn quỷ dị xuất hiện, sau khi mây đen vang lên một tiếng trầm đục, một vầng sáng màu bạc nổ tung ra, vừa vặn đem toàn bộ đám mây đen bao phủ vào bên trong. Tới khi vầng sáng màu bạc thu lại, kim quang phía trong mây đen cũng thình lình biến mất không thấy đâu nữa, giống như đã đồng quy vô tận biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại đám mây đen lẻ loi trơ trọi, vẫn lơ lửng trên không phía trên cự đỉnh ba khỏa ngân châu quả nhiên chính là dị bảo chuyên dùng khắc chế lực lượng thiên địa thuộc tính kim như thế này kể từ đó tự nhiên áp lực lên người hàn lập không còn sót lại chút gì nữa lại bắt đầu tiếp tục thúc giục đám mây đen chặn đường xuống của những kim quang mới rơi xuống việt long quan sát rõ ràng hết thảy chứng kiến hàn lập vận dụng viên châu màu bạc thì chẳng những không hề có vẻ tiếc hận mà ngược lại trên sắc mặt còn lóe lên vẻ vui mừng có thể kiên chỉ tới bây giờ mới phải vận dụng viên châu màu bạc đã là cực kỳ vượt qua dự đoán của hắn rồi đương nhiên pháp lực thâm hậu của Hàn Lập cũng khiến trong nội tâm hắn thấy hoảng sợ không thôi. Xem ra lúc này đây hắn thực sự đã tìm đúng người rồi. Có lẽ lần này luyện chế cực nguyên tinh có hy vọng lớn sẽ thành công rồi. Lúc này ánh mắt Hàn Lập nhàn nhạt lướt qua những khối tinh chuyên bên trong cự đỉnh, nhưng trong lòng lại đang âm thầm định giá xem cuối cùng có thể chính thức hình thành mấy khối cực nguyên tinh thuộc tính kim. Hai tháng sau, ở một phiến không gian được che giấu cực kỳ bí mật bên trong một sơn cốc nằm sâu trong địa nguyên hai nữ tử áo trắng đang sóng vai nhau đứng trên một cành cây cành lá tốt tươi của một cái cây lớn màu đen phía dưới. Hai nữ tử này, một người nhỏ nhắn xinh xắn, thân sắc phong tình vạn trùng, còn một người thì dáng người thon thả thướt tha, thanh lệ vô song, sắc mặt cả hai đang vô cùng ngưng trọng chuyện trò với nhau. Ở một chỗ trong sơn cốc, một cái đài lớn bỗng nhiên từ mặt đất mọc lên, toàn thân xanh biếc ướt át, trông phảng phất như là dùng toàn những khối gỗ lớn trực tiếp xếp với nhau mà thành vậy đồng thời cũng chia làm 7 tầng, mỗi một tầng đều có khoảng mười mấy món pháp khí kiểu dáng khác nhau đặt ở phía ngoài rìa. Mà ở tầng cao nhất của cái đài cao, cờ phiên bay phấp phới, dầm dạp những phiên kỳ lớn nhỏ không đều nhau đang cắm ở trên đấy, mơ hồ tạo thành một cái pháp trận cực kỳ huyền diệu. Những phiên kỳ này màu sắc khác nhau, hoặc là long lánh, hoặc là đằng đằng hắc khí, nhưng đều tản ra khí tức cực kỳ kinh người, rõ ràng mỗi một kiện đều là bảo vật khó có được. Ở trung tâm của những phiên kỳ này, đã có một cái bổ đoàn đường kính lớn hơn một xích đang đặt tại đó. Ở xung quanh phía xa bên trong đài cao, tức thì đứng sừng sững khoảng hơn một ngàn pho tượng chất liệu không đồng nhất với nhau, hoặc là hình người, hoặc là hình thú, nhưng mỗi con đều trông vô cùng sống động, đồng thời chúng đều nửa quỳ nửa đứng hướng tới phía đài cao. Về phần cả tòa sơn cốc, lúc này cũng đang bị những khối gạch trong suốt phát sáng lóng lánh phủ kín đầy đất, khiến cho cả sơn cốc mơ hồ bị một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt bao phủ lấy. Sư tỷ, nghĩa phụ vì lần thiên kiếp này mà chuẩn bị lâu dài như vậy có lẽ nắm chắc khả năng vượt qua không hề nhỏ đi nhưng mà vì sao mấy ngày nay bộ dáng người như có tâm sự nặng nề như vậy nữ tử thanh lệ nhìn về đài cao ở phía xa lông mày kẻ đen nhíu chặt lại nói suy nghĩ của sư phụ lão nhân ra sâu như biển há là chúng ta có thể phỏng đoán hay sao nhưng mà theo ta nghĩ quá nửa là lo lắng vì thiên kiếp mà thôi dù sao nếu như độ kiếp thất bại nhiều năm tu vi của lão nhân ra đều có thể biến thành mây khói rồi ánh mắt nữ tử kiều diễm chấp động trả lời. Có thể là như thế, đại thiên kiếp này lần sau đều hung mãnh hơn lần trước, nếu như không tới được một bước phi thăng cuối cùng thì cứ như giỏi trong xương vĩnh viễn không bao giờ kết thúc được. Nghĩa phụ đã vượt qua nhiều lần như vậy rồi, đại thiên kiếp lần này chỉ sợ sẽ lợi hại tới mức chúng ta không thể tưởng tượng được. Chỉ có thể hy vọng lão nhân ra người các nhân có thiên tướng, có thể thuận lợi vượt qua khó khăn này. Dù sao thì mặc kệ thế nào đi nữa ta cũng sẽ kiệt lực tương trợ người đấy nữ tử thanh lệ trầm ngâm một chút, sau đó dứt khoát nói. Giao nhi, người khổ tu thần thông kia nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể tiến dài tới cảnh giới hợp thể kỳ, không phải là vì muốn tới ngày hôm nay có thể báo đáp đại ân của lão nhân ra người hay sao, đáng tiếc là ta không phải thiên âm thân thể, không có cách nào tận chút sức lực khi sư phụ độ kiếp rồi. Nữ tử kiều diễm thở dài một hơi nói, hai nữ tử áo trắng này, chính là nhị nữ nguyên giao, nghiên lệ đã bái nhập làm môn hạ của thanh nguyên tử. Trong đó, Nguyên Giao thậm chí còn đã sớm bái thanh nguyên tử làm nghĩa phụ, lúc này thình lình đã có tu vinh cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Về phần nghiên lệ, tuy linh áp trên người cũng bất phàm như thế, nhưng rõ ràng vẫn còn ở trong cấp độ luyện hư hậu kỳ. Ngày hôm nay đúng là ngày thanh nguyên tử chuẩn bị độ kiếp. Vì có thể thuận lợi vượt qua lần đại thiên kiếp này, chẳng những thanh nguyên tử phải lợi dụng các loại bí thuật đua khổ kéo dài ngày thiên kiếp tới, hơn nữa còn phải hao tốn tâm huyết lớn mới có thể đem tu vi của nguyên giao tăng lên tới cảnh giới tu vi ngày hôm nay mục đích chính là để tới lúc đó Nguyên Giao có thể thi triển một loại đại thần thông hiếm thấy trợ giúp hắn vượt qua thiên kiếp lần này. Nguyên Giao mặc dù biết rõ việc này, nhưng vì dưới tình hình được sự trợ giúp của Thanh Nguyên Tử dùng bí thuật đem thân thể nửa người nửa quỷ của nàng và nghiên lệ một lần nửa trở lại thành thân thể người thường, đồng thời còn giúp tu vi của nàng trong thời gian ngắn tiến dài tới hợp thể kỳ, nên đương nhiên cảm kích nghĩa phụ vạn phần, sớm đã chuẩn bị không tiếc hết thảy trợ giúp hắn một tay. Mà tòa sơn cốc này chính này nơi Thanh Nguyên Tử chọn làm địa điểm độ kiếp, chẳng những trong cốc đã bố trí rất nhiều thủ đoạn chuẩn bị cho việc độ kiếp mà còn bố trí hàng trăm loại cấm chế lợi hại khác nhau trong vòng 4 vạn dặm xung quanh sơn cốc để phòng ngừa có người thừa cơ gây bất lợi cho hắn hiện nay thanh nguyên tử đang tĩnh tọa ở trong một tòa động phủ tạm thời cách sơn cốc không xa để điều chỉnh trạng thái tới tình trạng tốt nhất để đối mặt với đại thiên kiếp lần này nguyên giao nhiên lệ ở chỗ này chuyện trò với nhau vài câu sau đó không nói thêm chuyện gì nữa mà chỉ lo nghĩ chờ đợi trọn vẹn gần nửa ngày sau tới khi bầu trời bắt đầu dần dần tụ tập quay cuồng những đám mây mù tối tăm mờ mịt thời điểm mà trong sơn cốc mơ hồ có một tia khí tức quỷ dị thoát ra bỗng nhiên phía chân trời xa có ánh sáng màu xanh lóe lên một luồng ánh sáng xanh bắn đến chấp động mấy cái bỗng nhiên xuất hiện trên không phía trên hai người nguyên giao nghiên lệ bái kiến nghĩa phụ tham kiến sư phó nguyên giao nghiên lệ thần sắc nghiêm nghị xoay người quỳ xuống hành lễ lần thiên kiếp này chỉ có giao nhi mới có thể giúp đỡ nổi giao nhi hãy cùng ta đi sang bên kia nghiên lệ, người hãy lưu lại đây cẩn thận cảnh giới một chút. Ánh sáng màu xanh trên không trung thu lại, thoáng một cái hiện lên thân ảnh của một lão giả áo xám có khuôn mặt bình thường, dâu dài ba xích, nhàn nhạt nói với nhị nữ một câu. Vâng, tuân mệnh, nguyên giao, nghiên lệ không nói hai lời đều cung kính tuân theo. Thanh nguyên tử gật gật đầu, tay áo cuốn xuống phía dưới, lập tức một mà hộ thể màu xanh lá cây cuốn xuống, đem nguyên giao bao bọc lấy, sau đó liền biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, một chỗ trên tầng cao nhất của cái đài cao chấn động, thân hình của Nguyên Giao và Thanh Nguyên Tử lặng im mà hiện ra. Giao Nhi, ngươi hãy yên lặng bên cạnh ta, chớ tới khi ta bảo ngươi ra tay thì hãy ra tay. Chớ được tự động ra tay, mà cũng không thể trần trừ bỏ lỡ cơ hội tốt nghe chưa. Thần sắc Thanh Nguyên Tử ôn hòa phân phó với Nguyên Giao. Nhĩa phụ yên tâm, Giao Nhi biết rõ phải làm thế nào. Nguyên Giao hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm nghị nói. Ha ha, ta tự nhiên vô cùng yên tâm về ngươi, Tuy nhiên lần thiên kiếp này không phải chuyện đùa, vẫn phải cẩn thận một chút để phòng ngừa xảy ra sai lầm mà bị thiên kiếp liên lụy vào. Thanh Nguyên tử cười nhẹ một tiếng, sau đó vẫn dặn dò đôi câu. Nguyên giao tự nhiên là gật đầu đồng ý rồi. Trên không trung một mảnh loạn thạch trồng chất ở một nơi cách sơn cốc cực kỳ xa xôi, bầu trời bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Hai bàn tay cực lớn đen kịt lớn tới vài chục trượng từ trong gió chui ra, đột nhiên hướng tới hai bên hư không dùng sức xé ra. chương 2313, đại địch xuất hiện một tiếng xì, lạp vang lên, hư không bỗng chốc bị hai cái cự chảo xé rách ra, hiện ra một cái khe nứt không gian dài hơn ngàn trường. Bóng đen nhoáng lên, một cái thân ảnh lớn như ngọn núi từ trong cái khe bước ra, theo nó là hai luồng độn quang lóe lên, hai đạo cầu vồng theo sát nó bắn tới. Sau khi hào quang thu lại, từ độn quang phân biệt hiện ra một gã đạo sĩ trẻ tuổi cùng với một nam tử khô gầy mặc áo bảo màu vàng. Hắc khí bên ngoài thân ảnh cực lớn kia tản ra, rốt cuộc hiện ra hình dáng chân thực là một cự nhân có làn da ngăm đen, trên đầu có một cái sừng cong, sau lưng mọc lên mấy hàng gai xương ngắn, gương mặt trông giống hệt những nam tử bình thường, thậm chí bộ dáng còn có mấy phần chất phác, nhưng khí thức trên người lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi tới mức hít thở không thông. Thần thông của bất diệt đạo hữu thật lợi hại, chỉ bằng biến hóa trên thân thể mà đã có thể xé rách hư không để chúng ta có thể đơn giản mà tiến vào phiến không gian này. Nam tử mặc áo bào màu vàng đánh giá bốn phía vài lần, sau đó lộ ra bộ dáng tươi cười nói với cự nhân. Ha ha, chẳng qua là may mắn có Hoàng Huynh trước đó đã dùng cửu huyễn như ý môn làm cho lực lượng không gian của giao diện này buông lỏng đi 89 phần 10, nếu không chỉ bằng vào bổn tọa sao có thể làm được việc này. Cự nhân cười ha ha, tiếp đó tầng lửa đen bên ngoài thu về, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một cự hán cao khoảng 2 trượng. Hắc hắc, đạo hữu nói không sai, nhưng nếu không có thần thông của đạo hữu phá vỡ hơn một nửa lực lượng giao diện thì làm sao có thể tiến vào nơi đây được. Nam tử mặc áo bào màu vàng cười hắc hắc nói, được rồi, hai người các ngươi không cần phải nịnh nọt nhau nữa. Bần đạo đi cùng với các ngươi tới đây không phải để nghe nói nhảm, tốt hơn hết là tranh thủ thời gian tìm được tên kia, mau chóng hiểu rõ được tình hình thì hơn. Đạo nhân trẻ tuổi bên cạnh, trên mặt có xà vân màu xanh thấm, khẽ đảo hai mắt lạnh lùng nói. Đồng tử của hắn vậy mà dựng đứng lên trông như mắt sắn vậy. Tam toàn đạo hữu không cần phải vội, tên thanh nguyên tử này cho dù bắt đầu độ thiên kiếp ngay thì cũng tuyệt đối không phải là trong vòng 3 tới 5 ngày có thể chấm dứt được. Thời gian này cũng đủ để chúng ta tới được nơi hắn độ kiếp rồi." Nam tử mặc áo bào màu vàng không chút hoang mang trả lời. Thì ra nam tử mặc áo bào màu vàng này chính là tên hoàng nguyên tử kia, còn hai người bên cạnh là hai gã cường giả đại thừa tiếng tăm lừng lẫy Bất Diệt Thiên Tôn và Tam Toàn Đạo Nhân. Xem ra vì đối phó với Thanh Nguyên tử, người đúng là phải khổ tâm mưu đồ khá lâu đấy, ngay cả thời gian và địa điểm hắn độ kiếp cũng rõ như lòng bàn tay rồi. Đạo sĩ trẻ tuổi nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn hoàng nguyên tử lời nói có chút khác thường. Điều này là đương nhiên, thanh nguyên tử vốn dĩ không phải là tộc nhân trường nguyên tộc chúng ta, mà chỉ là nguyên thần một tên dị tộc xâm chiếm thân thể vị tộc huynh ruột thịt của ta mới có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại như thế. Trước đây vị tộc huynh kia có ân tình to lớn với ta, ta vứt bỏ dòng họ ban đầu của mình đổi thành cái tên hiện tại chính là để không bao giờ quên đại thù này, hy vọng tới một ngày có thể một lần nữa đoạt lại thân thể của tộc huynh. Thanh âm của Hoàng Nguyên tử thoáng cái trở nên rét lạnh, hóa ra là đạo hữu và thanh nguyên tử thực sự có mối thù to lớn như thế, yên tâm đi, bổn tọa nhất định sẽ giúp ngươi đạt được ước muốn báo thù. Tinh mang trong mắt cự hán lóe lên, sau đó ngoác cái miệng rộng ông ông nói. Ta mặc kệ ân oán giữa ngươi và thanh nguyên tử, trả bao nhiêu thù lao thì sẽ suốt bấy nhiêu lực, về phần cuối cùng có thể chém giết thanh nguyên tử hay không thì phải xem bản lĩnh của chính ngươi rồi. Tam toàn đạo nhân lại nói bằng giọng nửa nam nửa nữ. Yên tâm đi, ta tìm tam toàn huynh tới chủ yếu là vì tạo nghệ về mặt trận pháp của ngươi thôi bằng vào thân phận đại sư trận pháp của đạo hiếu cộng thêm sự phối hợp của cửu huyễn như ý môn trong tay ta những cấm chế mà thanh nguyên tử bố trí xuống đối với chúng ta mà nói xem như chẳng có chút tác dụng nào hoàng nguyên tử không hề tức giận mà còn nói như đã tính trước hy vọng có thể như thế thật nghe nói thanh nguyên tử kia cũng có chút tinh thông trận pháp chi đạo hiện nay bày ra cấm chế để chuẩn bị cho thiên kiếp khẳng định là không phải chuyện đùa đâu thần sắc tam toàn đạo nhân hơi ngưng lại một chút, lời nói từ miệng có vẻ không nặng cũng không nhẹ. Ha ha, ta hoàn toàn tin tưởng 10 phần vào tam toàn huynh đấy. Được rồi, vậy thì lên đường đi, lần này ta và thanh nguyên tử chỉ có một người có thể sống mà rời khỏi không gian này thôi. Hoàng nguyên tử cười to một tiếng, sau đó tay áo rung lên liền biến thành một luồng cầu vồng phá không bay đi. Trong sơn cốc, phía trên đài cao, thanh nguyên tử thình lình đang khoanh chân lơ lửng giữa không trung phía trên cao vài chục trượt, mấy chục khẩu phi kiếm màu xanh đang bay múa bất định xoay quanh mình hắn, trên mặt không chút biểu tình, hai mắt nhắm nghiền bất động. Ở phía dưới hắn, hơn trăm lá phiên kỳ chấp động linh quang, đồng thời tuôn ra một tầng hào quang năm màu, biến ảo thành vô số phù văn diễm lệ phiêu phù ở phía trên cự đài. Tất cả pháp khí bố trí phía dưới cự đài giờ phút này bắt đầu kêu lên những âm thanh ông minh trầm thấp liên hồi, từng luồng khí mát lành từ đó tỏa ra liền tiêu thất ở trong hư không về phần hơn ngàn pho tượng ở bốn phía đài cao vẫn còn giữ nguyên bộ dáng trước kia không hề nhúc nhích dường như hết thảy mọi việc xảy ra ở trên đài không hề liên quan gì tới chúng vậy thân sắc của nguyên giao thì vô cùng khẩn trương đứng phía dưới một cây trận kỳ ngẩng đầu nhìn lên trời giờ phút này chỉ thấy trên không trung thình lình đã xuất hiện những đám mây đỏ cuồn cuộn từng đợt gió lạnh gào thét qua những nơi chúng đi qua đều khiến cho hư không phải run lên nhè nhẹ mây đỏ càng ngày càng dày từ xa nhìn lại dường như đã che kín cả bầu trời không lọt một chút nào, ngoài ra còn mơ hồ để lộ ra khí tức cực nóng. Không biết bao lâu sau, phía trong mây mù lóe lên ánh sáng màu đỏ hồng, chẳng chịt từng đoàn từng đoàn quang cầu ngưng tụ ra, ngay dưới âm thanh ầm ầm chúng tụ lại một chỗ rồi điên cuồng rơi xuống như mưa. Cùng lúc đó, Thanh Nguyên Tử ở phía dưới mở trợn hai mắt, cánh tay khẽ động, một ngón tay vẽ một đường trên hư không. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, một đạo kiếm khí màu xanh dài tới ngàn trượng hiện ra lượn một vòng rồi biến ảo thành một tầng màn sáng mờ mịt bao phủ xuống toàn bộ cả tòa đài cao. Từng đoàn từng đoàn quang cầu màu đỏ xinh đẹp rơi vào phía trên màn sáng màu xanh lập tức nhao nhao nổ tung ra hóa thành vô số đốm lửa đỏ văng đi khắp nơi, nhưng vừa tiếp xúc với kiếm quang lập tức biến thành hư ảo, căn bản không thể xuyên vào bên trong màn kiếm được. Tuy nhiên những quang cầu màu đỏ hồng này chẳng qua chỉ là màn dạo đầu của thiên kiếp mà thôi. Tới sau khi số lượng quang cầu rơi xuống có thể tính bằng đơn vị hàng nghìn, bầu trời bỗng vang lên tiếng sấm, từng đạo hồ quang điện màu vàng tím hiển hiện ra lập tức biến thành vô số lôi tiễn bắn thẳng xuống cùng lúc đó những luồng gió mạnh màu đen kia cũng ngưng tụ lại với nhau thành một mảng đen kịt áp xuống dưới mảng đen này chưa kịp rơi xuống bên trong đã vang lên những âm thanh suy suy từng lưỡi đao phong mở ảo như một luồng sóng điên cuồng bổ ra trong nhất thời những tia sáng trắng như ẩn như hiện lộ ra đầy trời tới hay lắm thanh nguyên tử vừa thấy cảnh này chẳng những không giật mình mà ngược lại còn hào hứng hét lớn một tiếng bên ngoài thân thoáng cái tỏa ra ánh sáng màu xanh cực kỳ chói mắt, đồng thời hai tay điểm liên tiếp về phía không trung. Tất cả ánh sáng màu xanh bên ngoài màn kiếm phía trên bầu trời bỗng nhiên thu lại một lần nữa biến thành một luồng kiếm quang dài hơn ngàn trượng, nhóm một cái xoay tròn ngay tại chỗ, từ đó hiện ra một con cự dao màu xanh. Cự dao này dương nhanh múa vuốt điên cuồng bay múa một hồi trên bầu trời, những nơi nó đi qua vang lên những tiếng xé gió cực lớn, từng đạo kiếm khí răng ra khắp nơi, lập tức đại phát thần uy mạnh mẽ đem tất cả những lưỡi đao phong kia cản lại. Trên một góc đài cao, Nguyên Giao thấy thế thì tỏ ra mừng rỡ. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên rực rỡ ánh sáng màu đỏ, tất cả mây đỏ nhao nhao mỏng manh rồi như tiêu tán đi, lộ ra một dòng sông lớn đầy dung nham cuồn cuộn chảy, sau một khắc sóng lửa từ trên sông nổi lên thành từng mảng dung nham đánh xuống. Thanh thế to lớn khiến cho toàn bộ bầu trời bị thiêu đốt lên. Ánh mắt Nguyên Giao trông thấy cảnh này, dáng tươi cười trên mặt không khỏi cứng nhắc lại. Thanh Nguyên Tử không chút hoang mang, một tay bấm niệm pháp quyết, những cái phù văn tuôn ra từ trận kỳ lập tức bay toán loạn lên không trung. Tiếp đó chúng quay tròn rồi ngưng tụ với nhau biến ảo thành một tòa phù trận năm màu. Phù trận này dưới sự thúc giục của pháp quyết bên trong vang lên âm thanh ông ông, hàng ngàn sợi tơ năm màu từ đó tuôn ra, nhào nhào xuyên thủng qua những luồng dung nham đang rơi xuống, biến chúng thành những luồng khói tiêu tán trong không khí. Lúc này Thanh Nguyên Tử thét dài một tiếng, một tay đột nhiên vỗ lên đỉnh đầu ánh sáng màu xanh lóe lên, một tiểu nhân mặc trường bào màu xanh từ đó bay ra, hai bàn tay trà sát vào nhau rồi dơ lên không trung phía xa, trang chịt những kiếm khí màu xanh tuôn ra, uy năng của mỗi đạo ra sau đều to lớn hơn đạo ra trước. Thanh nguyên tử vô cùng rõ ràng, tới bây giờ sự đáng sợ của thiên kiếp mới bắt đầu hiện ra mà thôi. Mười ngày sau, bầu trời hơn vạn dặm lấy sơn cốc làm trung tâm sớm đã bị mây đen cuồn cuộn bao phủ tới mức mưa gió cũng không lọt được, nhưng tiếng ầm ầm rung trời vẫn vang lên không ngớt, đồng thời thỉnh thoảng cũng trông thấy vòng ánh sáng bảo vệ năm màu như ẩn như hiện. Hiển nhiên lúc này thiên kiếp đã tới hồi hung mãnh nhất. Bên ngoài một đỉnh núi nhỏ cách đó cả vạn dặm, ba bóng người đang đứng thẳng tắp trên vài cành cây của một gốc cây cổ thụ lẳng lặng ngắm nhìn về phía sơn cốc xa xa. Ba người này, một người thân hình cao lớn, một người mặc đạo bào, còn một người thì có dáng người khô gầy, đúng là ba gã cường giả đại thừa hoàng nguyên tử, tam toàn đạo nhân và bất diệt thiên tôn bọn hắn đã tới nơi này từ hai ngày trước và đang bắt đầu kiên nhẫn chờ cơ hội ra tay không nghĩ tới đại thiên kiếp của tên thanh nguyên tử này lại lợi hại như vậy thay bằng bổn tọa mà nói cũng không nắm chắc được mấy phần có thể trụ được tới lúc này đấy cự hán chính là bất diệt thiên tôn thở dài một hơi chậm rãi nói đúng vậy cho dù là bần đạo gặp phải thiên kiếp bực này tám chín phần người cũng không có cách nào vượt qua được tên tuổi của thanh nguyên tử lớn như thể quả nhiên không phải là hư danh Thân sắc của tam toàn đạo nhân cũng đồng dạng trở nên ngưng trọng trên mặt hoàng nguyên tử vốn đang âm trầm như nước nghe được lời hai người nói lại bỗng nhiên cười lạnh lẽo nói cho dù tên thanh nguyên tử này có thần thông to lớn hơn xa ba chúng ta thì sao chứ chưa nói hắn có thực sự vượt qua kiếp nạn này hay không dù cho có vượt qua cũng phải đại thương nguyên khí như vậy làm sao có thể chạy thoát khỏi sự liên thủ của ba người bọn ta chẳng phải cũng không tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán hay sao điều này cũng đúng dù cho thanh nguyên tử có pháp lực thông thiên thì lần này cũng chạy trời không khỏi nắng đấy. Bất diệt thiên tôn gật đầu nhẹ, bộ dáng cực kỳ đồng ý. Tuy nhiên nhìn xu thế của thiên kiếp, bộ dáng tổ thiếu cũng phải tiếp tục năm 6 ngày nữa. Chúng ta cũng bắt đầu bài trừ những cấm chế bên ngoài đi thôi, nếu không chờ tới khi thiên kiếp kết thúc, rất có thể thanh nguyên tử sẽ ẩn nấp rồi chạy thoát mất. Tam toàn đạo nhân nhìn về phía mây đen bên trên sơn cốc lạnh lùng nói. Ân, thời gian chính xác là không sai biệt lắm, hắc hắc, với tình hình bây giờ của thanh nguyên tử tin rằng dù cho hắn biết rõ chúng ta bài trừ cấm chế này cũng tuyệt đối không cách gì có thể phân tâm được cùng lắm là vận dụng một ít thủ đoạn phía sau mà thôi hoàng nguyên tử âm trầm nói chuẩn bị phía sau ha ha ta lại muốn nhìn một chút vị thanh nguyên tử này còn chuẩn bị thủ đoạn gì phía sau nữa đây hiện tại hắn vận dụng càng nhiều thủ đoạn đã chuẩn bị trước thì cuối cùng tới khi chúng ta ra tay với hắn chẳng phải sẽ càng nhẹ nhõ hơn sao bất diệt thiên tôn cười lên điên cuồng vài tiếng nói Chương 2314, địch bạn cùng tới. Ta đương nhiên là hiểu rõ đạo lý này, lát nữa khi chúng ta ra tay phá trận, hãy làm cho thanh thế lớn hơn một chút, như thế thì cho dù tên thanh nguyên tử kia có thể nhịn không sử dụng những thứ chuẩn bị sau cùng kia thì cũng sẽ không cách nào yên tâm đối phó với thiên kiếp được. Tam toàn đạo hữu, một chút nữa phải nhờ vào ngươi rồi." Hoàng nguyên tử âm trầm cười cười nói, "Yên tâm, việc phá trận cứ đặt trên mình của ta đi." Tam toàn đạo nhân nghe vậy ngạo nghễ trả lời một câu. Nói xong lời này, một tay đạo nhân trẻ tuổi bấm niệm pháp quyết, lập tức một đám mây trắng từ dưới chân bay vọt ra nâng đỡ thân hình hắn, sau đó nhẹ nhàng bay về hướng sơn cốc. Hoàng Nguyên Tử và Cự Hán thấy vậy cũng không dám lãnh đạm mà cùng đồng thời độn quang theo xuống. Ba người mới vừa phi hành được chừng hơn chạm dặm thì bỗng nhiên bốn phía vang lên âm thanh ầm ầm, hư không xung quanh mơ hồ một cái, tất cả cảnh vật đều biến đổi, sau đó cả ba người đã hạ thân xuống một rừng cây cao chọc trời. Cây cối ở trong rừng cây này, cả đám đều cao chừng khoảng trăm trượng, toàn thân ngăm đen trông như từ kim loại, hắc thiết đúc thành vậy. Ngay khi ba người vừa xuất hiện trong khu rừng, lập tức những cây đại thụ ở bốn phía lay động kịch liệt làm đất đai rung chuyển, tiếp đó chúng nghiêng mình rồi nhao nhao đập xuống phía ba người. Những cây đại thụ này chưa thực sự đập tới mà từng trận kình phong đã cuồn cuộn ép xuống. Lọ ai trận pháp đơn giản thế này mà cũng muốn vây khốn bổn toạn, thật là cực kỳ nực cười. Tam toàn đạo nhân vừa thấy tình hình như thế thì phá lên cười ha ha nói không thấy hắn vận dụng bảo vật gì mà chỉ hét lớn một tiếng hai ống tay áo hướng tới phía trước vung lên từng luồng hoàng khí từ đó tuôn ra rồi tỏa ra bốn phương tám hướng một màn kinh người xuất hiện những cây đại thụ màu đen sau khi bị hoàng phong cuốn tới lập tức bay ra ngoài như dơm dạ tiếp đó vang lên một tiếng trầm đục rồi toàn bộ chúng đều bị hóa thành đất cát trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa lúc này hư không bốn phía vặn vẹo một hồi rồi khôi phục lại cảnh sắc trước kia thân hình tam toàn đạo nhân khẽ động tiếp tục bay tới phía trước thanh nguyên tử và cự hán ở phía sau thấy thế không khỏi tỏ ra vui vẻ. Tới khi ba người vừa mới bay vào bên trong được hơn chục trượng thì mấy quả đồi núi phía dưới bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, ba tòa phù trận lớn gần một mẫu lóe lên mà hiện ra ở đỉnh những quả đồi đó, từ bên trong chúng vang lên những tiếng xé gió, tiếp đó là vô số hỏa cầu chẳng chịt hiện lên bắn tới ba người với khí thế phô thiên cái địa. Tam toàn đạo nhân thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, một ngón tay phía trong tay áo khẽ động, đột nhiên lục quang lóe lên rồi hiện lên ba cột sáng màu xanh lục vừa thô vừa to bắn xuống phía dưới. Ba tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, ba cột sáng giống như ba con linh xạo uốn éo vặn vẹo đi qua những hỏa cầu kia rồi hung hăng đánh vào ba tòa phù trận, lập tức đem tất cả đồi núi phía dưới nghiền thành đất bằng. Thân hình tam toàn đạo nhân không hề dừng lại chút nào mà trực tiếp độn quang vượt qua những đồi núi này. Hoàng Nguyên Tử và Cự Hán liếc nhìn nhau, sau đó cười hì hì theo xuống dưới. Hiển nhiên là tuy rằng Thanh Nguyên Tử bố trí rất nhiều cấm chế, nhưng những chỗ ngoài rìa bình thường chỉ dùng để đối phó với những tên có tu vi thấp kém mà thôi. Chỉ có những cấm chế gần với Sơn Cốc mới thật sự là hạch tâm, là những pháp trận chuyên dùng để đối phó với những tồn tại cùng giai đại thừa. Ở miệng một hang động lớn phía trong Sơn Cốc, Nghiên Lệ đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên hai bên tai chấn động truyền đến âm thanh ngưng trọng của Thanh Nguyên Tử. "Nghiên Nhi, hãy coi chừng, bên ngoài có đại địch của vi sư xông vào trận." người hãy cầm lấy mấy thứ bảo vật lúc trước ta giao cho ngươi đi chủ trì 18 cái thiên sát trận kia đi. Vâng thưa sư tôn, nhiên nhi lập tức đi ngay, nhiên lệ dùng mình, vội vàng đứng dậy thi lễ về phía không trung rồi lên tiếng nói. Giờ phút này, tất cả đại trận, cấm chế ở trong sơn cốc đều đã được mở ra triệt để. Một tầng hào quang đủ mọi màu sắc cùng với những luồng gió mạnh màu đen liên tục rít gào quay cuồng trong hư không khiến cho không có bất cứ ai có thể nhìn thấy rõ được bất kỳ vật gì ở trong sơn cốc. Ngoại trừ những tiếng sấm cùng những âm thanh trầm thấp thi thoảng phát ra từ bên ngoài, rốt cuộc thì nàng này cũng không cách gì cảm ứng được một chút động tĩnh nào từ chỗ đài cao nữa rồi. Người không cần phải lo lắng, nếu có người chủ trì đại trận thì uy năng của 18 thiên sát trận này tối thiểu cũng phải tăng lên hơn hai thành, đủ để ngăn cản những kẻ thù bên ngoài kia mấy ngày rồi, chờ tới khi ta vượt qua thiên kiếp lập tức có thể tự mình đối phó với mấy tên đại địch này. Dường như thanh nguyên tử đã nhận ra sự bất an trong nội tâm đồ đệ của mình, vậy nê cười cười an ủi nàng vài câu. Nghiên lệ nghe được lời này lập tức buông lỏng tâm sự trong lòng xuống. Sư phụ còn có thể rảnh rỗi truyền âm cho mình, có lẽ vẫn còn dư lực chống đỡ thiên kiếp. Lúc này, nàng không hề do dự mà độn quang hóa thành một luồng sáng vàng phá không bay ra ngoài miệng hang. Một lát sau, nghiên lệ đứng phía trên một ngọn núi, phía dưới thân đang trôi nổi một kiện pháp khí cực lớn có hình dáng như một cái la bàn, xung quanh phía trên đang cắm chẳng chịt vô số lá cờ nhỏ có màu sắc khác nhau mà bản thân nàng thì thần sắc ngưng trọng nhìn về một cái gương đồng trong tay. Trong gương đồng chấp động hiện lên những hình ảnh khác nhau, thình linh chính là tam toàn đạo nhân đang thúc giục một cây phi đao màu trắng, bay múa lên cao xuống thấp một hồi như một con dao long, lập tức đem kim quang trải rộng bên ngoài pháp trận bài trừ sạch sẽ. Tam toàn đạo nhân chấp động một cái, liền từ trong tấm hình biến mất vô ảnh vô tung. Nhiên lệ thấy tình hình này không khỏi hít một hơi khí lạnh, lông mày khẽ nhíu chặt lại. Mặc dù nàng biết rằng những kẻ có thể được Thanh Nguyên Tử coi là đại địch thì khẳng định cũng là những tồn tại đại thừa, nhưng không nghĩ tới đối phương lại có tạo nghệ về phương diện trận pháp cao tới như thế. Xem ra cấm chế bên ngoài tuy nhiều nhưng cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được đối phương quá lâu. Nếu muốn tranh thủ thời gian cho sư phụ mình thì có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chủ trì 18 cái tiên sát đại trận kia thôi. Trong lòng Nghiên Lệ suy nghĩ như vậy, lập tức không dám chậm trễ, một tay đánh ra một chiêu xuống phía dưới thân tức thì nhoáng một cái có vài cái trận kỳ biến thành một làn khói xanh không thấy đâu nữa. Sau thời gian cạn một chén trà, phủ cận sơn cốc vốn đang có những trận cuồng phong gào thét tới cắt bay đá chạy bỗng nhiên từ dưới mặt đất nứt ra từng cái khe hở, từ đó tuôn ra những luồng sương mù có màu đỏ như máu cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, lập tức đem bốn phía cả tòa núi cốc che phủ trong đó. Theo đó vang lên những âm thanh tiêm minh chói tai, từ trong huyết vụ nổi lên những âm thanh gào khóc thảm thiết, phía bên trong mơ hồ có vô số bóng đen cực lớn như ẩn như hiện, một cỗ sát khí từ đó phóng thẳng lên trời, đem mây đen phía trên bầu trời mạnh mẽ mở tách ra hơn một nửa. Trong thời gian thật ngắn, nghiên lệ đã kích phát tất cả toàn bộ 18 tòa pháp trận cực kỳ huyền diệu xung quanh Sơn Cốc. Nếu chỉ bằng một tòa pháp trận thì cũng chẳng là gì đối với những tồn tại đại thừa kỳ. 18 tòa thiên sát trận này liên hoàn với nhau, từng trận từng trận đan xen vào nhau, trong suy nghĩ của người khác thì như đang đối mặt với chỉ một tòa nhưng thật ra là không thể không cùng lúc đối mặt chống lại cả 18 tòa pháp trận. Kể từ đó, nếu như không thể đồng thời phá vỡ cả 18 tòa trận pháp này thì cũng chỉ có thể kiên nhẫn phá giải từng tòa pháp trận một mà thôi. Đây chính là nguyên nhân mà Thanh Nguyên Tử dù đã biết rõ có đại địch xâm nhập nơi độ kiếp của mình nhưng vẫn có thể chấn định dị thường như vậy. Của nhiên hơn nửa ngày sau, khi Tam Toàn Đạo Nhân mang theo hai người Hoàng Nguyên Tử một đường sông tới phụ cận Sơn Cốc, nhìn thấy rõ ràng tình hình của 18 tòa thiên sát đại trận trước mặt, nét mặt thoáng cái trở nên âm trầm, Tới khi bọn người hoàng nguyên tử phía sau cùng hiểu rõ huyền cơ của những pháp trận này, sắc mặt thoáng một cái tái nhợt thêm vài phần. Nói như vậy thì chúng ta phải phá vỡ từng tòa từng tòa pháp trận này mới có thể tiến nhập vào trong sơn cốc rồi. Hoàng nguyên tử nghiến răng nghiến lợi hỏi, chỉ sợ là không thể không làm như thế rồi. Tuy nhiên loại liên hoàn trận này, khó phá nhất chỉ là tòa đầu tiên thôi, chỉ cần phá vỡ được một tòa, bởi vì lực lượng tăng cường giảm bớt nên những cái pháp trận đằng sau cũng dễ giải quyết hơn nhiều nhưng cũng bởi vậy mà uy năng của tòa trận pháp cấm chế đầu tiên này tương đương với uy năng của 18 tòa trận pháp, muốn bài trừ nó thật đúng là phải hao phí một hồi tay chân lớn đấy. Tam toàn đạo nhân suy nghĩ một hồi rồi trả lời, hư, tên khốn thanh nguyên tử này quả là xảo trá, nhưng cho rằng có thể dựa vào nó làm khó ta thì đúng là sai lầm 10 phần rồi. Tam toàn đạo hiếu, muốn bài trừ những trận pháp này thì phải mất bao nhiêu thời gian? Hoàng nguyên tử hư một tiếng hỏi. Nếu đạo hữu chịu dùng cửu huyễn như ý môn tương trợ mà nói, đại khái khoảng 4 ngày là đủ. Tam toàn đạo nhân tự định giá trong chốc lát, sau đó nói. 4 ngày thì không được, nói không chừng tiên kiếp của tên thanh nguyên tử kia lại chấm dứt sớm cũng nên. Như vậy đi, tới thời điểm mấu chốt ta sẽ vận dụng tử mẫu thi âm lôi giúp ngươi một chút. Phải bài chứ tất cả những pháp trận bên ngoài sơn cốc này trong vòng 3 ngày mới được hoàng nguyên tử giữ tận nói. Tử mẫu thi âm lôi, không nghĩ tới Nagi cả bảo vật này mà đạo hữu cũng đã chuẩn bị bên mình rồi, nếu có vật ấy thì việc phá bỏ 18 tòa thiên sát trận này trong vòng 3 ngày ta có thể nắm chắc 10 phần không có vấn đề gì rồi. Tam toàn đạo nhân nghe tên bảo vật của Hoàng Nguyên Tử, sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục lại như ban đầu nói. Rất tốt, bất diệt đạo hiếu, ngươi không cần red ai, cứ ở một bên nghỉ ngơi dưỡng sức là được rồi. Tới thời điểm giao thủ với Thanh Nguyên Tử mới là lúc chính thức cần ngươi xuất ra đại lực đấy. Hoàng Nguyên Tử gật đầu nhẹ rồi quay lại nói với cự hán một câu như vậy điều này không cần hoàng huynh phải nói bổn tỏa cũng biết mấy môn thần thông của thanh nguyên tử cũng chỉ có công pháp của ta mới vừa vặn khắc chế được một chút thôi bất diệt thiên tôn ngoác miệng rộng chẳng hề để ý nói hoàng nguyên tử âm trầm cười một tiếng không nói gì nữa đột nhiên một tay ngửa ra hào quang tỏa sáng thoáng cái hiện ra một cánh cửa nhỏ tỏa ra ánh sáng long lanh tiếp đó tay hắn vung lên mà ném nó đi trên bầu trời nổi lên những âm thanh sấm vang gió giật một luồng sáng trắng trói mắt tỏa ra rực rỡ rồi từ trên trời giáng xuống một cánh cửa lớn cao tới vài chục trường. Thân hình Hoàng Nguyên Tử lắc lưu một cái liền xuất hiện trên đỉnh của cánh cửa một cách nhẹ nhàng. Từ cánh cửa vang lên một tiếng nổ lớn, lập tức bí mật mang theo lôi quang bao quanh bay tới phía đại trận ở đối diện. Tam toàn đạo nhân cười hắc hắc một tiếng, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình bắn theo sát phía sau cánh cửa. Cử hán dùng bàn tay sờ sờ vào cái sừng cong trên đỉnh đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm, sau đó mới không chút hoang mang từ từ bay theo. Trên không trung một cái đầm lầy bên trong địa uyên, bỗng nhiên hư không vặn vẹo một hồi khác thường, tiếp đó vang lên âm thanh bén nhọn chói tai, một luồng kiếm quang màu xanh thẫm lớn hơn trăm trượng lóe lên mà hiện ra rồi hời hợt chém xuống một cái. Lúc này trên không đầm lầy nổi lên một tiếng giòn vang, toàn bộ bầu trời vậy mà bị một đạo kiếm mở màu lục chém ra làm hai nửa. Theo đó vang lên tiếng oanh minh, một chiếc cự chu màu đen dài hơn ngàn trượng mạnh mẽ từ trong vết kiếm lách vào, lóe lên một cái đã bay vào phiến không gian này ngay phía trên bong của cựu chu cực lớn này có một gã nam tử mặc áo bào xanh hai tay để sau lưng đang đứng ở đó thần sắc vô cùng bình thản hàn tiền bối nơi này chính là nơi người bạn của người đang ẩn cư sao một nữ tử áo đen sau lưng nam tử quét mắt nhìn bốn phía một vòng không nhịn được phải mở miệng hỏi đúng vậy huyết phách đạo hữu cảm thấy hơi kỳ quái phải không nam tử thoáng nở nụ cười trả lời nam tử này và nữ tử áo đen kia Tự nhiên chính là Hàn Lập cùng với huyết phách mới từ Phi Linh tộc bên kia đi tới đây rồi. Chương 2315, nhìn xem, ngày đó, Hàn Lập hao tổn thời gian hơn 10 ngày mới hữu kinh vô hiểm thành công trợ giúp vị đại thừa Phi Linh tộc Việt Long luyện chế ra hai loại cực nguyên tinh thuộc tính kim và mộc. Việt Long vô cùng mừng rỡ, đối với số thù lao mà chính mình đã đồng ý, hắn không hề có chút nào do dự mà rất sảng khoái đem những loại cực nguyên tinh mới luyện chế được ra trả cho Hàn Lập mỗi thứ một khối đồng thời cũng cực lực muốn giữ Hàn Lập ở lại động phủ của hắn một thời gian. Hàn Lập tự nhiên nhẹ nhàng từ chối, tận lực nắm chặt thời gian đem theo những người khác rời đi. Lúc này rốt cuộc cũng tới được nơi có không gian cách giới lực yếu kém nhất bên ngoài không gian địa huyên, trực tiếp sử dụng huyền thiên trảm linh kiếm chém mở bức tường ngăn cách không gian ra, sau đó thúc giục mặc linh thánh chu sông vào. Hiện tại, huyết phách nghe thấy Hàn Lập nói vậy, tự nhiên cười nói trả lời: không gian này đích thực là vô cùng kỳ diệu xem ra người bạn tri kỷ của tiền bối khẳng định cũng là một vị tồn tại cường đại khó lương hẳn cũng là một tiền bối đại thừa kỳ lần này thì tiên tử đoán sai rồi người bạn tri kỷ này của ta tuy rằng tu vi cũng không yếu nhưng lần trước khi chia tay cũng chỉ mới có tu vi luyện lưu kỳ mà thôi khẳng định là tới bây giờ chưa thể nào có thể tiến vào đại thừa được tuy vậy thì cảnh giới hợp thể vẫn là có chút hít khả năng đấy dù sao thì hiện tại nàng cũng đã bái làm môn hạ của một vị tu sĩ đại thừa rồi hàn lập bình tĩnh trả lời môn hạ của tu sĩ đại thừa lại còn có cảnh giới hợp thể kỳ. Thật là khiến người ta ước ao, năm đó vì muốn tiến thêm một bước trong cảnh giới hợp thể mà vãn bối phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ, thậm chí ngay cả bản thể cũng bị người ta phong ấn ở trên một đại lục khác. Huyết Phách nghe vậy, thần sắc hơi chút khác thường thở dài nói: "Hắc hắc, tiên tử cần gì phải quá mức suy nghĩ như thế, năm đó chỉ do cơ duyên của ngươi kém hơn một chút mà thôi, đợi tới khi cứu được bản thể về thì việc tiến thêm một bước nữa cũng không phải là chuyện không thể nào." Hàn Lập hắc hắc nở nụ cười nói đôi câu, hy vọng thật sự có thể như thế. Huyết phách cười khổ một tiếng, Hàn Lập mỉm cười không nói gì nữa, một tay vung ra, bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản màu đen rồi nhẹ nhàng đưa lên chán. Đó đúng là một phần địa đồ địa uyên mà năm đó hắn lấy được từ thanh nguyên tử. Thần niệm của Hàn Lập nhanh chóng quan sát vài lần, tiếp đó khẽ quét qua địa hình xung quanh nhằm xác định vị trí của mình, vậy mà dường như cũng không cách quá xa động phủ của thanh nguyên tử. Thật là một việc đáng mừng, hắn thu ngọc giản lại, sau đó thúc giục cửa thuyền màu đen phát ra tiếng nổ vang rồi bắn đi về một phương hướng khác. Một ngày sau, khi mà cửa thuyền tiếp cận với khu vực động phủ của thanh nguyên tử, Hàn Lập vốn đang đứng khoanh chân ngồi phía trước mũi thuyền, thần sắc bỗng nhiên khẽ động mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chấn động thật mạnh, đây là, đây là, là chấn động của đại thiên kiếp, chẳng lẽ có người đang độ kiếp ở gần đây? Nếu tính thời gian thì hình như bây giờ cũng tới lúc thanh nguyên tử phải độ thiên kiếp rồi, chẳng lẽ là hắn sao? Hàn Lập thì thào vài tiếng trong miệng, tiếp đó thần sắc trở nên một hồi âm trầm bất định, một tay bấm niệm pháp quyết, cự thuyền màu đen dưới thân lập tức kêu lên vù vù rồi dừng lại trên bầu trời. Sau một khắc, hắn đứng dậy đập mạnh một tay, bên ngoài thân tỏa sáng lập tức độn quang hóa thành luồng cầu vồng màu xanh phá không bay đi. Lúc này ở trên cự thuyền mới vang lên tiếng phân phó rõ ràng của Hàn Lập. Các ngươi hãy ở lại chỗ này trông chừng linh thuyền, ta đi trước quan sát một chút. Tiếng nói lượn lờ quanh quẩn trên không luồng cầu vòng chấp động mấy cái đã biến mất phía cuối chân trời. Lúc này bọn người chu của Nhi, huyết phách mới vội vàng đi ra từ buồng nhỏ trên tàu, giật mình nhìn về phía Hàn Lập rời đi. Với thần thông của Hàn Lập mà toàn lực thúc dục độn quang thì tốc độ đương nhiên là cực nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Dù vậy, vừa rồi hắn cảm ứng được nơi phát ra chấn động cũng cách khá xa chỗ hắn, phải mất thời gian cạn một chén trà hắn mới có thể thấy được kiếp vân màu đen từ phía chân trời xa xa, đồng thời mơ hồ nghe được từng hồi tiếng oanh minh vang lên không đúng, còn có tồn tại đại thừa khác ở đây nữa. Sau khi phi hành thêm một lát, Hàn Lập ở phía trong độn quang bỗng nhíu hai mắt lại, trong lòng thấy dùng mình. Thanh Hồng xoay tròn một vòng, độn quang bỗng nhiên thu lại hiện ra thân hình hắn ở giữa không trung, dường như có điều suy nghĩ mà ngắm nhìn về phía kiếp vân ở xa xa. Một tên, hai tên, ba tên, vậy mà lại có tới nhiều tồn tại đại thừa xuất hiện ở nơi đó như vậy, mà dường như bọn chúng cũng không hề che giấu khí tức một chút nào, rõ ràng là không có ý tốt với người đồ kiếp kia rồi. Cũng không biết người đồ kiếp kia có phải là thanh nguyên tử hay không, nếu như không phải thì có lẽ cũng không cần phải dính vào vũng nước đục này làm gì. Hàn Lập chỉ nhìn qua chốc lát, sau đó trên mặt hiện lên vẻ khác thường thì thảo nói. Sau khi hắn cúi đầu tự định giá trong chốc lát, bỗng nhiên há miệng phun ra một luồng tinh khí màu xanh nhạt. Tinh khí quay tròn trước người hắn một vòng liền ngưng tụ lại rồi biến ảo thành một quả tinh cầu màu xanh. Tiếp đó một tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, Hai mắt từ từ khép lại, nhưng giữa hai đầu lông mày bỗng nhiên hiện lên một vết màu, sau đó một đoàn hắc khí lăng không hiện ra ngưng tụ lại thành một con mắt đen dựng thẳng. Hắc quang lóe lên, một sợi tơ đen cực nhỏ từ cần mắt đang dựng thẳng bắn ra, lóe lên cái lập tức biến mất trong hư không phía trước. Sau một khắc, hào quang màu xanh tỏa ra từ mặt ngoài tinh cầu, những hình ảnh vô cùng rõ ràng từ từ hiện ra. Lúc này hai mắt đang đóng chặt của Hàn Lập mới một lần nữa mở ra, cẩn thận nhìn về phía hình ảnh trên tinh cầu chỉ thấy hình ảnh bên trong tinh cầu là sương mù mờ mịt cùng với từng đoàn từng đoàn lôi quang màu vàng tím chấp động không ngừng, nhưng lại không thấy xuất hiện thứ gì khác nữa. Lông mày hàn lập hơi nhảy lên, pháp quyết trong tay thúc giục nhanh hơn. Lập tức hình ảnh trên tinh cầu nhanh chóng thay đổi, chốc lát sau bắt đầu hiện ra một ít cây cối, đỉnh núi và vài cảnh vật khác, nhanh chóng quét qua hết thảy xung quanh giống như một người bình thường đang ở bên cạnh ngắm nhìn cảnh vật vậy. Bỗng nhiên thần sắc hàn lập khẽ động, pháp quyết trong tay hơi dừng lại, hình ảnh trên tinh cầu cũng thoáng một cái dừng lại tại một chỗ. Chỉ thấy trong tấm hình rõ ràng là một biển huyết vụ màu hồng rộng mênh mông. Mà ở bên trong biển sương mù, một cánh cửa cực lớn cũng đang lập lòe sáng lên, đang đứng vững thẳng tắp phía trên nó là ba gã nam tử ăn mặc và phục sức khác hẳn nhau. Ánh mắt hàn lập ngưng tụ, hơi liếc qua đã phát hiện được khí tức ba tên đại thừa mà hắn cảm ứng được chính là phát ra từ trên người ba gã nam tử này đấy. Ba tên này, ngoại trừ tên cự hán thân cao hai trượng đang đứng chắp tay bất động bên ngoài ra, hai người khác thì một đang thúc giục cánh cửa cực lớn kia xông mạnh thẳng về phía huyết vụ. Những nơi cánh cửa đi qua, phù văn năm màu tỏa ra liên tục đem những làn sương mù quỷ dị xung quanh đánh bật về phía sau liên tục. Cuối cùng là một gã thanh niên ăn mặc theo phong cách đạo sĩ, sau lưng hiện ra hư ảnh ba cái đầu rắn cực lớn, từ trong miệng phun ra ba loại hào quang màu sắc khác nhau là đỏ, vàng và xanh. Những làn huyết vụ kia mỗi khi tiếp xúc với hào quang ba màu này lập tức nhao nhao biến mất trong hư không. Mà ở chỗ sâu bên trong biển sương mù màu huyết sắc lại mơ hồ có vô số bóng đen cực lớn chấp động liên tục, từ trên người chúng tuôn ra từng đoàn từng đoàn huyết khí, tựa như đang đối kháng lại uy năng từ cái cổng chào cùng với hào quang ba màu kia. Thời điểm Hàn Lập đang quan sát, tên cự hán cài bỗng nhiên như nhận ra được điều gì, tinh mang trong mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn nghiêng sang một chút đồng thời quát lớn lên một tiếng kẻ nào dám lén lén lút lút rình coi bổn tỏa vừa dứt lời cành tay cự hán khẽ động một bàn tay màu đen lớn hướng tới phía xa vỗ xuống như cuồng phong bão vũ một tiếng oanh thật lớn vang lên hư không phạm vi gần một mẫu xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo một hồi theo đó là cuồn cuộn khí đen mang theo từng trận gió nóng cuốn về bốn phương tám hướng xung quanh mạnh mẽ đem huyết vụ ở xung quanh quấy cho nát bấy động tính lớn như thế Tự nhiên Hoàng Nguyên tử và Tam toàn đạo nhân không có khả năng không phát giác ra, ánh mắt đều kinh ngạc quét tới. Chuyện gì xảy ra vậy, bất diệt đạo hữu phát hiện ra điều gì sao? Sau khi Hoàng Nguyên tử hít sâu một hơi, dừng cánh cửa lại rồi mới âm trầm hỏi. Trải qua hai ngày hai đêm không ngừng hành động phá giải, số cấm chế của tòa đại trận này đã bị bài trừ đi gần một nửa, vào lúc này hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có người thi pháp quan sát chúng ta, đã bị ta dùng một trưởng phá vỡ bí thuật của hắn. Cự hán bình tĩnh trả lời, là tên tiểu nha đầu đang chủ trì trận pháp kia ư. Thần sắc hoàng nguyên tử khẽ động, chậm rãi hỏi, hẳn là không phải, tu vi của tên tiểu bối kia chỉ mới luyện hư, lần trước bị ta chấp được thời cơ cách không dáng cho một quyền, cho dù không chết thì cũng bị trọng thương, làm sao còn dám sử dụng bí thuật rình coi chúng ta. Cự hán lắc đầu, khẳng định nói, nói như vậy là một vị khách không mời mà tới rồi, đạo hữu có thể phát giác ra phần nào tu vi của hắn không? Hoàng Nguyên tử nhướng mày truy hỏi một câu, ta chỉ là phá đi pháp thuật của đối phương chứ làm sao có thể phát hiện ra cụ thể tu vi của đối phương được. Nhưng bí pháp thi triển ra vô cùng cao minh, hơn xa tiểu nha đầu kia, quá nửa là cảnh giới sẽ không quá thấp đâu. Cự hán lộ ra một tia ngưng trọng nói, nói như vậy thì phiền toái rồi, người này có khả năng cũng là một gã tồn tại đại thừa kỳ. Chẳng lẽ là tên gia hỏa thanh nguyên tử kia mời tới giúp đỡ? Tam toàn đạo nhân ở một bên nghe đến đó không khỏi mở miệng nói. Giúp đỡ ư, hẳn là không phải đâu." Thân sắc Hoàng Nguyên tử hơi đổi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói. "A ah, hát, sao đạo hữu có thể khẳng định như thế?" Đôi mày Tam toàn đạo nhân nhíu lại, có chút nghi hoặc hỏi một câu. "Rất đơn giản, nếu là do tên Thanh Nguyên tử kia mời tới giúp đỡ, sao lại tới bây giờ mới hiện thân chứ?" Hoàng Nguyên tử chậm rãi nói, "Điều này cũng đúng, nếu thật sự là tên Thanh Nguyên tử kia giúp đỡ thì hoặc là ngay từ đầu phải chủ trì 18 cái thiên sát trận này đối phó chúng ta." hoặc là sẽ giấu kín không xuất ra, chờ tới khi chúng ta phá hết pháp trận, là lúc chân nguyên tiêu hao lớn nhất mới ra tay ám toán mới đúng." Tam toàn đạo nhân nhưng đầu suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Kẻ này liệu có phải một trong số vài tên đại thừa khác đang ẩn cư trong địa uyên này hay không? Con mắt Tam toàn đạo nhân xoay chuyển mấy vòng, sau đó đột nhiên hỏi một câu. "Hắc hắc, mấy tên đại thừa khác ở địa uyên ư? Có lẽ cũng không phải đâu, vào lúc thanh nguyên tử độ kiếp, tự nhiên là không muốn những tên đại thừa khác ở địa nguyên quấy dày. Hơn nửa năm trước, những người kia đều đã bị thanh nguyên tử dùng những cái cớ khác nhau dẫn ra khỏi địa nguyên rồi, trong vòng một hai năm sẽ không có ai quay lại không gian này đâu hoàng nguyên tử cười lạnh một tiếng trả lời. Như thế thì người tới là địch hay bạn cũng rất khó nói rồi. Mà chúng ta còn đang bị nhốt trong cái pháp trận này, tình cảnh đúng là không quá tốt ha. Khuôn mặt cự hán không chút biểu tình nói, đúng thế, vốn là còn muốn kéo dài thêm hai ngày nữa mới vận dụng tử mẫu thi âm lôi này, xem ra phải dùng tới ngay bây giờ rồi. Tam toàn đạo hiếu, người hãy chuẩn bị một chút đi, chúng ta lập tức cưỡng ép phá vỡ cái trận pháp này đi, để xem xem mục đích của kẻ tới rốt cuộc là gì. Hoàng Nguyên tử thở dài một hơi, âm tàn nói, chương 2316, đại chiến bên ngoài cốc thượng. Một viên tử mẫu thi âm lôi thì không thể nào phá bỏ được cấm chế này đâu. Tam toàn đạo nhân nhướng mày nhắc nhở, tất nhiên ta hiểu rõ điều này, Mời đạo hữu nhìn xem. Hoàng nguyên tử xoay trở bàn tay liền hiện ra ba viên châu lớn cỡ ngón tay cái, toàn thân xám trắng đầy tơ máu, có vẻ hết sức quỷ dị. Không ngờ lại có tới ba khỏa thi âm lôi, đạo hữu thật đúng là vì việc này mà bỏ vốn lớn a. Tam toàn đạo nhân cả kinh, nhưng lập tức biểu lộ ra vẻ hài lòng. Nhanh động thủ dùng bí thuật phá bỏ pháp trận này đi, nói không chừng kẻ bên kia cũng sắp chạy tới rồi đấy. Hoàng nguyên tử quả quyết nói, yên tâm. Có ba khỏa âm lôi này mà nói, chuyện phá bỏ cấm chế này chỉ là sự tình trong chốc lát mà thôi." Tam toàn đạo nhân nghe vậy, liền cười ha hả nói. Tiếp đó hắn há miệng phun ra ba lệnh bài màu sắc khác nhau, rồi điểm một tay về phía chúng. Ba tấm lệnh bài mơ hồ một cái rồi đón gió mà điên cuồng lớn lên, phân ra biến hóa thành ba tấm lệnh bài cao gần trượng. Một tay đạo sĩ bấm pháp quyết, ba cái đầu rắn cực lớn sau lưng đồng thời há miệng lớn bắn ra ba luồng ánh sáng màu sắc khác nhau, lóe lên lập tức chui vào trong lệnh bài ba miếng lệnh bài cực lớn tức thì phát ra âm thanh ông ông. Vô số phù văn hiện lên trên mặt lệnh bài, tiếp đó chúng quay tít một vòng rồi ngưng tụ lại với nhau, biến ảo thành hơn 100 lá cờ nhỏ khác nhau dài hơn một thước. Mỗi một lá cờ đều óng ánh trong suốt, mặt ngoài tỏa ra hào quang rực rỡ, ngoài ra còn mơ hồ có một chút lực lượng pháp tắc trên đó. Đứng ở phía trên cánh cửa, Hoàng Nguyên Tử trông thấy cảnh này thì đồng tử khẽ co lại, bàn tay hắn run lên một trong ba viên châu xám trắng đang nằm trong lòng bàn tay lập tức bắn về phía trước. Tại một nơi khác trong hư không, Hàn Lập nhìn về tinh cầu màu xanh đang chẳng chịt những vết rách ở trước mặt, con mắt màu đen ở giữa hai hàng lông mày sớm đã biến mất không thấy đâu nữa, trên khuôn mặt bóng chốc hiện lên vẻ lạnh lẽo. Có thể từ vị trí xa như thế phát giác ra ta. So ra cũng mạnh hơn những đại thừa kỳ bình thường khá nhiều. Dù vậy chỉ nhìn vào một kích kia cũng có thể thấy được tu vi kẻ này còn kém xa những cường giả như tộc mẫu tu la thù, không biết là bản thân chúng còn có bí thuật hay thần thông gì khác không. Hàn lập lẩm bẩm vài tiếng, một tay nhắc lên, trong tay bỗng nhiên hiện lên một tấm phù lục màu vàng nhạt, ngay tức thì hóa thành một đạo kim quang biến mất trong hư không, sau đó hắn đứng yên bất động tại chỗ. Hình như đang yên lặng chờ đợi chuyện gì đó. Hàn huynh, là ngươi sao, làm thế nào mà ngươi lại ở gần đây được? Nhiên tiên tử, là ngươi sao, cái truyền tấn phù này sao lại ở trong tay ngươi? Ta nhớ trước khi rời đi đã đưa nó cho nguyên giao mà hàn lập nghe được thanh âm này trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng miệng vẫn chậm rãi dò hỏi hàn huynh đúng là ngươi rồi ngươi mau mau rời khỏi đây đi sư phụ ta đang độ thiên kiếp bên ngoài cốc có ba gã cường địch đại thừa kỳ đang phá trận một khi bị liên lụy vào chỉ sợ khó mà giữ được tính mạng về phần truyền tấn phù này là lúc trước nguyên giao đã giao cho ta giữ hộ nàng hiện tại đang trợ giúp sư tôn ngăn cản thiên kiếp căn bản là không thể nào chú ý tới những việc khác được thanh âm của nghiên lệ đầu tiên là vui vẻ nhưng tiếp đó liền trở nên bối rối lo lắng vạn phần nhìn hàn lập hét lớn thật đúng là thanh nguyên tử đạo hữu độ kiếp rồi nếu đã như vậy mà nói ta lại muốn hàn lập mỉm cười mở miệng giải thích đôi câu nhưng không chờ hắn nói hết lời bên ngoài sơn cốc phía xa xa đột nhiên truyền đến ba tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa ba vòng khói bụi màu xám trắng đường kính lớn tới hơn ngàn trượng từ mặt đất phóng thẳng lên trời tỏa ra từng luồng hào quang màu xám chúng hóa thành những con sóng lớn ngập trời điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng. Mà ở gần đám cho bụi, mơ hồ lóe lên rất nhiều lá cờ sáng cực lớn đang phun ra vô số những sợi tơ sáng chẳng chịt, những nơi chúng đi qua, tất cả những quỷ ảnh cực lớn có khuôn mặt dữ tợn bên trong đều nhao nhao bị xuyên thủng qua rồi biến thành cho bụi. Năm ngón tay vốn đang ẩn hiện phía sau màn xương mù màu huyết sắc kia, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khối. Không thể thế được, tòa thiên sát trận đầu tiên không thể nào lại bị phá nhanh như vậy, bọn chúng thanh âm nghiên lệ bỗng trở nên hoảng sợ vạn phần, đồng thời đoàn kim quang màu vàng dường như cũng chịu ảnh hưởng, chợt bay về phía sau rồi tự động nổ tung. Nghiên lệ đang định nói thêm gì đó, bỗng chốc nghẹn lại. Hàn lập thấy tình hình này, khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn lướt qua phía sơn cốc, không hề do dự một tay bấm pháp quyết, bên ngoài thân lóe lên độn quang lập tức hóa thành một luồng cầu vồng màu xanh bay lên không. Tiếng xé gió vang lên. Cầu vồng màu xanh chỉ chấp động vài cái liền bay ra xa mấy chục dặm, xuất hiện ở ngay phía ngoài sơn cốc tới khi ánh sáng màu xanh thu lại thân hình hàn lập vững vàng xuất hiện trên bầu trời đồng thời quét mắt nhìn xuống phía dưới lúc này ba luồng ánh sáng màu xám trắng đã tán loạn mà biến mất cuồn cuộn những đám khí màu xám mang theo khí tức cực nóng cũng đồng thời tan biến theo thân hình hoàng nguyên tử cùng hai gã đại thừa khác đều hiện ra đang lơ lửng trên bầu trời ngẩng đầu nhìn về phía hàn lập dò xét các hạ người phương nào người vì thanh nguyên tử mà tới đây sao hoàng nguyên tử ánh mắt chấp động vài cái mở miệng dò hỏi thanh nguyên tử hắc hắc xem ra ba vị có đại thù với thanh nguyên tử đợi lúc hắn độ thiên kiếp mà tới rồi hàn lập không trực tiếp trả lời hoàng nguyên tử ngược lại cười nhạt hỏi lại một câu hừ đúng thì sao nghe khẩu khí của các hạ chẳng lẽ đúng là tên gia hỏa thanh nguyên tử mời ngươi tới giúp đỡ hoàng nguyên tử hừ một tiếng sắc mặt trầm xuống mặc dù không phải ta cố ý tới đây nhưng lại thật sự có chút giao tình với thanh nguyên tử đạo hiếu nếu đã gặp phải thì đương nhiên phải giúp đỡ một chút rồi mong rằng ba vị nể mặt mà rút lui đi thôi hàn lập mỉm cười không chút hoang mang nói nể mặt mũi của ngươi các hạ tự cho mình là ai lại không xem sự có mặt của ba chúng ta ra gì ta cùng thanh nguyên tử có thâm cừu huyết hận hôm nay ai dám xía vào chuyện của ta ta diệt kẻ đó hoàng nguyên tử giận dữ trong mắt lóe lên hung quang nói các hạ cùng thanh nguyên tử có cừu hận gì ta không cần biết nhưng mà ba vị muốn tiếp tục động thủ thì trước hết hàn mỗ cũng đành ngăn cản một chút vậy Hàn lập bình tĩnh trả lời, "Tốt, rất tốt, ta lại muốn xem một mình các hạ làm cách nào đồng thời ứng phó cả ba người bọn ta. Cuối cùng xin khuyên một câu, đạo hữu nếu như hiện tại chịu rời đi, còn có thể bình yên vô sự. Tới khi động thủ mà vẫn lạc tại đây, lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu." Sắc mặt Hoàng Nguyên Tử thay đổi mấy lần, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn uy hiếp. "Có thể đồng thời ứng phó ba vị hay không, chỉ có thể ra tay thì mới biết được, nếu các vị thật sự có bản lĩnh giết chết tại hạ ở đây." vậy thì hàn mỗ cũng là tự làm tự chịu vậy. Bộ dáng hàn lập hời hợt trả lời, đã như vậy, người liền đi chết đi, cơ mặt hoàng nguyên tử có chút run run, hung dữ nói một câu. Dường như ngay lúc đó, sau lưng hàn lập truyền đến một tiếng giống to như sét đánh giữa trời quang. Đồng thời nơi đó chấn động, một quả đấm đen như mực lóe lên, hung hăng đập tới sau lưng hàn lập, động tác cực nhanh, giống như hỏa thạch lôi quang, mơ hồ một cái đã đến gần hàn lập trong gang tắc. Vẻ mặt hàn lập không chút thay đổi, thậm chí ngay cả cổ cũng không thèm ngoái lại một cánh tay trở nên mơ hồ ngay lập tức một bàn tay màu vàng lấy một góc độ không thể tưởng tượng được vừa vặn đập ngược lại vào nắm đấm đen kịt kia trời đất bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa hai loại hào quang màu vàng và đen bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ rồi nổ tung ra hư không gần đó đều vặn vẹo một hồi phát ra tiếng ông ông không thôi mơ hồ phía trên hư không thân hình hàn lập thẳng tắp đứng tại chỗ không hề nhúc nhích nhưng cách xa mấy trượng phía sau lưng lại mơ hồ hiện ra một bong người cao lớn, đạp đạp lùi lại phía sau vài chục bước, thân hình mới lung lay đứng vững thân hình, kinh sợ nhìn về phía Hàn Lập. Rõ ràng vị cự hán bất diệt thiên tôn kia, cùng thời gian đó, thân ảnh một vị bất diệt thiên tôn khác vốn đang đứng bên cạnh Hoàng Nguyên Tử ở phía dưới bỗng vang lên một tiếng trầm đục rồi hóa thành những điểm đen biến mất. Hóa ra ngay khi Hàn Lập độn quang tới phía trước, bất diệt thiên tôn đã sớm triển bí thuật ẩn nấp một bên, chờ thời cơ đánh lén, đứng chỗ cũng chỉ là một khôi lỗi hóa thân mà thôi. Nhưng lúc này, ba người Hoàng Nguyên Tử có chút hoảng sợ rồi. Bất diệt thiên tôn kia có một thân thần lực xưng bá một phương, nhưng một kích trực tiếp dùng thân thể va chạm vừa rồi, bộ dáng lại như ăn phải thiệt thòi lớn. Điều này thật là ngoài dự đoán của ba người. Hoàng Nguyên Tử nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt càng trở nên ẩm trầm hơn ba phần. Nhưng trong hiện lại bỗng phát ra một tiếng động thủ một tay đánh ra một chiêu về phía hư không, lập tức tiếng nổ lớn suy suy vang lên, Vố số sợi tơ màu vàng từ trên người điên cuồng bắn thẳng đến phía Hàn Lập. Bên kia Tam toàn đạo nhân tức thì im lặng lẩm bẩm pháp quyết, sau đó cũng đồng dạng xuất thủ. Chỉ thấy đỉnh đầu tên đạo sĩ trẻ tuổi chấn động, hư ảnh ba cái đầu rắn cực lớn lóe lên hiện ra, nhìn về phía trước như tìm kiếm cái gì đó rồi đột nhiên biến thành một làn khói xanh tiêu thất. Sau một khắc, trên đỉnh đầu Hàn Lập nổi lên một làn gió, ba cái đầu rắn cực lớn hiện ra, cái miệng dính đầy máu mở lớn hung hăng cắn xuống người Hàn Lập ba cái đầu còn thật sự hạ xuống mà một luồng khí thanh hôi đã ấp vào mặt. Dường như đã cùng Hoàng Nguyên Tử và Tam Toàn Đạo Nhân thương lượng từ trước, thân hình cự hán vừa bị đẩy ra ngoài bỗng bốc lên hắc khí, thân hình mơ hồ rồi điên cuồng lớn lên thành một quái vật khổng lồ lớn như một ngọn núi, nhe răng cười một tiếng rồi nhấc cái chân lớn dẫm mạnh xuống người Hàn Lập. Bàn chân lớn ngăm đen phát ra hào quang, nhìn qua như làm từ thép đúc tinh kim vậy, bàn chân vừa dẫm xuống, mặt ngoài lập tức hiện lên vô số kim vân lóe sáng, đồng thời tuôn ra một cỗ khí thức khủng bố như hủy thiên diệt địa. Ngay khi bất diệt thiên tôn đánh lén không thành công, Hoàng Nguyên Tử đồng thời cùng hai gã đại thừa kia liên thủ đánh một kích về phía Hàn Lập. Xem ra bọn hắn có ý định trong một kích đáng trọng thương Hàn Lập. Hàn Lập than nhẹ một tiếng, một bàn tay vòng lên trước, lập tức một màn sáng mở lăng không hiển hiện ra, tiếp đó không thấy hắn niệm bất kỳ loại pháp quyết nào, sau lưng kim quang lóe lên, hiện ra một hư ảnh ba đầu sáu tay cực lớn, đồng thời nhoáng một cái biến thành lớn gần 10 trượng, sáu cánh tay vàng rực vung lên liền biến thành vô số quyền ảnh đánh về phía ba cái miệng cực lớn dính đầy máu kia. Âm thanh suy suy nổi lên, những sợi tơ do hoàng nguyên tử phát ra, đánh lên phía trước màn sáng lập tức phát ra âm thanh trầm đục như mưa rơi xuống đất. Những sợi tơ mỏng này trông vô cùng sắc bén, nhưng khi chạm vào màn sáng lại chỉ có thể tiến vào sâu vài tấc lập tức nhao nhao dừng lại, không thể xâm nhập vào sâu hơn chút nào nữa. Chương 2317, đại chiến bên ngoài cốc trung. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm thúc giục pháp quyết, màn sáng mở bên ngoài lập tức chấn động một cách khác thường. Những sợi tơ mỏng phía dưới vừa chạm vào liền chấn động vỡ vụn ra thành từng khúc. Lúc này, từng đợt quyền ảnh màu vàng như sóng to gió lớn bắn lên phía trên, mỗi đoàn quyền ảnh đều ẩn chứa uy lực to lớn, mặc dù ba cái miệng rắn liên tục phun ra những vòng hào quang hộ thể trông vô cùng hung ác, nhưng khi quyền ảnh chạm vào lập tức bị mạnh mẽ đánh cho tan nát. Về phía bên kia, sau khi bàn chân đen kịt của cự nhân bị liên hoàn những đợt quyền ảnh oanh kích liên hồi liền trở nên rung động kịch liệt phù văn bên ngoài bàn chân chợt hiện ra rồi lao xuống dưới hàn lập thấy vậy lãnh quang trên mặt lóe lên không thấy hắn có cử động gì nhưng pháp tướng cực lớn sau lưng mơ hồ một cái liền biến mất tại chỗ sau một khắc không gian phía sau lưng cự nhân do bất diệt thiên tôn biến thành vạn vẹo một hồi một bóng người màu vàng sáng lập lòe cao lớn không thua gì cự nhân lóe lên mà hiện ra chính là pham thánh pháp tướng đã biến thành dạng kim thân Ba gương mặt của kim thân không chút tình cảm, hai cánh tay chỉ mơ hồ một chút đã đặt lên trên hai vai của cự nhân. Trong nội tâm bất diệt thiên tôn chợt cả kinh, đầu vai run lên, lập tức muốn dẫy ruộ ra. Nhưng hai bàn tay kim thân phía trên bỗng nhiên tỏa ra hào quang màu vàng diễm lệ trói mắt, uy năng từ đó thoáng cái điên cuồng phát thiết ra. Bất diệt thiên tôn chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, thân hình bỗng chốc trở nên ngưng trệ. Nhân cơ hội này, bốn cánh tay của kim thân khẽ động một cách quỷ dị lập tức bốn nắm quyền màu sắc giống hệt nhau đồng thời đánh về phía lồng ngực của cự nhân đang gần trong gang tắc cự nhân gầm lên giận dữ hào quang màu đen phía ngoài thân đột nhiên biến thành một kiện chiến giáp màu xanh lục bao trùm toàn bộ thân thể đồng thời cúi đầu thấp xuống hai cái sừng cong trên đầu bỗng chốc biến lớn thành như hai lưỡi dao màu đen khổng lồ hung hăng húc về phía đối diện hai tiếng bang bang trầm đục vang lên hai trong số bốn nắm quyền màu vàng tím tiếp xúc với hai cái sừng cong liền bị bắn ngược trở lại nhưng hai nắm quyền còn lại không một tiếng động đồng thời đấm lên ngực của cự nhân. Lúc này, âm thanh xương cốt vỡ vụn chợt vang lên. Hàn Lập đã đem Phạm Thánh Chân Ma Công tu luyện tới trạng thái cực hạn, cộng thêm nhiều loại bí thuật khác tăng cường thêm, giờ đây thân hình của Phạm Thánh Kim Thân đã mạnh mẽ vượt qua khả năng tưởng tượng của những tồn tại đại thừa. Bất Diệt Thiên Tôn chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, hào quang màu vàng và đen đan vào nhau xuống phía dưới, lúc này mặt ngoài của chiến giáp màu xanh lục thoáng cái đã bị lõm vào hai cái hố sâu tiếp đó vỡ vụn ra thành từng khúc, theo nó là hai luồng sức mạnh cực lớn bay vọt vào trong thân thể. Thân hình khổng lồ của cự nhân chấn động, chưa kịp phát ra âm thanh gì mà cơ thể đã bị nghiêng ngược xuống một góc lớn. Mặt đất phía dưới chợt rung chuyển dữ dội một hồi, thân thể cự nhân bất diệt thiên tôn lại bị mạnh mẽ cắm vào sâu mấy trượng dưới mặt đất. Hơn nửa người đều bị ghim vào trong bùn đất, mà hết thảy những chuyện này dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hàn lập cười lạnh một tiếng, một tay xòe ra một chảo về hư không, ánh sáng màu xanh lóe lên, một thanh trường kiếm màu xanh nhà thoáng cái hiện ra, năm ngón tay bắt lấy thanh kiếm chém xuống, lập tức một luồng kiếm khí màu xanh biến thành to lớn như một ngọn núi cuồn cuộn chém xuống. Nội tâm bất diệt thiên tôn cảm thấy kinh sợ, nhưng mới vừa bị kim thân đánh mạnh xuống, nhất thời kinh mạch toàn thân như nứt ra, trong chốc lát không cách nào tránh được, chỉ có thể há lớn miệng phun ra một tấm thuẫn lớn màu ngăm đen biến thành một tầng màn sáng chắn trước mặt. Âm thanh suy suy cang lên, tầng màn sáng kia nhìn như không có chút gì đặc biệt, nhưng đã đem gần một nửa kiếm khí màu xanh do hàn lập phát ra ngăn chặn lại chỉ có mấy đạo kiếm khí màu xanh sắc bén hơn những kiếm khí khác mấy lần sau khi lóe lên mới có thể mạnh mẽ xuyên thủng qua màn sáng hung hăng chém lên trên thân thể cự nhân huyết quang chợt bắn lên lúc này trên người cự nhân đã bị mấy vết chém thật sâu miệng vết thương lớn tới mức trông có vẻ như chém cả phần eo ra làm mấy đoạn nhưng một màn quỷ dị xuất hiện đối mặt với thân thể bị trọng thương như thế bất diệt thiên tôn chỉ gầm nhẹ một tiếng lúc này vết thương trên người cự nhân bỗng phun ra vô số tơ máu đan vào nhau lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng liền lại với nhau bất diệt thân thể hàn lập trông thấy cảnh này chỉ ngơ ngác một chút nhưng sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng trào phúng thanh kiếm màu xanh trên tay rung lên như muốn thi triển công kích lợi hại hơn về phía cự nhân nhưng lúc này không gian bốn phía bỗng nhiên siết chặt lại những lá cờ cao hơn một trượng lăng không hiện ra khẽ quay tròn với nhau rồi lập tức hóa thành một pháp trận cỡ nhỏ Vừa vặn đem Hàn Lập vây ở trung tâm, toàn bộ số cây cờ này chỉ khẽ run lên, lập tức từ trên chúng tuôn ra vô số quang văn. Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí siết chặt lại, lập tức toàn bộ thân hình trở nên vô cùng nặng nề, cả cơ thể bị một tầng cấm chế vô hình áp chế trên không. Ánh mắt Hàn Lập quét xuống, chốc lát đã rõ ràng hết thảy. Hóa ra là một tay của tên đạo sĩ kia đang bấm niệm pháp quyết thúc dục ba cái lệnh bài cực lớn, bộ dáng dường như muốn dùng trận pháp vây khốn hắn lại. Hoàng Nguyên Tử ở bên cạnh cũng đang móc ra một cái vòng đỏ thấm, mặt ngoài chấp động những sợi tơ màu đỏ, dáng vẻ dường như đang muốn thi pháp đánh lén hắn. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trường kiếm màu xanh trên không trung cùng Phạm Thánh Kim thân lóe lên một cái đồng thời biến mất, tiếp đó hắn ngửa đầu thét dài một tiếng, phía ngoài thân hình vô số kim văn quay cuồng liên tục, trong khoảnh khắc thân thể điên cuồng lớn lên thành một con kim mao cự viên cao lớn hơn trăm trượng. Hai cánh tay của cự viên dùng sức vung lên, hư không xung quanh vang lên âm thanh vù vù, một luồng sức mạnh minh mông cuồn cuộn tuôn ra bốn phía. Dưới luồng sức mạnh lớn lao này, hơn nửa cấm chế bị chúng cuốn qua tức thì nhao nhao sụp đổ. Cùng lúc đó, pháp trận tạo thành từ những lá trận kỳ rung động liên tục, thậm chí có một vài chỗ chấn động rồi gãy đoạn. Tam toàn đạo nhân ở phía dưới thấy vậy, sắc mặt bỗng hơi đổi, nhưng pháp quyết trên tay lại không ngừng lại chút nào, hơn nữa từ trong miệng còn truyền ra một tiếng quát chói tai. Cùng một thời gian, không gian ngay phía trên hàn lập nổi lên chấn động, Ba cái đầu rắn chỉ lớn bằng ngón cái lóe lên mà hiện ra, trở nên mơ hồ rồi lập tức hóa thành ba đạo hư ảnh màu sắc khác nhau bổ nhào từ trên xuống. Hai mắt Hàn Lập dương lên, một bàn tay quét qua, ba ngón tay trông như tinh thiết bắn ra ba chỉ. Ba tiếng phanh 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 trầm đục vang lên, hai trong ba cái đầu rắn nhỏ run lên như bị sét đánh rồi bay ngược ra ngoài. Một đầu rắn nhỏ cuối cùng màu hồng thẫm uốn éo thân hình, quỷ dị tránh thoát được công kích đang tới sau đó còn nhanh như thiểm điện cắn ngược lại vào một đầu ngón tay của cự viên vừa bắn ra. Cự viên gầm nhẹ, bàn tay vung ra bắt lấy con rắn nhỏ kia vào lòng bàn tay, năm ngón tay hơi dùng lực lập tức mạnh mẽ bóp nát đầu nó. Tam toàn đạo nhân phía dưới thấy cảnh này không hề sợ hãi mà ngược lại còn vui vẻ cười lạnh một tiếng. Hai tay cự viên một lần nữa dùng sức vung lên, lập tức đem tất cả cấm chế xung quanh phá tan ra, những lá cờ còn lại cũng nhao nhao chấn động mà gãy đoạn, pháp trận đang trói buộc hắn thoáng cái đã không còn sót lại gì nữa. Nhưng vào lúc này, hào quang năm màu từ cánh cửa dưới chân Hoàng Nguyên Tử tỏa sáng, chiếc vòng trong tay hắn lập tức lóe lên chui vào trong đó không thấy đâu nữa. Cùng một thời gian, trên đỉnh đầu của cử viên đột nhiên lóe lên hào quang năm màu, một luồng hỏa vân đỏ thấm từ trên không chụp xuống, từ bên trong lóe lên ánh sáng của một vật gì đó màu đỏ thấm. Một cái vòng khổng lồ như thuấn di, thoáng cái đã xuất hiện ở phần eo của cử viên rồi dùng sức siết chạ, lập tức linh quang màu đỏ thẫm bên ngoài tỏa sáng mãnh liệt, hỏa diễm rào ra tuôn ra bao trùm lấy cự viên vào trong đó. Lúc này, trên mặt Hoàng Nguyên Tử mới lộ ra vẻ đắc ý. Cái vòng này trông có vẻ bình thường, nhưng thực tế là do hắn từ bên trong động phủ của một cổ tu sĩ đoạt được một khối huyền thiên tàn phiến, sau đó cô động lại thành huyền thiên tàn bảo. Nó chẳng những có thể biến lớn biến nhỏ tùy ý, vô cùng cứng cỏi mà hỏa diễm phóng ra lại càng khác biệt, nó là do nhiều loại linh diễm khác nhau tinh luyện mà thành, tu sĩ bình thường chỉ cần chạm nhẹ phải thì lập tức sẽ hóa thành cho bụi. Giờ phút này, hắn mượn nhiều uy lực của cửu huyễn như ý môn, ngay trong tích tắc đã hoàn thành việc trói lấy Hàn Lập. Trong suy nghĩ của hắn, dù cho Hàn Lập không mất mạng tại chỗ, nhưng tự nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị trọng thương. Nhưng sau một khắc, tiếng nổ mạnh ầm ầm từ trong ngọn lửa truyền đến. Toàn bộ chiếc vòng thoáng một cái trở nên căng lên rồi nổ tung ra, vô số mảnh nhỏ văng ra khắp nơi, từ bên trong ngọn lửa đỏ cuồn cuộn, khuôn mặt không chút tình cảm của Kim Mao cử viên từ trong đó đi ra, bộ dáng toàn thân không hề tổn hại chút nào hoàng nguyên tử đứng ở trên cánh cửa cực lớn kia trông thấy cảnh này thoáng cái kinh hãi tới mức trợn mắt há mồm dường như không thể tin vào tình cảnh trước mắt này tam toàn đạo nhân thấy vậy khuôn mặt cũng đồng dạng biến sắc nhưng lập tức nhớ tới chuyện gì đó lại cười lạnh rồi quay đầu lại nói với hoàng nguyên tử hoàng đạo hữu không cần lo lắng người này tuy thần thông to lớn nhưng vừa rồi đã bị hóa huyết luyện xá của ta cắn một phát giờ phút này toàn thân hắn đã trúng phải huyết độc mà không biết thôi chỉ cần một lát nữa máu huyết toàn thân sẽ đông cứng lại không thể điều động chút pháp lực nào nữa, cho dù thực lực sâu không lường được thì cũng có thể làm được gì. Tam toàn huynh nói thật đấy chứ? Hoàng Nguyên Tử nghe thấy thế, tự nhiên lộ vẻ mừng rỡ. Loại chuyện này ta làm sao có thể hồ ngôn loạn ngữ được, nếu như không tin. Chỉ cần bần đạo đếm đến 10, hắn tuyệt đối sẽ không thể nào chống đỡ được nữa. 1, 2, 3. Tam toàn vô cùng tự tin, sau khi nói xong bắt đầu đếm ngay. Cự viên ở phía đối diện trông thấy cảnh này, trên mặt vẫn không có chút dị sắc nào, chỉ là một cánh tay lớn đầy lông lá bỗng nhiên vỗ xuống. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, một luồng sức mạnh cực lớn mơ hồ tạo thành một làn sóng đập xuống phía dưới. Thương thế của bất diệt thiên tôn vừa mới hồi phục lại như thường, một nửa thân thể mới bò lên mặt đất lại bị luồng sức mạnh này đập cho đầu chúi xuống, thân hình úp sắp xuống rồi lại bị lún sâu vào mặt đất một lần nữa. Cự nhân do bất diệt thiên tôn biến thành, máu đỏ thấm đầy khắp mặt mũi, miệng chu lên một tiếng như sói, bên ngoài thân chợt hiện lên một tầng sáng màu đen, thân hình thoáng cái lại lớn hơn một chút, gân xanh nổi lên đầy người, sau lưng sinh ra một cây xương gai dài hơn nửa thước. Hình dáng thoáng cái trở nên cực kỳ dữ tợn, cự nhân vừa hoàn thành biến thân, lập tức nắm chặt hai tay, hung hăng đấm xuống mặt đất. Mặt đất gần đó lắc lư liên hồi, thoáng chốc nứt ra hai cái khe hở đen xì ở hai phía trái phải. Mượn cỗ lực lượng này, cự nhân thoáng cái từ trong hố chui ra, ngẩng đầu lên không trung kêu to một tiếng, sau đó một tay đập mạnh xuống đất lập tức hóa thành một làn gió đen lao thẳng về phía cự viên hàn lập thấy vậy trong lòng hơi nhảy lên nhưng bỗng nhiên hai tay cự viên biến thân đập vào lồng ngực lúc này một đoàn kim quang từ trên người hắn bắn ra bên trong mơ hồ có một đứa trẻ cao hơn một xích hai mắt tinh minh nhưng không có mũi miệng toàn thân màu tím vàng đúng là phải kim trùng vương đứa trẻ vừa bắn ra đột nhiên liền trợn mắt về phía đối diện lập tức hai đạo kiếm mở từ đó bắn ra tinh quang lóe lên liền tự động chui vào trong luồng gió đen. Bên trong luồng gió đen đột nhiên vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cùng lúc đó một làn mưa máu từ trong đó rơi xuống tung tóe. Chương 2318, đại chiến bên ngoài cốc hạ. Đứa trẻ do phệ kim trùng biến thành gặp tình hình này cũng không có ý dừng lại mà mười ngón tay lại nhanh chóng bắn ra từng đợt tinh quang kiếm khí liên hoàn. Một mảng tinh quang lạnh lẽo lại từ hư không tuôn ra. Nhưng vào lúc này, khi mà nó còn chưa kịp chui vào bên trong đám gió đen thì từ bên trong đó bỗng chuyển ra một âm thanh giống giận, đột nhiên một lưỡi dao khổng lồ màu xanh lớn hơn trăm trượng từ phía bên trong bổ ra. Lưỡi dao khổng lồ này có hình dáng uốn lượn rất quái dị, giống đao mà không phải đao, giống kiếm mà không phải kiếm, nhưng sau một tiếng nổ, từ bên ngoài của nó tuôn ra một tầng kỳ hàn lạnh lẽo với thanh thế vô cùng kinh người. Phệ kim trùng vương thì vẫn đờ đẫn liếc nhìn lưỡi dao khổng lồ, những đạo kiếm quang óng ánh vừa bay ra bỗng tỏa sáng, sau đó hơn 10 đạo tinh quang dung hợp lại thành một, hóa thành một luồng cầu vồng dài hơn 10 trượng chém tới. Hai thứ này mới vừa tiếp xúc với nhau, lập tức hàn khí và tinh quang đều cùng lóe lên, từ chỗ va chạm vang lên một tiếng phốc giòn tan. Trong chốc lát, lưỡi dao khổng lồ màu xanh ra trời đã bị chém làm hai đoạn. Kiếm quang óng ánh kia vô cùng sắc bén, những bảo vật bình thường căn bản không thể ngăn cản được chút nào. Lúc này tinh quang đã không còn bị ngăn cản nữa, chỉ thấy nó chấp động một cái đã không chút do dự mà một lần nữa thuận thế chém thẳng vào đám gió đen từ bên trong đám gió đen truyền ra tiếng hét to kinh sợ đám gió đen đột nhiên cuồn cuộn xoay tròn rồi hóa thành một cái vòi rồng phóng thẳng lên trời trong tiếng rít vang trời vòi rồng bị vô số tinh quang vây lấy rồi bị chúng mạnh mẽ chém cho tan nát một tiếng oanh vang lên dưới một kích này của tinh quang một cái thân ảnh cực lớn từ bên trong đám gió đen bị bật ngược ra phía sau thân hình liên tiếp lắc lư mấy lần tới cách xa hơn trăm trượng mới có thể đứng vững thân hình một lần nữa. Đúng là cự nhân giữ tợn do bất diệt thiên tôn biến thành. Chỉ là giờ phút này, trông hắn vô cùng chật vật, chẳng những trên mình trồng chất vết thương mà một cái bắp đùi đã không cánh mà bay, trong tay có thêm một cái cốt thuẫn khổng lồ màu đen, nhưng hơn một nửa đã bị tàn phá không còn nguyên vẹn nữa. Ánh mắt của cự nhân từ phía xa nhìn về phía đứa trẻ, thần sắc ngoài vẻ tức giận vô cùng thì thình lình còn thêm vẻ kiêng kỵ cực kỳ sâu đậm, Thậm chí bên trong còn thấp thoáng sự sợ hãi. Mặc dù Bất Diệt Thiên Tôn bị trọng thương như thế, nhưng sau khi cự nhân thét dài một tiếng, tất cả những vết thương trên người lại lập tức lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà nhanh chóng liền lại, ngay cả chỗ một bắp đùi không cánh mà bay kia cũng bị vô số tơ máu bắn ra đan vào nhau rồi nhanh chóng tái tạo lại. Phệ Kim trùng trông thấy thế, hai mắt long lanh nhíu lại, cánh tay nhấc lên, một ngón tay cách không điểm về phía cự nhân. Âm thanh suy suy vang lên, trong chốc lát bốn phía hư không xung quanh cự nhân xuất hiện vô số đạo kiếm khí bắn tới từ bốn phương tám hướng bắn mạnh về chính giữa người cự nhân đồng thời thân hình đứa trẻ cũng khẽ động rồi bay thẳng về phía đối diện cự nhân biến sắc miệng gầm lên một tiếng giận dữ một nắm quyền đập vào lồng ngực bên ngoài thân bỗng nhanh chóng lưu chuyển một tầng tinh quang màu đen lúc này gai xương màu trắng run lên rồi rời khỏi cơ thể nhao nhao bắn thành những tia sáng trắng nghênh tiếp những luồng kiếm khí vô hình xung quanh mà bản thân cự nhân thì cầm cốt thuẫn bị tàn phá kia trên tay tiến tới gần đứa trẻ rồi hung hăng ném ra cốt thuẫn nổ vang ông ông hóa thành một vòng quang luân màu xám trắng bắn đi cùng một thời gian thân hình cự nhân uốn éo mơ hồ một cái liền biến mất khỏi chỗ cũ sau một khắc một chỗ trong hư không phía xa mấy trăm trượng chấn động thân hình cự nhân thoáng cái lại một lần nữa hiện ra một tiếng oanh thật lớn vang lên đứa trẻ chỉ khẽ nhấc một nắm quyền lên đã đem cốt thuẫn kia đấm cho tan nát lãnh ý trong mắt đứa trẻ lóe lên bỗng nhiên nó hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía cự nhân nội tâm bất diệt thiên tôn run lên ánh mắt quét xuống dưới chân một bắp đùi mới đang trọng tổ lại vẫn còn máu chảy đầm đìa trong nhất thời nửa khắc chưa thể hoàn thành ngay được lúc này hắn đành cắn răng một cái thân hình chấp động liền thuấn di khỏi chỗ cũ mà xuất hiện ở một nơi khác đứa trẻ do phệ kim trùng vương biến thành không hề có ý buông tha đối thủ cầu vồng quẹo một cái lập tức nhanh chóng đuổi theo cả hai chúng nó một là liên tục thuấn di tránh né một thì liên tục truy lùng không bỏ, trong nhất thời trở thành cục diện rằng co. Cùng lúc đó, ở phía bên này, tam toàn đạo nhân cũng vừa vặn đếm đến 10, nhưng chỉ thấy trên bầu trời phía đối diện, cự viên vẫn đang lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn thì sắc mặt lập tức đại biến. Không thể nào, huyết độc kia vô cùng bá đạo, dù là bất diệt thân thể gặp phải loại độc này cũng tuyệt đối không thể bước ra ngoài ba bước được, làm sao ngươi có thể bình yên vô sự chứ. Vẻ mặt đạo sĩ trẻ tuổi bối rối, không tin tưởng hét lên chỉ một chút huyết độc mà muốn đối phó với hàn mỗ, đúng là si tâm vọng tưởng. Dù vậy con rắn nhỏ kia có thể cắn nát ra thì ta cũng có thể xem như là hiếm có đấy. Cự viên cười dữ tợn, cả ngón tay vừa bị cắn kia nhấc lên, một bàn tay khác nhanh như thiểm điện vỗ xuống. Phốc một tiếng, một sợi tơ máu đen kịt từ trong vết răng mờ khó có thể nhìn rõ trên đầu ngón tay kia phun ra ngoài. Huyết độc của con quái xà kia lập tức bị hàn lập bước ra khỏi cơ thể. Thân thể sau khi biến thân của hàn lập vốn đã rất cường đại, dù cho huyết độc này có thật sự khuếch tán ra thì quá nửa cũng chỉ có thể khiến thân thể hắn hơi không khỏe một chút mà thôi chứ tuyệt đối sẽ không có gì đáng ngại huống chi trước kia hắn còn tu luyện qua công pháp chuyên khắc chế kỳ độc là vạn độc hỗn nguyên thân những thứ huyết độc này đương nhiên không thể làm tổn thương hắn chút nào hoàng nguyên tử ở bên cạnh sớm đã nhìn thấy hết thảy thần sắc sớm đã trở nên biến hóa bất định rồi nhưng ánh mắt quét qua phía sơn cốc nơi phệ kim trùng vương đang đuổi cho bất diệt thiên tôn chạy thục mạng thì trên mặt bỗng thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn một chân đột nhiên dẫm mạnh xuống cánh cửa dưới chân. Lập tức cánh cửa mơ hồ rồi hóa thành một vòng ánh sáng nhàn nhạt ẩn nấp không thấy đâu nữa. Ngay sau một khắc, trên đỉnh đầu cử viên vang lên âm thanh sấm vang gió giật, cánh cửa cực lớn kia hiện ra không một tiếng động. Phía trên, Hoàng Nguyên Tử cũng cùng thuấn di tới, một đầu cánh tay vang lên tiếng ba rồi từ trên vai rơi xuống. Dưới sự thúc giục của pháp huyết, cánh tay đó tự động nổ tung thành một luồng huyết vụ nhanh chóng chui vào bên trong cánh cửa. Hàn lập thấy thế cũng hiểu rằng đối phương đang thi triển một loại bí thuật cường đại nào đó, hung quang trong mắt cự viên lóe lên, bỗng nhiên hung hăng đấm một quyền lên cánh cửa trên không trung. Nắm đấm đầy lông xù vừa xuất ra, trời đất bỗng nhiên ảm đạm, một luồng gió lốc vô hình từ đó tuôn ra cuốn thẳng tới phía cánh cửa và Hoàng Nguyên Tử. Đúng lúc này, Hoàng Nguyên Tử bỗng kêu to một tiếng thê lương, toàn thân hiện lên huyết quang, vô số sợi tơ máu màu đỏ từ trong da thịt bắn ra, sau đó đột nhiên biến thành một đạo huyết ảnh nhàn nhạt trực tiếp chui vào trong cánh cửa một tiếng nổ oanh truyền ra hư không chỗ cánh cửa bỗng nhiên nhộn nhạo một hồi như hoa trong gương trăng trong nước linh áp cực lớn biến thành gió bão kia lập tức xuyên thủng qua nó rồi bắn thẳng ra xa hơn trăm trượng mới hao hết huy năng lóe lên biến mất ảo thuật cự viên thấy vậy thì nao nao một tia kinh ngạc chợt lóe lên trên khuôn mặt nhưng lập tức cười lạnh lẽo một tay thi triển pháp quyết liền thi triển bí thuật bài trừ ảo thuật trước mặt với linh mục thần thông của hắn cộng thêm thần thức khủng bố ngang với chân tiên thì việc thi triển ảo thuật trước mặt hắn thật đúng là múa rìu qua mắt thợ, tự tìm đường chết mà Tuy nhiên đúng lúc này, phía trên bầu trời bỗng nhiên vang lên âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Hoàng Nguyên Tử Các hạ thần thông kinh người, Hoàng Mỗ tự nhận bằng vào tu vi không phải đối thủ Nhưng người cũng cần gì phải dính vào vũng nước đục này Trước khi tới đây ta đã phát lời thề tâm ma Không giết tên cầu tạc thanh Nguyên Tử này tuyệt đối sẽ không rời khỏi minh hà chi địa Đạo hữu nếu chịu tránh đi Hoàng Mỗ tình nguyện đem tặng các hạ một nửa tài sản tích lũy cả đời của mình, nếu không chính là bước ta phải cùng ngươi cá chết lưới rách đấy. Cá chết lưới rách, chỉ bằng chút ảo thuật ấy của ngươi sao? Cự viên nghe vậy thì cười lên điên cuồng, ánh sáng màu xanh lóe lên từ hai mắt, một bàn tay lớn màu vàng khác nhanh như thiểm điện chụp về một hướng khác. Năm ngón tay chấp động, mơ hồ toát ra những sợi tơ lạnh, dường như muốn đem toàn bộ hư không phía trước chụp lại. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, chỗ bàn tay lớn màu vàng bỗng tỏa ra hào quang năm màu hư không gần đó chấn động nhộn nhạo một hồi, mơ hồ có một bóng người màu đỏ như máu lóe lên rồi biến mất. Tới khi bàn tay lớn màu vàng thu lại, ngoại trừ trên đầu ngón tay còn sót lại mấy sợi vải màu vàng còn có máu tươi tích tích từ trên chiếc áo giáp rơi xuống. Mặc dù một kích này không thành công bắt được Hoàng Nguyên Tử, nhưng cũng khiến hắn không thể toàn thân thoát ra. Hàn lập nhướng mày, dường như có đôi phần ngoài ý muốn. Đây là người bức ta, vậy thì để ta cho người biết một chút sự lợi hại chính thức của cửu huyễn như ý môn đi. Trên bầu trời thoáng chốc truyền đến âm thanh cực kỳ phẫn nộ của Hoàng Nguyên Tử, theo đó là một hồi âm thanh chú ngữ trầm thấp, bỗng nhiên một chỗ không gian bên ngoài chấn động, chín luồng hào quang lóe lên, quay tròn ngưng tụ lại rồi biến ảo ra chín cánh cửa màu trắng giống hệt nhau. Mỗi cánh cửa đều cao vài chục trượng, mặt ngoài ánh sáng lung linh, vừa mới hiện thân lập tức từ bên trong mỗi cánh cửa vang lên âm thanh ông ông rồi tuôn ra vô số phù văn đỏ như máu, chúng run rẩy một chút bỗng nhiên biến ảo thành vô số viên châu màu xám trắng lớn bằng ngón tay cái. Mặt ngoài những viên châu này chẳng chỉ tơ máu, hơn nữa lúc sáng lúc tối lập lòe bất định, đồng thời tuôn ra một luồng khí tức khủng bố khiến cho Hàn Lập phải dùng mình. Tử mẫu thi âm lôi, Hàn Lập sốt cuộc cũng nhận ra lai lịch của những viên châu này, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh. Biến thân cự viên bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức hào quang trên người tỏa sáng. Từ trên người điên cuồng bắn ra vô số sợi lông màu xanh hóa thành những sợi kiếm ti chẳng chịt, mỗi một sợi lại bắn thẳng về những viên châu kia. Mặc dù bên trong tử mẫu thi âm lôi này chỉ ẩn chứa một chút lực lượng hủy diệt, nhưng số lượng nhiều như vậy thì uy năng của chúng ngay cả Hàn Lập cũng không dám ngạnh kháng, dù thời gian phát động hơi chậm một chút nhưng cũng đủ để hắn vận dụng kiếm ti chém vỡ ra. Tuy nhiên một khắc sau, đồng tử của cự viên bỗng co rụt lại. Những sợi kiếm ti màu xanh chém vào những viên châu kia lại nhao nhao lóe lên rồi xuyên qua chúng, cứ như chỉ là hư ảnh vậy. Ảo ảnh, Hàn Lập khẽ dùng mình, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ giật mình. Lúc này trước khi thả ra những sợi kiếm ti kia, hắn tự nhiên đã dùng thần niệm, linh mục đảo qua những viên châu này, nhưng cũng không phát hiện ra chút dị thường nào từ những viên thi âm lôi này cả. Lập tức những viên châu này chấp động rồi nhao nhao ngông nghênh bay về phía hắn. Tâm niệm của Hàn Lập nhanh chóng chuyển động, biến thân cử viên bỗng lóe lên kim quang, một bàn tay lớn lại vươn ra một lần nữa đem một viên châu màu trắng cách đó vài chục trượng bắt vào trong lòng bàn tay. Không đúng, là vật thật chứ không phải ảo ảnh. Ngón tay cự viên vừa tiếp xúc với viên châu lập tức cảm giác thấy lòng bàn tay nóng lên, sắc mặt lập tức đại biến. Oanh một tiếng, một vầng sáng màu xám thoáng cái từ giữa ngón ta cự viên nổ tung ra rồi điên cuồng tỏa ra xung quanh, một cỗ huy năng to lớn từ bên trong vầng sáng chấp động rồi phát tiết ra ngoài, lập tức bao phủ toàn bộ thân hình của cự viên vào trong đó. Chương 2319, chảm sát cường địch. Bên trong hồ quang bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét rền vang. Tiếp đó hai tử thủ khổng lồ từ từ hiện ra ở giữa, sau đó tách ra một tiếng thử lạp đinh tai nhức óc phần sáng cánh bị đôi cự thủ mạnh mẽ mà xé rách ra cự viên từ giữa bước ra cả người phát ra tử quang toàn thân mặc dù có chút cháy đen nhưng rõ ràng bộ dáng cũng không có gì lo ngại nguyên lai like cũng không phải chân chính tử mẫu thi âm lôi uy lực chỉ được một phần chân chính âm lôi điểm ấy uy lực muốn đả thương ta thật sự là si tâm vọng tưởng là phân hóa ngưng chân chi thuật trong truyền thuyết ngược lại còn có chút ý tứ cái miệng rộng của cử viên mở ra ong ong nói hư một khỏa không đủ vậy mười khỏa trăm khỏa thì sao bốn phía trong hư không trầm mặc một chút hoàng nguyên tử tựa hồ cũng bị thân thể mạnh mẽ của cử viên dọa cho sợ ngây người một lát nhưng lập tức phản ứng hung hăng nói vừa dứt lời những khỏa châu khác khẽ run lên tựa như mãn hoa phi vũ hướng hàn lập bên này mà bắn đến ngu xuẩn nếu hàn mố biết đây là phân hóa ngưng chân chi thuật phá nó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao Tiếp theo cử viên quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân bỗng nhiên vô số ký hiệu nhanh chóng hiện ra, đồng thời các đoàn linh quang trên người cũng bay ra, phân biệt mà huyễn hóa ra hàng loạt hư ảnh chân linh, côn bằng, thiên phượng, khổng tước, sau đó xoay quanh một cái, rồi nhập vào trong cơ thể cử viên không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, thân hình cử viên ở trong tử quang cuồng trướng thật lớn, đầu vai hai bên đều có kim quang chợt hiện, từ hư vô sinh ra hai cái đầu cùng bốn tử thủ, bên ngoài thân xuất hiện một khối khối vảy màu vàng, một cái đoạn rác thẳng tắp hiện ra trên trán. Hàn Lập trực tiếp thi triển Niết Bàn Tam biến thân rồi. Sau khi cử viên biến thân, trên người phát ra một cỗ khí tức khủng bố cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông, tiếp theo thần sắc nhất nhanh, trên cánh tay một đoàn lục quang bạo phát ra, huyễn hóa ra một thanh mộc kiếm xanh thầm, rồi nắm vào trong tay. Đúng là thanh Huyền Thiên Trảm Linh kiếm, kiếm nhẹ nhẹ run lên, nhất thời vô số ngũ sắc ký hiệu tuôn ra hào quang chói mắt chợt lóe lên, một đạo lục quang theo người cử viên bạo phát ra, hướng bốn phương tám hướng một quyển mà tỏa ra, dao động của cường đại pháp tắc cũng đồng dạng tràn ra. Ngay sau đó, lục quang này phóng tới viên châu rồi va vào nhau. Phốc phốc một tiếng nổ lớn vang lên, một màn kinh người xuất hiện, toàn bộ viên châu vang lên âm thanh ong ong, bên ngoài huyết quang chợt hiện, đều phong hóa rồi biến thành cho bụi. Hủy diệt lực huyền thiên chi bảo, không thể nào, không có khả năng, trên trời cao vang lên một tiếng kêu to của Hoàng Nguyên Tử, giọng nói khàn khàn. Nhưng đúng lúc này trên mặt cử viên hiện lên một nét cười, bỗng nhiên cả ba gương mặt đồng thời có hắc khí tỏa ra tại mi tâm, đều tự hiện ra con mắt thứ ba, pháp nhãn quay tròn hướng đến các cánh cửa quét qua vài lần, một kiếm trong tay bỗng nhiên dựng lên, hướng một tòa trong đó mà chém đến, kiếm quang xanh thẩm minh mông bắn tới mạnh mẽ. Cùng lúc đó, cánh tay khác cũng mơ hồ một cái, hướng tám cánh cửa còn lại đều vù vù cách không đánh ra hai quyền. Hơn 10 đầu quyền kim quang ác liệt bắn ra, chỉ chấp động một cái, đánh trúng tám cánh cửa còn lại, còn nhanh hơn kiếm quang xanh thầm một bước. Một trận nổ ầm vang long, hơn người đoàn kim quang bạo liệt phá ra, biến thành những đợt sóng cuồn cuộn màu vàng, đem tất cả cánh cửa kia nháy mắt đều bị bao phủ trong đó. Những cánh cửa này ở trong sóng địa chấn màu vàng uy lực khủng bố này, một chút sức chống cự cũng không có, tắc tắc vỡ vụn ra bỗng nhiên bên trong bóng người chợt lóe, tám đạo hư ảnh ở trong cánh cửa hài cốt hiện ra, nhưng chỉ có thể liều mạng dẫy dụa hai cái, đã bị sóng địa chấn màu vàng mạnh mẽ đánh cho nát bấy mà tiêu thất. Lúc này, lục sắc kiếm quang mơ hồ một cái, cũng đem cánh cửa cuối cùng từ giữa chém thành hai nửa. Phốc một tiếng, đông dạng, một đạo hư ảnh màu vàng ảm đạm lao ra từ trong cánh cửa, thoáng cái, đã biến mất vào trong hư không, lại một cái chấp động, thì đã hiện ra ngoài ngàn trường. Tam toàn huynh, mau ra tay đi, mấy cổ phân thân của ta đều đã bị tiêu diệt, còn chưa chịu ra tay nữa sao? Nhân ảnh màu vàng tự nhiên chính là bản thể hoàng nguyên tử, nhưng chỉ vừa hoảng sợ nói ra hai câu, bỗng nhiên khoảng không trên đầu dao động một cái, một tử thủ lớn hơn trăm trượng xé rách không gian mà hiện ra, như một tia chớp vỗ xuống. Hoàng nguyên tử quá sợ hãi, độn quang ngoài thân lóe lên. Đã định thuấn di mà thoát đi, nhưng trên không trong tử thủ bỗng nhiên xuất ra tầng tầng văn trận màu bạc nhanh chóng hiện xuất hiện, xoay tròn một cái, một cổ lực lượng vô hình nhất thời che xuống trước một bước. Hoàng Nguyên Tử chỉ cảm thấy bốn phía không gian căng thẳng, chẳng những pháp lực không thể điều động một chút, lại phá vỡ đi năng lực thuấn di, giống như toàn bộ hư không đều bị giam cầm lại. Hoàng Nguyên Tử tự nhiên bị dọa cho hồn phi phách tán, miệng giống to một tiếng, hai tay trà sát, sau đó dương lên. Nhất thời chi chít hoàng mang hướng trên cao điên cuồng bắn ra, đồng thời trên người hắn đủ mọi màu sắc ánh sáng mờ mờ chợt lóe, hơn 10 kiện bảo vật kiểu dáng bất đồng cũng đồng thời ly thể mà nhất nhất bay ra, rồi rầm rầm bạo liệt mà nổ mạnh, hóa thành từng mảnh quang hà thổi quét lên trên. Rõ ràng Hoàng Nguyên Tử đã nổi lên ý muốn liều mạng rồi. Xa xa, tam toàn đạo nhân nghe được âm thanh Hoàng Nguyên Tử cầu cứu, trên mặt lại hiện ra một tia do dự, cũng không lập tức tới ngay ra tay giúp đỡ tên kia đang lâm vào tuyệt cảnh này, sắc mặt ngày càng xấu đi, trong lòng rốt cục đã có quyết định, trong chốc lát một tay kết quyết niệm thần chú, độn quang lóe lên, hóa thành một đạo tam sắc kinh hồng bay lên trời, một tiếng hú dài, nhằm hướng bên ngoài cốc, phá không mà lao đi. Sau vài cái chấp động, kinh hồng đã biến mất đích vô tung vô ảnh. Cũng trong lúc này, trong tử thủ khổng lồ càng nhiều văn trận màu bạc mạnh mẽ xuất hiện ra, rốt cục thả ra hàng vạn đạo ánh sáng mờ mờ đè xuống dưới. Vô luận hoàng mang sắc bén bao nhiêu, hay là hơn 10 kiện bảo vật tự bạo năng lượng cuồng bạo kinh người như thế nào, vừa tiếp xúc tử thủ khổng lồ hậu, đều bị mạnh mẽ nghiền một cái mà nát. Hoàng Nguyên Tử thậm chí liều mạng phun ra hơn 10 đoàn máu huyết lại liên tiếp thi triển nhiều loại bảo mệnh thần thông ngăn cản, vẫn không làm nên chuyện gì, chỉ có thể dương mắt nhìn cự thủ như Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp chân áp xuống. Một đoàn huyết vụ ở trên hư không trung bạo liệt mà vỡ ra, nương theo đoàn hoàng quang, một cái bóng mơ hồ thoát khỏi hư không giam cầm theo bàn tay khổng lồ phía dưới trốn ra, sau một cái chấp động thì độn xa tới địa phương cách đó mấy trăm trượng xa. Ở trong hoàng quang, một hoàng bào tiểu nhân cao tầm một thước, khuôn mặt cùng hoàng nguyên tử độc không hề sai biệt, đúng nguyên anh của hắn cũng chỉ có loại thần thông thuấn di này của đại thành nguyên anh này thi triển mới có thể không cần để không gian giam cầm dễ dàng theo bàn tay khổng lồ mà bỏ trốn mất đương nhiên lúc này hắn cũng đã phát hiện chuyện tam toàn đạo nhân vứt bỏ đồng bọn một mình đào tẩu trong lòng mắng to không thôi cũng không chút do so dự trong tay liên tục kết ấn niệm thần chú đồng dạng thân hình như ẩn như hiện nương theo phương hướng thuấn di mà chạy xa xa cự viên ba đầu sáu tay thấy vậy trên ba gương mặt đồng thể hiện ra một tia ý niệm lạnh lùng lục mộc kiếm trong tay nhẹ nhàng bâng quơ run lên phốc một tiếng, một đạo nguyệt nha kiếm quang xanh biếc một hơi mà ra, lại chợt lé lên, lướt qua rồi biến mất vào hư không. Xa xa, thân hình hoàng bào tiểu nhân nhoáng lên một cái, lé lên rồi ẩn vào trong hư không, không gian phụ cận bỗng đồng thời giao động, nguyệt nha kiếm quang theo sát mà hiện, chợt lé lên cũng chui vào trong hư không. Một lát sau, một tiếng thê lương kêu thảm thiết phát ra. Trong không trung, một trận giao động nhộn nhạo, một đoàn huyết phụ từ hư không tuôn ra, bên trong mơ hồ vô số huyết nhục toái khối, nhưng tất cả đều quỷ dị trôi nổi tại không trung, không có phần nào rơi xuống xuống. Phanh, một tiếng, một xích sắc hỏa cầu từ đằng xa cuồn cuộn bắn đến, ở trong huyết vụ bạo liệt nổ ra, ngọn lửa màu đỏ rào ra thiêu đốt, đem tất cả mọi thứ bên trong phạm vi hết thảy thiêu thành cho bụi. Cuối cùng giải quyết xong, cửu huyễn như ý môn này, thật là có chút khó giải quyết, ngay cả niết bàn thánh thể đều vận dụng. Bất quá tam toàn đạo sĩ kia ngược lại chạy rất nhanh, như vậy mới bảo trụ một cái mạng nhỏ cự viên ba đầu sáu tay thân hình chờ thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến ảo thành hình người, quay đầu hướng theo đường tam toàn đạo nhân đào tẩu lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái, thì thào hai câu. Tiếp theo cánh tay hàn lập vừa nhấc một chảo hướng hư không ngoài xa chộp một cái, phá không vang lên, một quả chữ vật trắng noãn như ngọc bay vụt mà đến, một cái chấp động, đã yên tĩnh dừng ở này trong lòng bàn tay. Hắn thần niệm hướng bên trong nhanh chóng đảo qua, trên mặt lộ ra một tia vừa lòng biểu tình, một tay lại lật chuyển, đã đem vòng tay chữ vật thu lên, sau đó mới đưa ánh mắt hướng về phía bên kia chiến trường. Kết quả chỉ thấy trên mặt đất một tòa núi nhỏ phụ cận ngoài 10 dặm, rõ ràng có thêm một núi nhỏ được tạo ra từ vô số phần xương thịt còn lại của chân tay đã bị cụt nát, máu tươi cuồn cuộn chảy thành sông, huyết khí cơ hồ trải rộng toàn bộ không trung. Ở phía trên núi thịt, vệ kim trùng vương biến thành tiểu nhân đang lẳng lặng huyền phù trên không trung, trong một bàn tay cầm lấy một khối sủ đầu to cỡ nắm tay, xem khuôn mặt rõ ràng là thủ cấp bất diệt thiên tôn, chỉ là chẳng biết tại sao thu nhỏ lại đến như vậy. Bất diệt thiên tôn này sau khi biến thân, cơ hồ có được bất tử thân, nhưng hiện tại vậy đôi huyết nhục một chút phản ứng cũng không có, rõ ràng đã bị tiểu nhân thật sự giết chết. Kim Nhi, người trở về đi, trên mặt hàn lập lộ ra nụ cười thản nhiên, trong miệng phân phó một tiếng. Xa xa tiểu nhân nghe được thanh âm hàn lập gọi về, thần sắc vừa động, một cái xoay người, vừa nhấc chân, thì siêu đích một tiếng, tiêu thất khỏi chỗ cũ. Một âm thanh kéo theo, một bên hư không hàn lập dao động, tiểu nhân hiện ra, gương mặt không chút thay đổi đứng bên người làm không tệ bất diệt thân thể ngay cả lợi hại nhưng chỉ cần đem đầu chém xuống trước lực khôi phục sẽ giảm đi hơn phân nửa lại đem nguyên anh bước ra bên ngoài cơ thể trong lời nói tự nhiên là dễ dàng giết chết xem ra phương diện cùng người tranh đấu ngươi là vô sự tự thông căn bản không cần ta sẽ dạy bảo nhiều thứ làm tốt lắm hàn lập liếc mắt quét cái đầu trong tay tiểu nhân một cái dùng khẩu khí tán dương nói tiểu nhân nghe vậy trên mặt vẫn không có biểu tình gì khác thường nhưng hướng hàn lập nhất không người, bỗng nhiên cầm cái đầu trong tay cùng một quả vòng tay chữ vật màu đen đưa qua. Hàn lập mỉm cười, tay áo phất một cái, đã đem cả hai tất cả đều thu vào trong tay. Bất quá hàn ánh mắt chỉ là lướt qua ở cái thủ cấp một chút, rồi lắc đầu đem ném đi, lại hé miệng ra, một đạo thô to kim hình cung bắn ra. Một tiếng sét đánh, đầu nhất thời ở trong kim quang lượn lở biến thành hư ảo. Chương 2320, lấy người, Tử Kim tiểu nhân, đứa trẻ toàn thân màu tím vàng. Về phần vòng tay chữ vật màu đen, hắn dùng thần niệm quét qua một chút lập tức cũng lóe lên rồi bị thu lại. Để phòng ngừa vạn nhất, người đi nhìn một chút xem tên đào tẩu kia còn ẩn nấp ở gần đây không, nếu gặp được cứ lập tức diệt sát ngay. Hàn lập hơi suy nghĩ một chút, sau đó quay lại phân phó với đứa trẻ. Tử kim tiểu nhân nghe vậy tức thì đờ đẫn gật đầu, đầu vai nhoáng lên một chút liền biến thành một đạo cầu vòng phá không bay đi. Trong phương hướng bay đi, đúng là phương hướng mà lúc trước tên tam toàn đạo nhân kia đào tẩu sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Hàn Lập phát ra một khối hỏa cầu thiêu cháy huyết nhục tàn thi của bất diệt thiên tôn thành cho bụi, rồi sau đó mới nhìn về phía Sơn Cốc. Chỉ thấy lúc này cả tòa Sơn Cốc vẫn còn bị từng tòa trận pháp bao phủ vào trong đó, một luồng sát khí cường đại bay múa trên không trung, thật đúng là không thể xem nhẹ chúng một chút nào. Trận đại chiến với ba người Hoàng Nguyên Tử vừa rồi tuy diễn ra trong thời gian không dài, nhưng bọn người nghiên lệ dĩ nhiên là không thể nào một chút cũng không biết được. Hàn Lập nghĩ tới đây, một tay vẽ một vòng trong hư không cạnh đó, theo đó là ánh sáng màu xanh lóe lên, tiếp đó vô số phù văn từ đó tuôn ra, chúng quay tiết một vòng rồi ngưng tụ lại thành một tấm quang kính mờ ảo. Ban đầu trên mặt tấm gương không có bất kỳ hình ảnh nào. Nhưng tới khi một ngón tay của Hàn Lập bắn ra một tấm phù lục màu vàng chui vào trong nó thì lập tức từ tấm gương vang lên âm thanh vù vù, từ trên mặt gương hiện ra dáng người nhỏ ngắn của một thiếu nữ có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Đúng là nghiên lệ, nhưng giờ phút này vẻ mặt của nàng vẫn còn biểu lộ vẻ ngốc trệ, tựa như không cách này tin tưởng được kết quả cuộc đại chiến phía bên ngoài cốc. Ba gã cường địch khủng bố đồng cấp với thanh nguyên tử lại bị một mình hàn lập chém giết, kinh sợ trốn chạy mất, bên ngoài cốc đã không còn lại bất cứ uy hiếp gì nữa. Nhiên đạo hiếu, nguyên giao và lệnh sư vẫn ổn chứ? Hàn lập đối mặt với tấm gương này, thong dong hỏi một câu. Gia sư cùng nguyên giao muội muội vẫn khỏe, vẫn còn đang ngăn cản mấy vòng thiên kiếp cuối cùng nữa. Hàn huynh, Người đã tiến dài thành lão tổ đại thừa kỳ rồi sao nghiên lệ thì thào trả lời hai câu, sau đó mới khôi phục vài phần lý trí rồi mơ hồ không dám xác định mà hỏi. Nếu ta còn chưa tiến dài đại thừa thì làm sao có thể chém giết và đuổi đi mấy tên đại địch vừa rồi được. Thanh nguyên tử đạo hiếu vẫn chưa độ kiếp xong, vậy thì ta liền ở chỗ này chờ một chút, đợi tới khi hắn cùng nguyên giao độ kiếp xong sẽ ra gặp mặt. Hàn lập nhàn nhạt nói, sau đó không chờ nghiên lệ phản ứng, cánh tay áo rung lên. Một luồng chấn động quỷ dị quét qua, tấm gương màu xanh lóe lên rồi nổ tung, một lần nữa hóa thành những điểm phù văn biến mất trong hư không. Sau đó thân hình hàn lập khẽ động, bay tới một tòa núi nhỏ gần đó rồi tùy ý ngồi khoanh chân lên trên một khối đá sạch sẽ. Hắn hiểu rõ, mặc dù năm đó mình từng kết giao một phen với thanh nguyên tử, hơn nữa còn có sâu xa với nguyên giao, nhưng giao tình của hai người cũng tuyệt đối chưa đến mức có thể phó mặc sinh tử bản thân. Thế nên hắn cũng không hề đề cập tới việc để nhiên lệ mở cấm chế ra ngay lúc này, mà trực tiếp dừng ở bên ngoài cốc yên lặng chờ đợi tới khi thiên kiếp kết thúc hắn vừa ngồi xuống một tay giơ lên bắn ra một luồng sáng màu xanh luồng sáng lóe lên tức thì chui vào trong hư không không thấy đâu nữa hóa ra đó là một tấm truyền âm phù hàn lập định dùng tấm phù này thông chi cho mọi người trên mạc linh thánh chu để họ có thể tới đây hội họp với hắn vì thế nên không lâu sau chân trời bỗng vang lên tiếng oanh minh một chiếc thuyền lớn màu đen trông như một ngọn núi thình lình hiện ra trong pháp trận Nghiên Lệ đang xếp bằng trên kiện pháp khí hình la bàn. Nàng nhìn lướt qua cảnh tượng hiện ra trong chiếc gương đồng trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ ngốc trệ dường như không thể nào tin được những cảnh vừa nhìn thấy. Ba ngày sau, từ trong sơn cốc truyền ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, sau đó kiếp phân cuồn cuộn tan đi. Phía trong sơn cốc chợt vang lên tiếng thét dài của Thanh Nguyên tử. Trong tiếng thét dài tràn ngập ý vui mừng sung sướng, chúc mừng đạo hữu đã vượt qua đại thiên kiếp hàn lập vốn đang ngồi trên tảng đá lớn chợt mở hai mắt ra mỉm cười chúc mừng nói thanh âm tuy không lớn nhưng quanh quẩn khắp toàn bộ bầu trời không tan không hề bị âm thanh tiếng thét dài át đi vẫn còn chưa đa tạ đại ân tương trợ của hàn đạo hiếu nếu không ta cũng không thể nào không bị chút quấy nhiễu nào mà bình an vượt qua kiếp nạn này đúng rồi lão phu còn chưa chúc mừng đạo hiếu tiến giai đại thừa kỳ đấy tiếng thét dài của thanh nguyên tử chợt dừng lại nhưng lập tức cười to đáp lời Hiển nhiên cho dù trong lúc độ kiếp thanh nguyên tử không thể nào phân thân, nhưng hết thảy mọi việc phát sinh bên ngoài cốc vẫn nắm rõ như lòng bàn tay, nếu không cũng sẽ không nói những lời cảm kích như thế. Đạo hữu quá lời rồi, cho dù tại hạ không ra tay, nghĩ rằng dưới những chuẩn bị khác phía sau, mấy tên đạo trích kia làm sao có thể phá hủy đại kế độ kiếp của thanh đạo hữu được. Tuy vậy lúc này đạo hữu vừa mới vượt qua kiếp nạn, vẫn nên khôi phục nguyên khí là quan trọng hơn, tại hạ sẽ ở bên ngoài hộ pháp hai ngày rồi nói sau để phòng có kẻ muốn gây bất lợi cho đạo hữu hàn lập không lưỡng lự trả lời nếu đạo hữu đã có ý tốt như thế lão phu cũng không khách khí nữa hai ngày sau lão phu sẽ tự mình bái tạ đại ân của đạo hữu thanh nguyên tử suy nghĩ một chút rồi cũng một lời đáp ứng tiếp đó những cấm chế bên ngoài sơn cốc chấn động một hồi từ bên trong không còn truyền ra bất cứ thanh âm gì nữa hắn vừa mới ngăn cản thiên kiếp xong lúc này hoàn toàn chính xác cần phải ăn đan dược vào để phục hồi một phần nguyên khí đấy Hàn lập ngóng nhìn về phía sơn cốc trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua một ngọn núi cao lớn khác ở phía rất xa, thoáng nở một nụ cười cực kỳ thâm ý, rồi tiếp tục chậm rãi ngồi xuống từ từ nhắm hai mắt lại. Dường như cũng ngay lúc đó, từ trên một cây đại thụ phía trên ngọn núi mà Hàn lập vừa nhìn thoáng qua bỗng nhiên hiện lên hư ảnh một nam tử trung niên mặc quan bào màu vàng. Nam tử này có khuôn mặt nho nhã, dưới cằm có một bộ râu đen nhánh dài khoảng nửa xích, đúng là một vị đại thừa khác mà Hàn lập từng gặp ở Minh Hà Chi địa Kim Diễm hầu. Người này vốn đã nên rời khỏi Minh Hà chi địa mới phải, nhưng lúc này lại xuất hiện ở nơi Thanh Nguyên Tử độ kiếp, hơn nữa còn một mực ẩn nấp tung tích, rõ ràng là có mang dị tâm mà tới. Tuy nhiên giờ phút này, Kim Diễm Hậu nhìn vào thân ảnh Hàn Lập ở rất xa kia, sắc mặt bỗng âm tình bất định, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi, thân hình nhoáng lên rồi cứ như vậy mà biến mất. Vừa rồi trông thấy thần thông kinh người khi chém giết đối thủ cùng cấp của Hàn Lập và Phệ Kim Trùng Vương, dù cho vị kim giếm hậu này có chỗ dựa vào thì lúc này cũng đã hoàn toàn bỏ đi tính toán nhỏ của mình. Huống chi cái nhìn trông có vẻ bình thường của Hàn Lập vừa rồi lại làm cho nội tâm hắn nhảy loạn khó hiểu, dường như đã phát hiện ra sự hiện diện của hắn, đương nhiên hắn lại càng không dám ẩn núp tại chỗ nữa. Một lát sau, vị kim diễm hậu này đã xuất hiện trên bầu trời cách xa chỗ cũ cả vạn dặm, đang hóa thành một đạo kim quang bay vụt về hướng động phủ của chính mình. Thật không nghĩ tới, tên tiểu gia hỏa mấy trăm năm trước còn ở cảnh giới hợp thể giờ đây chẳng những đã có cùng cảnh giới với bổn vương mà còn có thể đơn giản chém giết cùng cấp như vậy. Từ kim tiểu nhân kia cũng vô cùng lợi hại, không biết là tồn tại khủng bố nào nữa. Kim diễm hậu một mặt thúc giục độn quang bay đi, một mặt thì đang âm trầm lẳng lặng tự đánh giá. Hai ngày sau, trong một đại sảnh phong cách tranh nhã cổ xưa, thanh nguyên tử dáng vẻ đầy tươi cười đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ nhà, đồng thời hướng về phía hàn lập ở đối diện, liên tục mời rượu. Sắc mặt của hắn tuy vẫn hơi tái nhợt, khí tức hơi chút bất ổn nhưng tinh thần lại vô cùng tốt hai nữ tử nguyên giao và nghiên lệ đứng ở phía sau lưng thanh nguyên tử đang dùng ánh mắt tò mò thỉnh thoảng đánh giá mấy người huyết linh và chu của nhi đứng sau hàn lập lúc trước trong quá trình ngăn cản thiên kiếp tuy rằng nguyên giao dựa theo yêu cầu của thanh nguyên tử trực tiếp xuất thủ tương trợ nhưng bản thân cũng không bị cắn trả chút nào rời khỏi sơn cốc toàn thân nàng đều không bị tổn thương dù là một cọng tóc tuy vậy thì khi nãy vừa biết việc hàn lập tiến giai đại thừa nguyên giao cũng hoảng sợ giống hệt nghiên lệ cái miệng nhỏ nhắn há cả buổi không khép lại được. Thời điểm ánh mắt Hàn Lập khẽ quét qua nguyên giao, tự nhiên vô ý thức hồi tưởng lại bộ dáng khiếp sợ vô cùng đáng yêu của nàng, không khỏi mỉm cười. Nói thật, mặc dù ta đã biết tư chất của đạo hiếu mất phàm nhưng cũng tuyệt đối không thể ngờ tới, một thời gian không gặp mà ngươi cũng đã tiến dài tới cảnh giới như thế, hơn nữa còn có thể chém giết cường địch có cảnh giới không khác biệt lắm so với Lão Phu. Xem ra những đánh giá trước kia của Lão Phu về ngươi vẫn còn quá thấp. Thanh Nguyên Tử hướng tới Hàn Lập nói, Thanh Đạo hữu quá khen rồi, tư chất của ta hoàn toàn chính xác là chưa tới mức như vậy, nếu không phải từng mạo hiểm tiến vào ma giới một chuyến và đạt được một phúc duyên cực lớn thì làm sao có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới đại thừa được. Ngược lại thì Thanh Đạo hữu vượt qua kiếp nạn này, về sau có lẽ Tu Vi sẽ càng tiến thêm một bước nữa, không chừng có cơ hội lớn phi thăng tiên giới đấy. Hàn Lập cười mà như không cười nói, không phải người phi thường, làm sao có được cơ duyên phi thường. Tối thiểu là những tu sĩ hợp thể khác tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm xâm nhập ma giới. Điều này chứng minh là tâm tính đạo hữu vô cùng quyết đoán, hơn xa người thường đấy. Về phần lão phu vượt qua kiếp nạn này có thể may mắn sống lâu thêm một vài năm đã là việc đáng mừng, còn việc phi thăng tiên giới thì thật không dám mơ tới. Ngược lại thì Hàn đạo hữu trẻ tuổi như vậy mà đã có cảnh giới và thần thông như bây giờ có lẽ có nhiều khả năng đến được bước này hơn. Thanh Nguyên Tử liên tục khoát tay phủ định, ha ha, sự tình phi thăng tiên giới với ta mà nói là một chuyện vô cùng xa xôi, không có vài vạn năm khổ tu tích lũy lâu dài, thì một phần vạn khả năng đều không thể có. Hàn Lập khiêm tốn trả lời, ha ha, thời gian vài vạn năm đối với chúng ta mà nói chỉ là chuyện trong chớp mắt, không hề đáng kể chút nào. Tuy vậy nếu Hàn Đạo Hữu thật sự có ý muốn phi thăng tiên giới mà nói, tất yếu cũng nên sớm chuẩn bị tốt một chút thì hơn. Thanh Nguyên Tử nghiêm nghị nói, a hát, chẳng lẽ Thanh Đạo Hữu đã biết chút ít gì đó sao? Thần Sắc Hàn Lập khẽ động hỏi, dù sao thì lão phu cũng sống lâu hơn ngươi một chút, biết nhiều hơn một vài việc cũng là bình thường. Còn việc nếu một ngày đạo hữu muốn phi thăng tiên giới, bản thân cũng nên chuẩn bị kế sách ứng đối với đại thiên kiếp thì hơn, để phòng ngừa vạn nhất. Nếu Hàn đạo hữu không chê, lão phu nguyện ý nói ra một chút tâm đắc, cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận một lát được chứ? Thanh Nguyên tử không cần suy nghĩ nói, "Tốt, vậy thì tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh rồi." Hàn Lập đương nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt thế này lập tức một lời đáp ứng. Cứ như vậy, thời gian tiếp theo, Hàn Lập và Thanh Nguyên Tử cứ người một câu ta một câu bàn luận về chuyện tình độ kiếp phi thăng tiên giới. Hai người một hỏi một đáp, trọn vẹn thời gian gần nửa ngày mới dừng lại chủ đề này mà vẫn có vẻ chưa thỏa mãn. Lúc này, Hàn Lập mới chuyển ánh mắt nhìn lướt qua người nguyên giao, sau đó bỗng nhiên nói với Thanh Nguyên Tử. Thanh Đạo Hiếu Lần này lúc đầu ta đến chỉ là thuận tiện muốn nhìn xem tình hình của đạo hữu cùng nhị vị cô nương nghiên lệ, nguyên giao gần đây như thế nào, vốn là không có ý gì khác. Nhưng hiện tại đạo hữu đã vượt qua thiên kiếp, nhị vị tiên tử cũng đã khôi phục thân thể nhân tộc, ta muốn đưa các nàng trở lại trong tộc. Không biết thanh đạo hữu có thể dàn xếp một chút hay không? chương 2321, Sơn Mạch Xích Dung Hàn Huynh, lời nói này đã quá khách khí rồi. Giao Nhi là nghĩa nữ của ta, Lệ Nhi thì là chân truyền đệ tử của ta. Hai nàng nếu muốn rời khỏi nơi đây, đương nhiên có thể đi bất cứ khi nào bất quá theo ý kiến của ta các nàng tốt nhất vẫn nên ở đây thêm một thời gian ngắn nữa sau đó quay về nhân tộc thì sẽ tốt hơn đó thanh nguyên tử lo nghĩ về sau nói ra à hát sao lại nói vậy hàn lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn ánh mắt hướng lên nguyên giao nghiên lệ quét thoáng một cái hai nữ nhìn nhau liếc đều lộ ra một nụ cười khổ việc này hãy để cho giao nhi tự mình giải thích cho ngươi một chút đi tránh khỏi lão phu bao biện làm thay làm cho đạo hữu hiểu, hiểu lầm thì khó mà nói rồi Giao nhi các nàng chính mình nguyện ý hiện tại tiểu ly khai, ta tuyệt sẽ không nói hai lời. Thanh nguyên tử nghiêm mặt nói, Hàn huynh, hai bọn ta hiện tại chỉ sợ thực không thể lập tức trở về tộc. Tối thiểu còn phải ở lại bên cạnh nghĩa phụ 200, 300 năm nữa mới được. Nguyên do trong đó, người cẩn thận xem xét thân thể hiện tại của tỷ muôn chúng ta là có thể rõ ràng ngay. Nguyên giao vừa nhìn Hàn lập ánh mắt nhìn lại đây, thở khẽ một hơi nói. Thân thể, Hàn lập có chút kỳ quái, lập tức một cỗ thần niệm vô hình phóng ra, đem thân thể mềm mại của Nguyệt Giao bao ở bên ngoài. Sau một lát sắc mặt hắn hơi đổi, hóa ra thân thể các người có chút bất ổn, chẳng lẽ lúc trước nghịch chuyển còn có hậu họa gì sao? Hàn Huynh thật sự mắt sáng như đuốc, lúc trước gia sư tuy đã luyện chế ra vài loại đan dược đặc thù, đem thân thể hai người bỏ ta biến đổi trở về, nhưng dù sao ta cùng sư muội thân thể là nửa người nửa quỷ duy trì thời gian cũng đã quá lâu, còn phải mượn nhờ minh hà chi địa hai loại linh vật không ngừng thấm vào mới có thể làm cho thân thể cuối cùng động lại mà không ngại đấy. Nếu hiện tại mà ly khai, chỉ sợ sẽ có mối lo kiếm củi ba nắm đốt trong một giờ đấy. Nghiên lệ cẩn thận giải thích một hồi, thì ra là thế, nếu là như vậy, hoàn toàn chính xác hiện tại không thích hợp mang hai người các ngươi rời đi. Hàn lập gật gật đầu, thần sắc có chút giật mình. Hàn huynh yên tâm, ta đã tính toán trong thiên kiếp lần này giao nhi cùng lệ nhi đều đã có công lao lớn, ta vốn là chờ sau khi thiên kiếp kết thúc sẽ truyền thụ cho các nàng mấy môn chính thức là đại thần thông. Ở bên cạnh ngây ngốc khoảng trăm năm, các nàng tuyệt đối có lợi ích rất lớn, về sau cho dù tiến dài đến cảnh giới như ta và ngươi, cũng không phải là không có khả năng đấy. Thanh Nguyên Tử mỉm cười nói, nghĩa phụ, ta cùng sư tỷ thật sự cũng có khả năng tu luyện tới cảnh giới đại thừa. Nguyên Giao nghe xong chuyện đó, trên mặt vui vẻ, bên cạnh nghiên lệ cũng có một phần ầm ầm tâm động. Ha ha, người khác khó mà nói, hai nhà đầu các ngươi lại nhất định sẽ có một tia cơ hội như vậy. Không chỉ nói có lão phu tận tâm chỉ điểm chỉ riêng lấy quan hệ sâu xa của các ngươi cùng hàn đạo hiếu, có hắn tự tay giúp đỡ, cái này cơ hội tự nhiên không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh đấy. Hàn đạo hiếu, ngươi nói đúng không? Thanh nguyên tử mặt lộ ra một tia giảo hoạt nói, nguyên lai thanh huynh đã đem ý định đổ lên đầu đệ rồi. Bất quá sau này, nguyên giao nhị vị tiên tử một ngày thực sự muốn trùng kích cảnh giới đại thừa, Hàn mỗ tự nhiên hết sức trợ giúp các nàng một tay đấy. Hàn lập tức cười một cái, thanh nguyên tử một tay vân vê tròm dâu cười ha ha. Đôi mắt đẹp của nguyên giao nhìn về phía Hàn lập, một đôi mắt sáng như làn thu thủy lưu động, ẩn chứa một tia tình cảm khác thường ở trong đó. Nghiên lệ mặt cũng đầy vẻ vui mừng, đúng rồi, lão phu lúc trước độ kiếp từng phân thần chứng kiến một cái tử kim tiểu nhân ở bên ngoài cốc thúc dục nhiều loại kiếm khi sắc bén dị thường, càng hời hợt đã giết chết bất diệt thiên tôn kia rồi. Khí tức tiểu nhân này lão phu cảm thấy quen thuộc, nhưng không biết là lai lịch ra sao đạo hữu có thể hay không chỉ giáo một hai. Thanh Nguyên Tử chợt nhớ tới một chuyện, thần sắc nghiêm túc mà hỏi. Ha ha, nguyên lai đạo hữu đang hỏi sự tình của Kim Nhi. Thanh đạo hữu có lẽ đã đoán được vài phần a. Hàn Lập từ chối cho ý kiến trả lời, chẳng lẽ thật sự là phệ kim trùng vương, ngươi thực sự đã đào tạo ra nó. Không tệ, cũng chỉ có trùng vương mới có thể chém giết đại thừa như chém giết cẩu có thể so sánh chân tiên uy danh, quả nhiên không có nửa phần giả dối, đạo hữu là như thế nào có thể làm được việc này. Thanh nguyên tử mặc dù trong nội tâm sớm có hai ba phân đoán trước, cũng không khỏi có một phát nghẹn ngào nói ra, sắc mặt liền thay đổi mấy lần. Tại hạ có thể đào tạo ra trùng vương cũng là cực kỳ may mắn, để cho ta dùng thủ pháp tương tự để đào tạo lần thứ hai hơn phân nửa là không có khả năng đấy. Trong đó còn đa tạ thanh đạo hữu trước kia chỉ điểm, nếu không thật sự một điểm cơ hội cũng không có. Hàn lập mỉm cười, liền hướng thanh nguyên tử chấp tay cảm ơn nói lão phu năm đó chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi không nghĩ tới đạo hữu vậy mà thật sự đào tạo ra loại này nghịch thiên linh trùng rồi quả nhiên không hổ là người có đại cơ duyên trên thân đã có trùng vương hỗ trợ đạo hữu cũng đủ để tung hoành toàn bộ linh giới mà không lo đúng rồi hàn đạo hữu có thể hay không chịu hồi nó ra để cho lão phu được nhìn thấy thanh nguyên tử cười khổ một tiếng không hề che giấu chút nào một tia hâm mộ thanh đạo hữu nói đùa Linh giới to lớn ra sao, tộc đàn nhiều không kể xiết, không biết bao nhiêu đại năng chi sĩ che giấu trong đó. Một đầu trùng vương mặc dù lợi hại, thì làm sao có tư cách làm chỗ dựa đây? Về phần đầu trùng vương này, lúc trước bị ta thả ra rồi, chờ nó trở lại liền gọi ra cho đạo hữu gặp qua. Hàn lập lắc đầu, không cho là đúng nói. Hàn đạo hữu thật sự quá khiêm tốn. Thanh Nguyên tử nghe vậy, đại hỉ, cái này đạo hữu cứ việc yên tâm đúng rồi, thanh đạo hữu có thể biết rõ hách liên thương minh hàn lập lơ đáng lại hỏi một việc khác. hách liên thương minh, đây chính là một siêu cấp thế lực kéo dài qua mấy cái đại lục, đối với chúng nên hiểu rõ một ít, nhưng cũng không nên quá nhiều. hàn đạo hữu như thế nào lại có dây dưa cùng chúng? thanh nguyên tử hơi kinh hãi, dây dưa ngược lại là không có, bất quá sau này có lẽ cần cùng chúng có một chút quan hệ, cho nên hy vọng sớm từ đạo hữu tại đây hiểu rõ một ít tư liệu liên quan. hàn lập cười khẽ nói, cái này đơn giản lão phu chút nữa sẽ đem tất cả tư liệu mình có chế thành ngọc giản, đặc biệt sao cho Hàn Đạo Hiếu. Thanh Nguyên tử miệng đầy đáp ứng, như vậy Hàn mỗ phải đa tạ rồi. Hàn lập tự nhiên thập phần cao hứng. Thời gian về sau, hắn và Thanh Nguyên tử lại trao đổi một ít tâm đắc về sau độ kiếp, đoàn người cuối cùng tạm thời ở lại động phủ của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Hàn lập vừa mới đi ra cửa lớn chỗ ở, bên ngoài một thiếu nữ áo trắng tướng mạo như thiên tiên đang đứng lặng lặng ở đấy. Vừa thấy hắn đi tới, lúc này tự nhiên cười nói, Hàn Huynh, hôm nay một mình giao nhi cùng ngươi một ngày như thế nào? Bảy ngày về sau, trên không trung một nơi hoang vắng của Minh Hà Chi Địa, âm thanh ẩm ẩm vang lớn. Bỗng nhiên một đạo như mộng như ảo kình thiên kiếm quang màu lục khẽ quét qua, về sau hư không mạnh mẽ bị chém mà mở, hiện ra một cái khe hở màu đen cực lớn. Phía dưới màu đen cự thuyền vốn đang lơ lửng tại tầng trời thấp lúc này âm thanh ông ông vừa vang lên, từ từ hướng cái khe hở đen kịt mà bay đi, mấy cái chớp động về sau, đã nhập vào trong đó không thấy bóng dáng. Một thời gian sau, trên bầu trời một hồi chấn động, màu đen khe hở từ từ lắp đầy như lúc ban đầu. Không chung phía trên mỗi đống loạn thạch cách nơi này không xa, nguyên giao nghiên lệ hai nữ một mực yên tĩnh, mắt thấy một màn này. Đi thôi, người tình của ngươi đã đi ra không gian này. Mỗi mỗi ngươi cũng không cần lưu luyến nữa, ta và ngươi chỉ cần chờ thêm gần 200 năm, đem thân thể chính thức ngư tụ lại, liền có thể trở về nhân tộc gặp lại hắn rồi. Khanh khách, trả nhẽ chút thời gian này ngươi cũng không chờ được a à nhiên lệ bỗng nhiên phát ra tiếng cười khanh khách rồi khẽ nói. Thôi, cái gì người tình, ta cùng Hàn Huynh lúc đó rất trong sạch đấy. Ngược lại là mấy ngày nay, ta nhìn thấy ngươi nhìn trộm Hàn Huynh không thôi, không biết có tình yêu trai gái, hay có ý khác đi à nha. Nguyên giao sắc mặt thoáng một phát ửng đỏ, nhẹ gắt một cái phản kích nói. Ta là nhiều lần nhìn lén Hàn Huynh rồi, nhưng mục đích có thể không hề cùng dạng với muội muội ngươi đấy. Tỷ tỷ chỉ là hiếu kỳ, Hàn Đạo Hiếu nhìn như không chút nào thu hút, nhưng như thế nào tu luyện nghịch thiên như vậy nhanh như vậy liền trở thành cùng sư phó lão nhân tồn tại nhiên lệ không thèm quan tâm nói hư ai biết người có phải hay miệng nói vậy nhưng lòng nghĩ khác khanh khách vậy có muốn hay không tỷ tỷ đem tâm móc ra cho muội muội xem xét vừa ý bất quá từ nay về sau muội muội cần phải phụ trách với tỷ tỷ đó hai nữ một hồi vui đùa ẩm ý gạch dưới 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 Xích Dung Sơn Mạch là một địa phương có phần danh tiếng trên phong nguyên đại lục. Dãy núi này dài liên miên mấy trăm vạn dặm, nhưng cùng địa phương khác có chút bất đồng, nơi này trong 10 ngọn núi cơ hồ có gần nửa đều là núi lửa hoạt động, thậm chí một số quanh năm phụt lên đỏ dung nham đỏ thẫm hoặc là bụi núi lửa màu đen nhạt, lại để cho sơn mạch phần lớn địa phương chẳng những không có một ngọn cỏ, hơn nữa nóng bức vô cùng.